Hắn leo lên thang rồi trước sự kinh ngạc của ba người, hắn đứng trên thang, mở nắp bình, chấm bút lông vào bình mực, sau đó rút ra, nâng bút lông đang đẫm mực bôi loạn lên trên ba chữ Thiên Chi Vũ. Đến lúc ba chữ đó không còn nhìn ra hình dạng gì, tại chỗ đó chỉ còn là một mảng mực đen, thì hắn mới hắc hắc cười một cách điên dại không ngừng, rồi cầm bút đứng trên thang trầm tư nói, nên viết lại chữ gì đây nhỉ? Thi Nhu Vân hỏi, người định làm gì? Thủy Thiên Trường không ngừng lắc đầu, Lạc Gia mắt mở lớn trừng trừng nhìn hắn. Thi Bình nói, tiểu ách ba, nàng nói xem ta viết chữ gì mới hay. Không biết. Hay lắm, vậy thì viết, không biết là ai làm. Thi Bình nhận được sự gợi ý của Thi Nhu Vân, liền trình diễn như thần bút, viết mấy chữ không biết là ai làm lên khoảng trống của tấm biển đen rất có hình có dạng. Như vậy còn cảm thấy chưa đủ, liền viết thêm hai chữ ha ha đặc biệt to lớn. Hắc, ha ha, hắn nhìn kiệt tác của mình cười lớn, ái ôi tiếng cười bị đứt đoạn, dầm một tiếng, thân mình to lớn của Hy Bình từ trên cao rơi xuống, tiếp đó bị cái thang đổ xuống theo đè lên. Bình mực đen đó vừa khéo đổ hết lên mặt hắn, bôi mặt hắn thành đen thui. Hoàng Hy Bình, tên hỗn đản ngươi có bị điên không? Lạc Thiên hướng tới thiên tài đang nằm trên mặt đất còn chưa mở được mắt gầm lên. Thi Vân Nhu lao đến bên người Hy Bình, hỏi, ngươi ngã có đau không? Hy Bình đưa tay áo lên xoa xoa hai mắt mở ra, nhìn thấy Lạc Thiên cùng với mọi người đang lửa giận ngang trời, liền hỏi, ở đâu có nước? Thủy Tiên đáp, ở trong nhà. Hy Bình vội vàng đứng lên lao vào bên trong, toàn thân hắn đều là mực đen. Ai nấy đều phải vội vã nhường đường cho hắn. Hắn chạy vào bên trong sau một hồi mới trở ra. Mực đen trên mặt không còn nhìn thấy nữa. Tóc ướt nhem và rối bù. Trên y phục vẫn còn dính mực đen như cũ. Hắn còn chưa đi đến trước cửa, đã hét lớn lên, vừa rồi ai đã đá ta? Lạc Thiên cả giận nói, chỉ đá ngươi một cước đã quá tiện nghi cho ngươi rồi. Ngươi là kẻ điên, chạy tới nơi ta làm rối loạn. Sao hai mắt vẫn còn rơi rát nhỉ? Hy Bình lại chà chà hai mắt bị mực dính vào, rồi đi đến trước mặt Lạc Thiên, mạnh dạn hỏi, ta làm náo loạn cái gì? Lạc Thiên liền nắm lấy bả vai hắn, kéo hắn ra trước cửa, đưa tay chỉ vào phía trên cửa, giận dữ nói, ngươi dám không thừa nhận à? Hy Bình liền trông thấy hiện trường ở đó liền cười như điên khùng, nói, hay, ta nói nhé. Phía trên kia rõ ràng viết là, không biết là ai làm. Ha ha, ha ha ha. Ngươi làm sao có thể vu cáo cho ta chứ? Mọi người nhìn tên nam nhân dơ bẩn này, không thể tưởng được lời trong miệng hắn nói ra so với mực đen còn muốn hồ đồ dơ bẩn hơn. Thủy Thiên Trường nghĩ thầm, đây chính là nam nhân muốn cướp con gái của mình hay sao? Dù cho hắn có gì đi nữa, cũng không thể để cho Khiết Thu đi theo hắn được. Lạc Gia than thầm, vẻ mặt của nam nhân này rất giống với người đó, thực tế bên trong sai biệt như đất với trời. Ban đầu còn muốn liên tưởng hắn với người đó, quả thực là sỉ nhục cho ta. Bọn Nguyên Chân sáu người cũng ở đây. Đối với bọn họ việc Hy Bình có thể làm ra những chuyện loại như thế này chẳng có gì kỳ quái. Thủy Khiết Thu và Thủy Tiên cũng tỏ ra bình thản. Lạc Hỏa cũng không có bất kỳ một phản ứng nào. Chỉ có Lạc Thiên cùng với bốn sư huynh đệ khác của Đại Địa Minh trong lòng cực kỳ phẫn nộ với chuyện này. Lạc Thiên nhìn mấy chữ viết loạn xạ đó, lông mày nhíu chặt. Nguyên lai nghĩ tới mấy chữ vàng như rồng bay phượng múa của hắn bị bôi thành một mảng đen đúa. Lại còn bị thay bằng mấy chữ không ra chữ cứ như mớ hỗn độn đen xì xì. Bảo hắn sau này làm sao dám đưa nhân sĩ võ lâm đến nơi này nữa đây. Người này hàng ngàn lần không chỉ không biết sai, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Tựa hồ hắn là một đại gia về thư pháp gì đó, chính vì mấy chữ mà hắn viết mà vui vẻ cười cười như điên khùng, còn không ngừng khẽ cười hề hề khen tuyệt. Kỳ thực thiên tài này chính đang đắc ý nghĩ, xem ra ngoài quyền vương và ca thần, ta còn là một đại gia về thư pháp, ngay cả tên họ vương nhỏ nhoi đó cũng không lợi hại như họ hoàng này của ta. Lạc Thổ đứng ra đầu tiên, gầm lớn, Hoàng Hy Bình, ngươi đừng quá phô trương, lần này không có ai đến giúp ngươi chống nữa đâu. Hắn luôn nhớ rằng mỗi lần hắn muốn xuất thủ, thì luôn có đại đội người đứng ra giữ hắn lại. Điều này làm hắn hận trong lòng. Hy Bình nghe xong. Hắn như vừa tỉnh lại trong cơn say, nói, Lạc Thổ, tên nhà quê ngươi có phải muốn đánh nhau không hả? Hắn lập tức lùi lại một bước, đứng theo mã bộ, nhìn tựa như người ngồi trong nhà xí, hạ eo xuống, kéo lại tay áo, sau đó đưa tay trái lên, chỉ vào Lạc Thổ vẫy vẫy, quát lên, lại đây, ta cùng ngươi đánh một trận. Hôm nay vốn là muốn đánh nhau mà, đột nhiên lại ca hát,
bây giờ bổ khuyết trở lại cũng không sao. Chúng nhân đưa mắt nhìn, đây là chiêu thức gì vậy? Sao xem đi xem lại cứ giống như mấy lão nông dân đánh nhau là thế nào? Thủy Thiên Trường lắc lắc đầu thở dài nói, ai? Chưa bao giờ thấy qua, hay đây là võ học hiện đại của mấy người trẻ tuổi bây giờ? Nhìn lại mình thật sự đã già, không theo kịp thời đại. Lạc Gia thì bước tới gần Thủy Khiết Thu kề bên tai hỏi nhỏ, con nói hắn là võ lâm cao thủ sao? Thủy Khiết Thu cất lời đáp, nương, con chưa bao giờ nói vậy. Con chỉ nói rằng hắn là một man nhân. Nhiều người trong lòng không thể nhịn được cười lên, nhưng Nguyên Chân Lục Nữ và Lạc Hỏa thật sự biết rõ nét độc đáo của Hy Bình. Nguyên Chân và Lạc Hỏa đều là bại tướng dưới tay Hy Bình, hiểu rằng nam nhân này phô diễn chiêu thức tuy có buồn cười nhưng nếu đánh nhau thật sự, thì không còn buồn cười như thế nữa. Lạc Thủy hỏi, tam đệ, ngươi là bị bại dưới tay hắn hay sao? Lạc Hỏa bất lực gật đầu, nói, đại ca, mặc dù đệ không nghĩ vậy nhưng sự thật là như thế. Lạc Thủy than, xem ra ngươi luyện công quá lười biếng. Ngươi nhìn hắn kìa, ngay cả một kẻ mới học công phu có một hai ngày cũng sẽ không trình bày chiêu thức như cái kiểu này của hắn. Cái này trông cứ như là một đứa trẻ đang chơi trò đánh nhau, trông thật buồn cười. Hắn chỉ là một kẻ to xác chuyên làm chuyện cho người ta cảm thấy kinh tởm mà thôi. Hy Bình lửa giận bừng lên, chỉ vào Lạc Thủy nói, tiểu tử, ngươi tên là gì? Dám trước mặt ta nói ta đánh nhau kinh tởm hả? Lúc lão tử đánh nhau thì rất uy phong, còn mẹ ngươi đã không vỗ tay khen thì thôi, lại còn đánh rắm nữa à? Qua đây, cùng với tên nhà quê lên một lượt, lão tử đánh cả hai ngươi một trận tại đây, để cho ngươi biết cái gì gọi là kinh tởm. Lạc Thủy nói, ta sẽ không vì ngươi mà tự làm mất thân phận. Đồ mụn nhọt. Lạc Thổ vốn đang lửa giận ngút trời, do bị Hy Bình đùa giỡn, đột nhiên cười rộ, nói, cao thủ à, cái danh xưng, tên nhà quê, này ngươi tự lưu lại cho mình. Ta nhớ rằng ngươi vừa mới từ Thâm Sơn bước ra mà. Sơn lão, tên nhà quê, ha ha. Ta mới vừa từ trên núi xuống đấy. Thì sao nào? Lạc Kim cao to như thiết tháp khó khăn lắm mới nhịn cười nói, chẳng sao cả. Ngươi đứng cũng đẹp đó. Ngươi làm ta cười đến đau cả bụng. Ngươi muốn đánh, ta để cho ngươi đánh. Lại đây, ngươi có thể đánh bất cứ nơi nào trên cơ thể ta, ta sẽ không thèm đánh trả. Hy Bình đưa mắt nhìn Lạc Kim từ trên xuống dưới. Tên Lạc Kim này vốn đầu trọc. Trên đầu hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, cao to quầng tráng tựa như ngưu lang, da màu vàng đồng, hai tai đặc biệt lớn. Nhìn vào trông rất giống một vị kim Phật. Hy Bình thấy Lạc Thổ không muốn đánh nhau với hắn, tỏ ra rất chán nản, liền đứng dậy, nói, ngươi là Như Lai Phật à? Hắc, thật là tốt bụng, còn nói cho ta tùy tiện đánh nữa. Đúng là đánh vào đâu cũng được chứ. Lạc Kim vênh mặt lên nói, đương nhiên. Rất nhiều người biết rằng võ công Lạc Kim tu luyện chính là kim cương bất phôi chi thân. Tên nam nhân đang đứng trước mặt này nhìn giống như một tên lưu manh bất học vô thuật. Cho dù để hắn xuất thủ đánh mạnh đi nữa cũng không thể thương hại gì đến Lạc Kim được. Tuy nhiên Lạc Hỏa lại nói, ngũ đệ, đừng như thế. Hy Bình bước đến trước mặt Lạc Kim. Lạc Kim so với hắn cao hơn một cái đầu. Hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa hơi mở ra, nhắm hướng hai mắt của Lạc Kim phóng tới. Lạc Kim nhìn thấy, lập tức nhanh chân lui trở lại, hai mắt chừng nhìn Hy Bình, nói, người muốn chọc vào mắt ta à? Hy Bình cười nói, ngươi thực là kẻ không biết giữ lời. Vừa nói rằng ta đánh ở đâu cũng được, giờ mới đưa hai ngón tay hướng về phía đôi mắt của ngươi thì lại sợ hãi thoái lui rồi. Thật không còn mặt mũi để nhìn người mà. Lại đây, hãy chứng minh ngươi là người tốt và chứng minh rằng ngươi là một nam tử Hán rất biết giữ lời. Để hai ngón tay của ta chọc vào mắt ngươi, ta chẳng thèm đánh đâu hết, chỉ chọc vào hai mắt ngươi là được, thế nào? Ta giữ cái con mẹ ngươi. Lạc Kim nổi giận, chỉ tay vào Hy Bình gầm lên, ngươi cái tên tiểu tử này, ở đâu không đánh, tại sao lại cứ phải chọc vào mắt ta? Công phu của ta không luyện trên mắt, sao có thể để ngươi chọc vào được? Nào, đánh vào chỗ khác đi. Hy Bình nói, ngươi nói ta không được chọc vào mắt ngươi phải không? Lạc Kim nói, chứ chọc vào mắt, bất kể nơi nào khác ngươi cũng có thể. Hy Bình hoài nghi hỏi, lần này ngươi phải giữ đúng lời, sẽ không tránh chứ? Thật là, người ta mà tránh, Hoàng Hy Bình hắn còn có thể đánh được sao? Không tránh, Lạc Kim ngẩng đầu lên nhìn trời, đợi Hy Bình đánh hắn. Hy Bình cười hắc hắc nói, ta lần này chộp lấy đúng quần của ngươi. Không được, Lạc Kim theo phản xạ cúi người xuống,
hai tay che chắn lấy khố. Bộ dạng này so với thế thức lão nông dân đánh nhau của Hy Bình vừa phô diễn lúc nãy còn buồn cười hơn. Hay muốn ta chọc vào hai mắt của ngươi? Lạc Kim nhanh chóng dùng tay bảo vệ hai mắt. Hy Bình lại nói, ta lại chộp lấy trứng của ngươi. Lạc Kim liền cúi người che chắn lấy khố. Cứ như thế vài lần, Lạc Kim tức giận, giống lên, tiểu tử, ta không đùa nữa, ngươi nếu lại dám đưa ngón tay ra hoặc cẩu chảo của ngươi, ta sẽ chặt ngươi ra. Thân hình hắn đứng thẳng lên, cương khí bành trướng, trên mặt da thịt bắt đầu cứng rắn lại. Hy Bình cười lớn nói, con mẹ ngươi nuốt lời thật là nhanh. Nói cái gì là để lão tử đánh, lão tử còn chưa chạm vào ngươi, ngươi sợ muốn vãi đái ra quần, ha ha. Ha, bọn ngươi cười cái gì hả? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phải rồi, Hoàng Hy Bình hắn đã thắng, cười cũng phải. Nhưng sao tất cả bọn họ đều cười cả vậy? Hơn nữa, dường như là người của Đại Địa Minh thua mà, sao bọn họ lại cười vui vẻ như thế? Thật đúng là một lũ điên. Lạc Gia nói nhỏ, Khiết Thu, hắn lúc nào cũng không được bình thường thế này à? Thủy Khiết Thu đáp, chuyện này đối với hắn mà nói là bình thường nhất đó mẹ. Thủy Thiên Trường thở dài nói, tứ đại võ lâm thế gia đúng là hết hy vọng rồi. Lạc Thiên nói, chúng ta đi. Lạc Mộc, người gọi người đến đem bỏ mấy chữ phía trước đi. Việc này giao cho ngươi xử lý. Nói xong, hắn kéo Thủy Khiết Thu đi đến bên cạnh Nguyên Chân, một tay ôm lấy eo Nguyên Chân nhưng vợ chồng Thủy Thiên Trường vẫn thản nhiên như không có gì. Việc nữ tế cầu dẫn nữ nhân khác ngoài nữ nhi của mình bọn họ vẫn giữ thái độ tán đồng. Hy Bình lửa giận bốc lên đầu nhưng lại không nghĩ ra được cách nào. Hai nữ nhân này tựa hồ đều là cam tâm tình nguyện theo Lạc Thiên. Ai, thì ra Nguyên Chân nói đã tìm được một nam nhân tốt, hóa ra lại là Lạc Thiên. Hắn đột nhiên chạy tới trước, ngũ đại đệ tử của Đại Địa Minh liền ngăn hắn lại. Hắn gầm lớn, tránh ra, lão tử muốn thu hồi nữ nhân của mình. Lạc Thiên quay đầu lại, Thủy Khiết Thu cùng Nguyên Chân cũng quay đầu lại theo. Lưỡng nữ đồng thanh nói, Hoàng Hy Bình, ai là nữ nhân của ngươi chứ? Dù gì cũng chẳng phải bọn nàng. Trong lúc nóng giận Hy Bình tự lập thệ nói. Hắn nhấc cái thang từ dưới đất lên, quay sang hướng Lạc Thổ ở trước mặt hắn đánh tới. Lạc Thổ mắt sáng tay nhanh, song thủ cùng đưa ra nắm lấy thang, định dùng lực chấn bay Hy Bình. Không ngờ được cái thang đã bị Hy Bình dùng sức mạnh man dại dựng ngược lên, tốc độ rất nhanh, sức mạnh rất lớn. Điều này hắn hoàn toàn không dự liệu được. Đợi hắn từ trên thang lao xuống lại, trong lúc chúng nhân kinh ngạc, Hy Bình đã đi đến trước mặt Thủy Tiên, nắm lấy một cánh tay của Thủy Tiên, nói, đi theo ta. Thủy Tiên cảm thấy bất lực nói, ta. Thi Nhu Vân tiến đến, nói Thủy Tiên, lần này hắn đến Đại Địa Minh là đặc biệt vì ngươi đó. Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang trở thành lạnh lẽo của Hy Bình, đột một cúi đầu xuống đáp, Thủy Tiên đi với chàng. Sắc mặt Hy Bình dịu lại một chút, nói, Nhu Vân, chúng ta trở về thôi. Nàng còn muốn xem ta đánh nhau à? Thi Nhu Vân nói, không muốn. Vậy chúng ta trở về sướng ca nha. Ta ôm bọn nàng hát. Tay kia của hắn ôm lấy Thi Nhu Vân, cất chân đang định muốn bỏ đi thì ở phía sau Lạc Gia nói theo, Nhu Vân, có rảnh thì đến thăm A Di. Thi Nhu Vân quay đầu nhìn lại mỉm cười dịu dàng nói, hay lắm, A Di. Kỳ thật con không nhớ gì về huyền mẹ mình cả. Hy vọng A Di có thể kể về mẹ của con. A Di, hẹn gặp lại, con không muốn nhìn thấy hắn đánh nhau. Vào lúc đó hắn rất dễ sợ. Thật sự đó, không phải lừa các người đâu. Lạc Gia hỏi, Nhu Vân, cựu nhân của con là hắn sao? Đúng vậy, hắn đã hại chết đại ca Nhu Vân nhưng đại ca trước khi chết lại đã giao Nhu Vân lại cho hắn. Vì vậy Nhu Vân mới theo hắn. Kỳ thật Nhu Vân lúc nào cũng muốn báo cừu. Hy Bình đột nhiên nói, tiểu ách ba, nàng còn nói lung tung với người khác ta sẽ hôn bịt cái miệng của nàng lại đó. Nhu Vân lập tức im miệng, quay đầu lại nhìn Hy Bình mỉm cười. Ngoài trừ Hy Bình và Thủy Tiên ra, người khác không thấy được thần tình này của nàng, Lạc Gia đương nhiên cũng không nhìn thấy. Bà ta chỉ là nghĩ không hiểu nổi, sao nhìn bọn họ cứ như là tình nhân vậy. Bà lại nhớ đến Diệp Xuyên Thuần, trong lòng nghĩ, Diệp tỷ tỷ, tiểu nữ nhi này của người thật sự rất giống người. Giống người cùng một dạng mỹ lệ, một dạng thuần chân. Bọn người Lạc Thiên nhìn ba người Hy Bình rời đi, đều nghĩ không thông kẻ này rốt cuộc là loại quái vật gì, dễ dàng gây ra chuyện lộn xộn như thế, nhưng lại ngang ngược không ai bì nổi, ngay cả khí phách của Lạc Thiên,
cái loại con trời kiêu căng này, cũng không hơn được cái dã tính hung bạo đột phát của hắn. Lạc Thổ lâm vào trầm tư, hắn vừa rồi bị Hy Bình dùng cái thang đẩy lên không trung. Việc này hắn không cách nào đoán trước được, bằng vào thân thủ của hắn sao có thể để một tên quê mùa như Hoàng Hy Bình treo lên trên kia như treo cờ được. Chỉ có Lạc Hỏa ít nhiều minh bạch một chút, bởi vì hắn cũng đã từng bại bởi Hy Bình một cách mơ hồ. Hắn cho tới bây giờ không cho rằng Hy Bình là một kẻ yếu ớt. Bất kể Hy Bình biểu hiện rất buồn cười, hắn đã không còn thấy tức cười nữa. Có những lúc Hy Bình cười, hắn thậm chí còn thấy sợ hãi. Lạc Thiên thân hình cao lớn, tuấn vĩ, hai gò má đầy đặn quay sang Lạc Thổ hỏi, vừa rồi ngươi cảm giác thấy ra sao? Lạc Thổ nói, khi ta nắm lấy cái thang, vốn định vận kình đánh hắn bay ra. Nhưng khi kình khí còn chưa vận đủ, bỗng cảm thấy thân thể bị bay đứng lên. Thiếu gia, động tác của hắn khi đó đúng là quá nhanh. Dựng đứng cái thang và ta lên như thế chắc chắn phải có một lực lượng cường đại. Cái đó cho thấy tốc độ cũng như sức mạnh của hắn. Lạc Hỏa thở dài, ta đã từng nói, đừng có khinh thị hắn nhưng các người lại không tin. Hắn chính là kẻ vô lại vô sỉ, thập phần háo sắc nhưng quả thực sức mạnh thì vô cùng kinh khủng. Nguyên Chân cũng nói, hắn từng cầm cây thiết côn trăm cân giữa vạn quân hoành hành. Cái khác không dám nói, chỉ dám nói sức mạnh đích thật là vô cùng kinh nhân. Nàng nhớ tới khi bị Hy Bình ôm lấy thì giãy giụa thế nào cũng vô ích. Nàng vốn sức mạnh kinh người nhưng cũng vô lực đối kháng. Chỉ có điều trong lòng nàng biết nhưng tịnh không có nói ra. Thủy Thiên Trường nói, ta chỉ không rõ hắn sao lại lạc vào võ lâm tứ đại thế gia. Thủy Khiết Thu nói, cha, ở đây quả thực có điều kỳ quái, hắn là con rể của võ lâm tứ đại thế gia, hơn nữa lệnh chủ Hoàng Đại Hải lại là đệ đệ của hắn. Đệ đệ đương nhiên phải nghe theo đại ca. Cha, hắn chính là dựa vào quan hệ chứ không phải thực lực. Con có thể tùy tiện đánh hắn ba chưởng, hắn ngay cả khả năng tránh né cũng không có. Các ngươi coi trọng hắn như thần vậy, bất quá chỉ là một gã sắc lang. Con thực chán ghét hắn điểm đó. Còn nói về tính dã man thì thực lực của hắn chính là nhờ sự dã man đó. Hắn đúng là một man nhân. Lạc Gia nói, các ngươi không cần làm nhộn lên. Nam nhân có thể đả bại tuyệt tình luân hồi đao tuyệt không phải là kẻ vô năng. Các ngươi tưởng rằng Thi Trúc Xanh không đủ tu vi sao? Kỳ thật Thi Trúc Sinh luyện tuyệt tình luân hồi đao. Ở đây ngoại trừ Thiên Trường cùng Thiên Nhi, còn lại không ai là đối thủ của hắn. Mà Thi Trúc Xanh trước đây từng bị Hy Bình sử đao đánh hạ, có thể thấy được con người này không giống như vẻ bên ngoài đơn giản của hắn. Thủy Thiên Trường nói, hai món đại tuyệt học của địa ngục môn, trong số thập đại cao thủ lúc ban đầu, chỉ có duy nhất Địa Tàng Vương là luyện thành Địa Tàng Chi Khí, cho đến trước đời Thi Trúc Xanh cũng không có ai luyện thành cả hai môn đại tuyệt học. Theo như ta biết thì tuyệt tình luân hồi đao so với Địa Tàng Chi Khí còn bá đạo, tàn nhẫn hơn. Nếu khi xưa Địa Tàng Vương luyện được tuyệt tình luân hồi đao, có lẽ đã không bại dưới tay Huyết Sát Chân Quân. Lạc Thiên nghe được tên của Huyết Sát Chân Quân, hai mắt liền ánh lên vẻ lạnh lẽo. Thủy Thiên Trường biết Lạc Thiên đang nhớ tới cái chết của Đại Địa Vũ Tôn Lạc Sơn. Đây chính là một đoạn cừu hận khó cởi. Cho dù Huyết Sát Chân Quân đã chết nhưng sự việc này vẫn còn ghi dấu một nỗi nhục. Lạc Gia nói, Thiên Nhi, cha ngươi gọi các ngươi qua. Có lẽ có sự tình khẩn yếu. Các ngươi hãy rời khỏi nơi này, hãy đi nhanh lên. Lạc Thiên nói, vâng, cô. Bọn người Lạc Thiên tiến vào tầm thất của Lạc Hùng. Trong phòng, ngoại trừ Lạc Hùng, còn có nhiều người nữa. Một trong số đó là người con gái mà Thi Nhu Vân gặp trên đường Vân Tuyết. Mặt khác còn có một thanh niên khá thu hút mọi người. Thanh niên này đại khái khoảng hơn 30 tuổi, người không cao, nhưng thân hình rất cân đối, trán rộng, toàn thân tỏa ra khí độ vương giả, bên trái hắn chính là chủ tì La Mỹ Mỹ. Đứng bên phải là một thanh niên trên dưới 20 tuổi, dáng cao, trông qua hơi gầy, vẻ mặt rất bình thường, nhưng hai con ngươi to sáng ngời, khiến người khác nhìn thấy đều hiểu rằng hắn là người rất hiểu biết. Phía sau thanh niên ấy là vợ chồng La Niên, ngoài ra còn 8 thanh niên trông rất bình thường, chỉ là những thanh niên này gây cho người ta một loại cảm giác rất kỳ quái. Đám người Lạc Thiên tiến đến phía sau, song phương cùng tự đánh giá nhau. Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, ngươi mau ra mắt vị công tử này. Ông ta chỉ vị thanh niên cầm đầu kia, tiếp tục nói, hắn là con của lão bằng hữu Quyền Khuynh Quốc. Lạc Thiên nhìn Quyền Khuynh Quốc, hắn tịnh không biết bằng hữu của cha hắn. Có điều Lạc Hùng đã nói như vậy, hắn cũng là người hiểu biết, liền ôm Quyền cười nói, tiểu đệ ra mắt Quyền đại ca. Quyền Khuynh Quốc thong thả thi lễ,
cười đáp, người quả nhiên như lão bá đã kể. Ha ha, Lạc bá bá, nhi tử của người quả là một đại anh hùng. Lạc Thiên cảm giác thể diện của mình có tăng lên một chút, hảo cảm đối với Quyền Khuynh Quốc cũng tăng lên vài phần. Lạc Hùng nói, đâu có, đâu có, người quá khen rồi. Lạc Thiên nói, chẳng biết huynh trưởng từ nơi nào tới. Quyền Khuynh Quốc ngẩn người nói, Vũ Chi Thành. Lạc Thiên cười nói, thì ra là ở dưới chân thiên tử. Huynh trưởng là môn nhân phái nào vậy? Quyền Khuynh Quốc cười nói, ta à, vô môn vô phái, ta chỉ là một thương nhân. Lúc còn nhỏ cũng có một vài võ sư ở nhà dạy qua vài chiêu mà thôi. Xem ra khí độ của hắn thì Lạc Thiên biết hắn tịnh không phải chỉ có mấy chiêu mà thôi, huống hồ người nào tinh ý cũng có thể thấy, người bên hắn cơ hồ mỗi cá thể đều là cao thủ. Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, Quyền đại ca ngươi đích xác đa phần là một thương nhân. Phải rồi, ta sớm đã gọi các người đến đây, tại sao bây giờ mới đến? Lạc Thiên nổi cáu, gặp phải một tên điên khùng, làm mất một ít thời gian. Lạc Hùng nói, ai? Lạc Thiên nói, Hoàng Hy Bình. Tiếp theo hắn kể lại việc gặp Hy Bình, vẻ mặt mọi người trong phòng mỗi người mỗi khác nhau. Khi Lạc Thiên nói ra tên Hy Bình, ánh mắt Vân Tuyết lóe sáng. Chủ tì La Mỹ Mỹ trong mắt lộ vẻ kinh hãi sau đó lại như không có. Vẻ mặt Lương Lệ Quỳnh thì phẫn nộ. Quyền Khuynh Quốc nói, ồ, Hoàng Hy Bình thật sự là người như vậy à? Hắn dường như đã nghe nói về Hy Bình và dường như cũng cảm thấy có hứng thú. Lạc Thiên nói, Quyền đại ca, chẳng bao lâu đại ca sẽ có cơ hội gặp hắn. Trong chốn võ lâm hắn nổi danh vô lại, cơ hồ chuyện gì cũng có thể làm được. Cũng không biết sao hắn lại trở thành thủ lĩnh của võ lâm tứ đại gia. Võ lâm tứ đại gia trước giờ là chánh phái, tới tay hắn, cũng trở thành điên rồ cả. Quyền Khuynh Quốc nói, đúng không? Ta đối với chuyện trong võ lâm không có kiến giải lớn lao, chỉ biết là hắn thật tốt số, cơ hồ ôm cả mỹ nữ võ lâm. Ta đối với nữ sắc chỉ trung tình một người, cho nên đặc biệt chú ý hắn, nhiều ít bao nhiêu cũng nghe qua về hắn. Bọn Lạc Thiên nhìn La Mỹ Mỹ đứng bên hắn đều tin tưởng rằng hắn nói thật lòng. Toàn bộ nữ nhân trong phòng, ngoại trừ Thủy Khiết Thu ra, đều kém La Mỹ Mỹ một bậc. Cho dù Nguyên Chân có thể nói kiều Mỹ, nhưng cũng không sánh bằng La Mỹ Mỹ. Có điều nàng ta có thứ mà các mỹ nữ khác không có, dáng vẻ khỏe đẹp lạ lùng. Đây là ưu điểm tuyệt đối của nữ nhân dã mã tộc. Quyền Khuynh Quốc nhìn thấy bọn Nguyên Chân sáu người và Thủy Khiết Thu, ánh mắt liền sáng rực lên. Lạc Hùng đột nhiên hỏi, Thiên Nhi, cô ngươi cùng cô phụ khi nào tới? Lạc Thiên nói, bọn họ nhiều khả năng có chuyện phải bàn bạc. Không chắc họ sẽ đến đây, người cũng biết là cô phụ rất ít khi quản chuyện võ lâm. Cô cũng vậy. Lạc Hùng nói, cũng bởi tại chính họ thôi. Rồi quay sang phía Quyền Khuynh Quốc nói, thế chất, để các ngươi đứng tiếp chuyện cùng ta lâu quá rồi. Chúng ta chuyển sang căn phòng lớn ngay bên cạnh, chính là nơi ta chiêu đãi các khách nhân, cũng có một ít bàn ghế. Người hầu chắc đã chuẩn bị rồi. Miệng ông ta nói là căn phòng lớn, kỳ thật chính là chiêu đãi thất đặc biệt dùng để tiếp kiến những tân khách quan trọng. Quyền Huynh Quốc cười nói, lão bá vẫn đứng, bọn trẻ tuổi bọn cháu sao có thể khác được. Lạc Hùng mỉm cười rồi dẫn chúng nhân rời tầm thất của mình, tiến vào căn phòng lớn ngay bên cạnh. Trần thiết của căn phòng này rất đơn giản, làm cho người ta cảm thấy thoáng đãng. Từ ngoài cửa vào trong phòng xếp hai dãy ghế dài. Trước các dãy ghế là những cái bàn dài. Bọn Lạc Thiên bỗng cảm thấy có chút kỳ quái. Ở ngay cuối căn phòng, nguyên lai chỉ có một cái ghế lớn bọc da hổ, lúc này bỗng biến thành hai chiếc ghế cao xếp cạnh nhau. Còn cái ghế lớn bọc da hổ tràn đầy khí thế không biết đã biến đi đâu mất. Lạc Hùng dẫn đường Quyền Khuynh Quốc, cười nói, Hiền Điệt, chúng ta đến đằng trước ngồi. Quyền Khuynh Quốc như thể cũng không cự tuyệt sự an bài của trưởng bối, ngồi xuống dãy ghế dài, cười rạng rỡ nói, Lạc bá bá, người an bài thật là chu đáo. Lạc Hùng vội nói, ta vẫn sợ tiếp đãi ngươi ở đây không được chu đáo. Chỉ mong ngươi không hiềm chiếc ghế của ta quá đơn sơ thôi. Quyền Khuynh Quốc cười không đáp, hắn đi đến chiếc ghế bên trái rồi xoay người ngồi xuống, sau đó Lạc Hùng mới chậm rãi ngồi theo. Hai người ngồi xuống xong, đồng thời những người khác cũng chia ra ngồi ở hai bên. Quyền Khuynh Quốc nói, Lạc bá bá, dường như người chưa giới thiệu cho cháu các đệ tử của người. Lạc Hùng mỉm cười, rồi lần lượt từng người một giới thiệu bọn Lạc Thiên cho Quyền Khuynh Quốc. Xong xuôi. Quyền Khuynh Quốc chỉ vào người ngồi ngoài cùng bên trái cũng chính là thanh niên vừa rồi đứng ngay bên phải hắn, nói, đây là biểu đệ, Quyền Hành.
Sau đó đến lượt phu phụ La Niên được giới thiệu là tổng quản của hắn, và cũng giới thiệu La Mỹ Mỹ, thân phận tự nhiên là thê thiếp của hắn, còn tám thanh niên còn lại lại vệ sĩ của hắn. Tuy nhiên, có vấn đề nảy sinh, Lạc Hùng ngạc nhiên thấy hắn không giới thiệu Vân Tuyết, chuyện này nghĩa là sao? Ông ta nói, quyền thế chất, còn một vị cao nhân nữa không thể giới thiệu được sao? Quyền Khuynh Quốc giật mình, hỏi lại, Lạc bá bá, người nói vị cao nhân nào? Lạc Hùng chỉ vào Vân Tuyết, sau đó mỉm cười nói, chính là cô nương mỹ lệ này đây. Dường như thế chất vẫn chưa nói đến. Quyền Khuynh Quốc hỏi lại, Lạc bá bá đùa à, cô nương này không phải là người của Tiểu Điệt. Lạc Hùng ngây người ra, một lúc sau mới quay sang Vân Tuyết hỏi, cô nương, xin hỏi cô là cao nhân phương nào? Nguyên lai, Vân Tuyết cùng đi với Quyền Khuynh Quốc gặp Lạc Hùng, vì thế Lạc Hùng nghĩ nàng ta là người của Quyền Khuynh Quốc. Trong khi đó Quyền Khuynh Quốc lại nghĩ Vân Tuyết là gia nhân của Lạc Hùng. Vì thế nên mới có sự việc hồ đồ như thế này. Vân Tuyết cười cười nói, Lạc Minh Chủ, ta chẳng phải là cao nhân gì cả, mà chỉ là một tiểu nữ tử. Nghe nói Lạc Thiếu Minh Chủ chính là một nhân vật anh hùng, bèn nghĩ đến tìm cho biết kiến thức một phen. Chẳng biết có được không, nàng không quên gửi cho Lạc Thiên một cái nhìn dịu dàng đầy ẩn ý. Ôi trời, thì ra là si tình. Chúng nhân cuối cùng minh bạch rằng nữ nhân này đến đây vì nam nhân, mà nam nhân được tìm chính thị là Lạc Thiếu Minh Chủ. Lạc Hùng cười nói, đương nhiên là có thể, tiểu nhi nếu có thể có được sự quý mến của nữ hiệp thì đó cũng chính là phúc phận của hắn. Lạc Thiên cũng nói theo, nữ hiệp đến đây không chỉ tìm tại hạ, không biết phương danh của nàng là gì. Tiểu nữ là Vân Tuyết. Quyền Khuynh Quốc khen, danh tự thật đẹp. Vân Tuyết không tưởng hướng tới Quyền Khuynh Quốc nở nụ cười quyến rũ, quả thật đúng là mỹ nhân nhất tộc. Thủy Khiết Thu kề bên tai Lạc Thiên thì thầm, biểu ca, mị lực của người thật sự lớn, không tưởng lại có nữ nhân nghe tiếng tìm đến. Lạc Thiên cũng đáp với thanh âm nhỏ, Khiết Thu, muội cũng vậy mà. Cặp mắt Quyền Khuynh Quốc vừa nhìn thấy muội là sáng lên đó. Thủy Khiết Thu giận dữ nói, ai nói? Ông ta từ khi thấy Nguyên Chân tỷ tỷ, cũng không phải mê mê hay sao? Nhãn tình của Quyền Hành hướng nhanh tới hai người, và không nói gì cả. Quyền Khuynh Quốc nói, Lạc bá bá, con dâu người cũng có thể được gọi là đệ nhất mỹ nữ đó. Lạc Hùng cười nói, nữ tử bên người cháu mới là thiên hạ tuyệt sắc. Như nhau thôi, như nhau thôi. Quyền Khuynh Quốc hiển nhiên rất vui vẻ, có người khen nữ nhân mình đẹp, ai mà không đẹp trong lòng. Hắn lại nói, Lạc bá bá, sáu cô gái này chẳng những xinh đẹp hơn nữa còn là cao nhân nhất đẳng. Thật sự là nghe không bằng thấy, đáng nên gọi là nhân sĩ trung thổ không? Lạc Hùng nói, cháu thật là có nhãn quang độc đáo. Các nàng này đến từ tái ngoại chính là dã mã tộc. Quyền Khuynh Quốc gật gật đầu nói, a, có nghe nói qua, đáng tiếc chưa từng đi qua. Xem ra chắc phải tìm cơ hội đi tái ngoại. Lạc bá bá, các nàng đã có hôn sự chưa? Lạc Hùng cười nói, thế chất, cái đó ngươi phải hỏi các nàng. Ta nhiều lời quá cũng không hay. Quyền Khuynh Quốc nói, đúng vậy, cũng là tìm một cơ hội cùng các nàng nói chuyện. Chẳng biết cô nương có cho Quyền mỗ cơ hội hay không? Khi hắn nói chuyện thì hai mắt dương nhìn Nguyên Chân. Nguyên Chân cảm thấy không ưa hắn lắm, nhẹ nhàng đáp, cơ hội phải do tự mình nắm lấy. Quyền Khuynh Quốc cũng không tỏ ra trái ý, vẫn cười nói, cô nương đã nói vậy, ta nghĩ ta có thể tìm với mỗi người một cơ hội. Nguyên Chân đột nhiên đứng lên nói, Minh Chủ, ta muốn ra ngoài. Chân Chân không thích ở chỗ này, thật là buồn bực. Lạc Hùng liếc mắt nhìn Quyền Khuynh Quốc, thấy Quyền Khuynh Quốc không có vẻ gì phản đối, liền quay đầu lại nói, đã như vậy ta không tiện giữ lại. Nguyên Chân rời đi, ngũ đóa kim hoa cũng tự nhiên theo sau. Quyền Khuynh Quốc nhìn theo bóng lưng Nguyên Chân, nói, nữ hài tử này không những là một người rất đặc biệt, mà còn rất có cá tính nữa. Lạc Hùng phụ họa nói, đích xác như những gì cháu đã nói. Quyền Khuynh Quốc nhìn chúng nhân, nói, Lạc bá bá, chúng ta từ xa tới đây, lúc này cũng đã có phần mệt mỏi rồi. Có thể sắp xếp cho chúng ta nghỉ ngơi được không? Lạc Hùng vội đáp, đúng là không có ý tứ, tiếp đãi cầu thả rồi. Lão quay qua phía Lạc Thổ nói, người đến Tĩnh Tâm Uyển sắp xếp một cái. Lạc Thổ lĩnh mệnh rời đi. Chúng nhân ngồi uống nhân trà, đàm luận về những chuyện rất bình thường. Lạc Thổ sau đó dẫn đám người của Quyền Khuynh Quốc đến nơi tiếp đãi khách quý của Đại Địa Minh là Tĩnh Tâm Uyển. Từ cửa bước ra, Vân Tuyết bắt kịp đám người của Lạc Thiên, nói, Lạc thiếu gia, có thể theo tiểu nữ đi lên phố được không?
Lạc Hùng quay đầu lại nói, Thiên Nhi, khi hiệp nữ đã có thịnh tình đề nghị thì ngươi phải dẫn hiệp nữ đi tham quan Long Thành. Đó cũng là trách nhiệm của người chủ. Lạc Thiên trả lời, vâng ạ. Lạc Hùng nói, A Thủy, sau bữa ăn tối hãy đến gặp ta. Ta có việc quan trọng muốn giao cho con. Lạc Thủy đáp, vâng, sư phụ. Sau đó Lạc Hùng cùng Quyền Khuynh Quốc quay trở về Tĩnh Tâm Uyển, còn Lạc Thiên nói với Thủy Khiết Thu, muội về phòng trước. Sau đó cùng Vân Tuyết rời khỏi Đại Địa Minh. Hoàng hôn cũng dần buông xuống. Lạc Hùng dẫn Quyền Khuynh Quốc tiến nhập Tĩnh Tâm Uyển. Cái lạc viện không lớn không nhỏ này được bố trí một cách thanh tao cao nhã. Có 8 căn phòng, La Niên Phu Thê ở một căn, La Mỹ Mỹ Chủ Bộc một căn, Quyền Khuynh Quốc một căn, Quyền Hành Chiếm một căn. Còn lại 4 căn phân phối cho 8 người bảo tiêu, cứ 2 người một căn. Tổng cộng sắp xếp cả thảy 14 người. An bài xong, Lạc Hùng dẫn họ đi dùng bữa tối. 14 người sau khi tắm rửa xong thì về lại Tĩnh Tâm Uyển. Lúc này trời đã tối. Lạc Hùng đang ở chỗ của Quyền Khuynh Quốc, Quyền Hành cũng ở đó. Quyền Khuynh Quốc ngồi trên ghế, Lạc Hùng đứng, Quyền Hành thì ngồi trên giường. Quyền Khuynh Quốc nói, Lạc Hùng. Sao thế, không phải lúc nãy xưng hô là Lạc Bá Bá sao? Sao giờ lại kêu tên họ, thật là đại bất kính. Lạc Hùng không hề giận mà đáp, có thần. Quyền Khuynh Quốc nói, chuyến đi này ta tự mình hành tẩu. Một là tìm hiểu nhân gian, hai là tìm lại thánh hỏa đao bị mất tích của tiên hoàng. Hắn ngừng lại một lúc, Lạc Hùng không dám thở mạnh. Hắn lại nói tiếp, thánh hỏa đao này có xuất xứ từ Ba Tư, là trấn quốc chi đao của hoàng gia. 80 năm trước lọt ra ngoài võ lâm, qua sự truy xét, xác định được thanh liệt dương chân đao của Hoàng Hy Bình chính là thánh hỏa đao. Bất kể dùng thủ đoạn gì, người cũng phải giúp lấy lại thánh hỏa đao cho ta. Lạc Hùng trầm ngâm một lúc rồi hỏi lại, Hoàng thượng, chuyện này có gấp không? Quyền Khuynh Quốc đáp, không gấp, nhưng nhất định phải lấy về. Lạc Hùng cười nói, vậy thì được, Hoàng Hy Bình tuy vô lại nhưng tứ đại gia trong tay hắn cũng còn có chỗ để lợi dụng. Chuyến đánh Thái Âm giáo này thần định để chúng đánh trận đầu để chúng chết thay chúng ta. Hiện giờ tạm thời không muốn phát sinh chuyện gì dây dưa với chúng. Nếu Hoàng thượng không gấp, thần sẽ cứ theo kế hoạch đó mà làm. Sau khi đánh xong Thái Âm giáo sẽ giúp Hoàng thượng thu hồi thánh hỏa đao. Tâu Hoàng thượng, không biết sắp xếp như vậy có được không? Quyền Khuynh Quốc đáp, rất tốt, ngươi làm việc thì ta yên tâm rồi. Ngoài ra ta sợ ngươi không đủ người dùng nên điều vài người trong đại nội cho ngươi. Người này kỳ thật là tổng quản đại nội. Lạc Hùng nhìn Quyền Hành với vẻ kỳ quái, trong lòng nghĩ, ta vốn đã ngạc nhiên, Hoàng thượng không có huynh đệ nào cả, cớ sao lòi ra một vị đệ đệ. Thì ra là tổng quản đại nội. Lạc Hùng hỏi, Hoàng thượng, không biết tổng quản tên gì? Quyền Khuynh Quốc đáp, ra khỏi Hoàng cung. Ta tên là Quyền Khuynh Quốc, còn hắn tên là Quyền Hành, rõ chưa? Lạc Hùng cung kính đáp, dạ, thần rõ rồi. Quyền Khuynh Quốc phẩy phẩy tay, ta mệt rồi phải nghỉ ngơi thôi. Có chuyện gì để mai bàn tiếp, nhà ngươi về đi. Dạ, thần cáo lui. Lạc Hùng ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ngước mặt nhìn lên bầu trời đen. Trên đầu một vài ngôi sao nhấp nháy, vầng trăng khuyết đã bắt đầu lộ ra. Lạc Hùng rời khỏi Tĩnh Tâm Uyển quay trở về phòng mình. Lạc Thủy đã đứng đợi bên ngoài từ khá lâu. Mở cửa, Lạc Thủy theo lão đi vào. Lạc Hùng hỏi, nhị sư muội của ngươi đâu? Lạc Thủy đáp, có lẽ đang ở chỗ của sư phụ nàng ta. Lạc Hùng nói, trong 5 người, U Nhân thương nó nhất. Mai ngươi và nó đi đến Thiếu Lâm điều tra một người. Người nào vậy, sư phụ? Lạc Hùng đáp, Huyết Ma Lâm Khiếu Thiên. Lạc Thủy ngỡ ngàng hỏi lại, huyết ma ở Thiếu Lâm sao? Lạc Hùng nói, ta cũng không chắc lắm, nhưng lần trước kẻ che mặt cứu hắn có võ công cực cao, thiên hạ vô song. Ta thật không hiểu thiên hạ sao lại có kẻ võ công cao như vậy. Hôm nay người bị Độc Cô Minh cản lại, sát khí trên thân Độc Cô Minh khá giống với của Lâm Khiếu Thiên. Độc Cô Minh lớn lên tại Thiếu Lâm nên vấn đề như vậy là cũng ở tại Thiếu Lâm. Ta nghĩ lúc đó người cứu Lâm Khiếu Thiên là người duy nhất còn sống sót trong số thập đại cao thủ, chính là Thiên Si Đại Sư chứ không còn ai khác. Lạc Thủy nói, sư phụ, không phải Thiên Si Đại Sư đã viên tịch từ 10 năm trước rồi sao? Lạc Hùng nói, nhưng việc hắn cứu huyết ma là từ 20 năm trước. Lạc Thủy nói, sư phụ, con chưa từng gặp huyết ma. Nếu có gặp hắn ở Thiếu Lâm con cũng không thể nhận ra. Lạc Hùng cười nói, điều đó ngươi khỏi lo.
sư muội của ngươi sẽ nhận ra. Bức họa của hắn lúc nào cũng treo trong phòng của U Nhân. Năm sư muội của ngươi đều đã từng nhìn thấy. Tuy bây giờ hắn đã nhiều tuổi hơn nhưng diện mạo chắc cũng không thay đổi nhiều. Các ngươi đến được khu vực của Thiếu Lâm thì tìm cách đột nhập vào hậu sơn. Đừng để Thiếu Lâm phát hiện. Nếu phát hiện ra huyết ma thì lập tức quay về báo cho ta biết. Những chuyện khác không cần quan tâm đến. Lạc Thủy nói, vâng, giờ con đi kiếm nhị sư muội bảo nàng ta chuẩn bị. Lạc Hùng nói, ngươi đi đi, tiện đường ngươi gọi Thiếu Minh Chủ đến đây. Lạc Thủy biết Lạc Thiên và Vân Tuyết đi ra ngoài chẳng bao lâu đã quay trở về Đại Địa Minh. Hắn bước vào cổng Thiên Chi Vũ, đến gần tẩm thất của Lạc Thiên. Nghe thấy bên trong loáng thoáng có những âm thanh đặc biệt của nam nữ ái ân, hắn dừng lại trước cửa một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng nói, Thiếu Minh Chủ, sư phụ lão nhân cho gọi người. Những âm thanh trong phòng đột ngột chấm dứt, một lúc sau. Lạc Thiên bước ra hỏi, cha gọi ta có chuyện gì? Lạc Thủy đáp, tôi không biết. Sư phụ chỉ bảo tôi báo tin cho người. Thiếu Minh Chủ, tôi còn phải tìm nhị sư muội nữa, vậy tôi đi trước đây. Lạc Thiên đột nhiên hỏi, người tìm sư muội có chuyện gì? Lạc Thủy đáp, sư phụ muốn tôi cùng sư muội đến Thiếu Lâm để điều tra một người. Là ai vậy? Lạc Thủy kể vắn tắt về chuyện Thiếu Lâm cho Lạc Thiên. Lạc Thiên nghe xong. Bảo, nhị sư muội của ngươi đang ở trong phòng ta. Ngươi vào nào nói chuyện với nàng ta đi. Ta đi kiếm cha ta. Nói xong liền rời khỏi Thiên Chi Vũ. Lạc Thiên nhìn theo bóng lưng hắn với ánh mắt phẫn hận nhưng chỉ thoáng qua là mất. Từ trong phòng vẳng ra tiếng nữ nhân, đại sư huynh, tìm muội có chuyện gì. Vào đây nói. O không ô. Lạc Thiên tiến vào tẩm thất của Lạc Hùng. Lạc Hùng đang ngồi trên giường, tay vỗ vỗ xuống giường nói, Thiên Nhi. Qua đây ngồi cạnh cha. Lạc Thiên hỏi, Mộng Cơ đâu? Tuy Mộng Cơ là mẹ kế của hắn nhưng hắn trước giờ vẫn chỉ gọi nàng ta bằng tên. Lạc Hùng nói, nàng ta ra ngoài chưa về. Lạc Thiên đến bên cạnh cha mình, ngồi xuống hỏi, cha, người gọi con đến có chuyện gì? Lạc Hùng cười nói, không có chuyện gì cả. Chỉ muốn gọi con đến cùng cha nói chuyện một chút. Lạc Thiên hỏi, cha, cái tên Quyền Khuynh Quốc hôm nay là nhân vật nào vậy? Lạc Hùng nói, chuyện đó sau này lúc nào thuận tiện cha sẽ nói với con. Thiên Nhi, chủ yếu con cố biểu hiện tốt trước mặt người đó là được rồi. Hắn là người có thế lực lớn, sẽ giúp ích rất nhiều cho con. Cha già rồi, tuy hiện giờ là võ lâm minh chủ nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Sau này cả giới võ lâm này sẽ là thiên hạ của con. À phải, Thiên Nhi, Vân Tuyết cô nương và con sao rồi? Lạc Thiên nói, cũng không có gì. Nàng ta chỉ muốn con cùng nàng ta đi dạo một chút rồi sau đó thì cáo biệt. Lạc Hùng nói, nếu có thể thì biến nàng ta thành người của con. Cha xem ra võ công nàng ta cực cao, tuy tuổi còn nhỏ nhưng võ công dường như đã gần đến mức quy chân rồi. Nếu cha muốn đánh bại nàng ta thì cũng phải trả giá rất đắt. Tất nhiên con giỏi hơn cha nhưng nếu có nàng ta giúp đỡ, sau này giữa chốn võ lâm con sẽ có trợ thủ đắc lực. Không biết nàng ta thuộc môn phái nào. Lạc Thiên nói, Hài Nhi cũng không biết, nàng ta cũng không hề kể, nàng ta chỉ kể là nhà bị bọn cường đạo đột nhập, người thân đều bị giết cả. Lúc bọn cường đạo định hãm hiếp cô ta thì được một tuyệt thế cao nhân cứu và truyền dạy võ công. Lạc Hùng trầm tư một lúc rồi nói, xem ra nàng ta không tự nguyện bộc lộ thân phận. Nếu đã như vậy bất tất phải ép buộc nàng ta, chỉ cần con dùng được cô ta là được rồi. Thiên Nhi, hãy nhớ. Muốn nắm vững một nữ nhân thì trước tiên phải nắm vững trái tim nàng ta. Quan trọng nhất là đừng để Hoàng Hy Bình chiếm tiên cơ. Hắn tuy là kẻ tuyệt đỉnh vô lại nhưng lại có mê lực đáng sợ đối với nữ nhân. Dù là con cũng cần phải cẩn thận. Lạc Thiên ngạo mạn nói, Hoàng Hy Bình là cái gì chứ? Chỉ là một con chó mặt dày đến từ vùng rừng núi. Cậy vào lôi kiếp thần đao của cuồng đao mà làm chuyện sằng bậy. Nếu không phải cha dặn con không được để phát sinh xung đột với hắn, con đã tống hắn khỏi Long Thành rồi. Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, đừng nên xem thường hắn. Lúc hắn xuất hiện trước mặt ta, hắn làm ta liên tưởng đến một người khác cũng rất đáng sợ. Nếu hắn đúng là nhi tử của kẻ đó thì trong người hắn sẽ mang dòng máu mạnh mẽ của kẻ đó. Dù ta rất căm hận kẻ đó, ta cũng không thể không thừa nhận rằng hắn ta là người mạnh mẽ nhất. Lạc Thiên cảm thấy bối rối hỏi, cha, người cha nói là ai? Lạc Hùng thở dài nói, để hôm khác sẽ nói. Ta cần thêm một ít thời gian để xác định thân phận thật sự của kẻ đó. Thiên Nhi, ngày mai sẽ cử hành lại hội nghị.
Thái Âm giáo chắc đã đến Vu Sơn bên ngoài Long Thành rồi. Ta nghĩ họ tạm thời không dám ngang nhiên tấn công Đại Địa Minh. Có lẽ họ chỉ đang tạm trú tại Long Tu Trấn dưới chân Vu Sơn. Có lẽ họ sẽ giả dạng làm dân thường ở Long Tu Trấn. Ngày mai sẽ tìm cách khiến tứ đại thế gia tiến đến Long Tu Trấn. Nếu bọn họ không thể tiêu diệt Thái Âm giáo thì sẽ bị Thái Âm giáo tiêu diệt. Bất kể kẻ trước hay kẻ sau đều có lợi cho chúng ta. Tứ đại võ lâm thế gia là những tảng đá lớn nhất cản đường chúng ta xưng bá võ lâm. Họ, chúng ta và Minh Nguyệt Phong được xem là ba đại biểu của chính phái. Kế đến là Võ Đang và Thiếu Lâm. Có điều Võ Đang và Thiếu Lâm chỉ còn là những biểu tượng, đều không có hùng tâm xưng bá, không đáng lo ngại. Nhưng Minh Nguyệt Phong lại là những kẻ có tâm, kế thừa nhiệm vụ bảo hộ sự an nguy của Võ Lâm. Rất nhiều nhân sĩ Võ Lâm chánh phái nghe theo hiệu lệnh của Minh Nguyệt Phong. Vì vậy con phải nắm Mộng Hương trong tay, phải khiến nàng ta trở thành nữ nhân của con. Nếu không, Minh Nguyệt Phong còn đáng sợ hơn cả tứ đại gia tộc vì Minh Nguyệt Phong trước giờ vẫn đại diện cho Võ Lâm chánh phái. Có đến hơn nửa số môn phái chính đạo đều hướng về Minh Nguyệt Phong. Những môn phái lớn như Vạn Diệu Am, Thiếu Lâm, Võ Đăng kỳ thật đều không nghe theo hiệu lệnh của Đại Địa Minh chúng ta, chỉ theo Minh Nguyệt Phong mà hành động. Nói về tứ đại gia tộc, tuy cũng có danh tiếng ngang hàng với Đại Địa Minh chúng ta nhưng do cuộc chiến với huyết ma 20 năm trước mà mất đi nhiều nhân tài, chỉ còn được cái tiếng mà thôi. Có điều này lại đào tạo được một thế hệ mới. Thực lực không phải là yếu nhưng vì bị Hoàng Hy Bình bêu xấu làm mất đi danh tiếng của tứ đại gia. Rất nhiều người võ lâm chính phái thật sự đã không còn xem trọng tứ đại gia nữa. Có người còn cho rằng bọn họ với tà ma ngoại đạo chẳng khác biệt mấy. Nhưng do tứ đại gia tộc đã đóng góp nhiều công lao cho võ lâm nên không ai dám nói. Nay Thiên Phong Bảo đã cắt đứt với tứ đại gia tộc. Nếu ta để bọn họ cùng nhau đi đánh Thái Âm giáo, nhất định bọn họ sẽ chuyện nhà chưa giải quyết xong lại còn mối lo bên ngoài. Ở vào tình huống như vậy, tứ đại gia sẽ bị loại khỏi võ lâm giang hồ. Lúc đó chúng ta sẽ giành tránh ngôn thuận xuất chiến cùng Thái Âm giáo. Thái Âm giáo bị diệt rồi thì cha của con không còn gì phải lo ngại nữa rồi. Lạc Thiên hỏi, cha, sao cha lại sợ Thái Âm giáo như vậy? Lạc Hùng đáp, không phải sợ mà là có nguyên nhân khác. Chuyện đó không thể nói rõ với con được. Lạc Thiên hỏi tiếp, nhưng bà nội tổ từng là thánh nữ của Thái Âm giáo, vậy ban đầu chúng ta và Thái Âm giáo cùng có chút quan hệ chứ? Lạc Hùng nói, chuyện đó bây giờ chỉ còn là dĩ vãng thôi. Tình thế đã khác thì lập trường cũng phải khác. Lạc Thiên lại hỏi, còn nếu tứ đại võ lâm thế gia thắng thì sao? Lạc Hùng nói, cơ hội bọn họ thắng rất ít nếu không xuất hiện kỳ tích gì. Trong trường hợp đó, cha sẽ tạo ra một kỳ tích khác. Cuối cùng thì danh tiếng của bọn họ cũng bị loại trừ trên giang hồ. Về chuyện này, cha của con tuyệt đối tin tưởng, cũng chính vì trong bọn họ có một người là Hoàng Hy Bình. Ha ha! Lạc Thiên nhìn Lạc Hùng cười đắc ý, trong lòng thắc mắc không hiểu vì sao lão lại sung sướng như thế. Lạc Hùng cười xong, hỏi Thiên Nhi, quan hệ giữa Lạc Thủy và nhị sư muội của nó phát triển như thế nào rồi? Lạc Thiên hơi lo lắng đáp cha, cô ta không thích Lạc Thủy. Lạc Hùng nhìn chằm chằm vào đứa con của mình, nói, nó lúc nào cũng đi theo con à. Lạc Thiên đáp, dạ vâng, vừa rồi, lúc Lạc Thủy đến tìm con, cô ta cũng đang ở trong phòng con. Ai, lúc đầu định để bọn chúng năm trai năm gái kết cặp kết đôi với nhau. Hay nhất là tổ chức hôn lễ một lượt cho cả 10 đứa bọn chúng. Ai ngờ con lại sớm đoạt đi trinh tiết của cả 5 đứa con gái chúng nó. Thiên Nhi, con sau này không được tiếp tục quan hệ với nó nữa. Như vậy sẽ khiến Lạc Thủy không thoải mái trong lòng. Con đã từng nói trước mặt bọn chúng rằng sẽ không quan hệ với bọn chúng nữa, cớ sao giờ vẫn còn phát sinh với nó. Lại còn để Lạc Thủy biết nữa. Lạc Thiên nói, cha, trong số 5 người, cô ta là người con không muốn bỏ nhất. Nhưng cha đã nói vậy thì từ nay về sau con sẽ đoạn tuyệt quan hệ đó với họ. Lạc Hùng cười nói, ta biết con là con trai tốt của cha. Nam nhân phải như thế, làm việc phải quyết đoán. Tránh xa chuyện rắc rối. Con nhường nó cho Lạc Thủy sẽ trung thành với con. 10 người bọn họ là những trợ thủ vô cùng đắc lực mà cha đào tạo để giúp đỡ con. Sau này giữa giang hồ võ lâm con không thể nào thiếu bọn họ được. Con hiểu chưa? Lạc Thiên vội đáp, điều đó con đã hiểu. Lạc Hùng nói, Thiên Nhi, con có tư chất và thiên phú võ công của nội tổ con. Điều này cha và ông nội đều không có. Ngoài ra, có gia sản võ học của nội tổ mẫu và nội tổ phụ,
cộng thêm độc môn võ công của Tiên Duyên Cốc, võ học của con không những hơn xa cha và nội con mà dường như còn hơn cả nội tổ đại địa vũ tôn của con. Con nhất thiết phải trân trọng những điều đó, những thứ mà ông trời đã ban cho con. Lạc Thiên đáp cha, con nhất định sẽ làm cho đại địa minh phát dương quang đại. Con sẽ trở thành thiên hạ võ giả chí tôn khiến võ lâm phải thần phục dưới chân con. Lạc Hùng mỉm cười, khích lệ nói, con giỏi lắm, rất có chí khí. Hy Bình dẫn Thi Nhu Vân và Thủy Tiên đi du ngoạn Long Thành. Hắn không cần phải trực tiếp trở về Phong Nhân Viện. Thái độ của Thủy Khiết Nhu và Nguyên Chân làm cho hắn không cách nào chấp nhận được. Mặc dù đã lâu rồi hai nàng không nói chuyện với hắn, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy xấu hổ như lúc này. Dẫu cho da mặt hắn rất dày, tuy vậy trong tim hắn thực sự bị họ làm cho tổn thương, vì vậy hắn cảm thấy trong lòng thật thương tâm. Đích thật là quá thương tâm a. Hắn đi đi lại lại trên phố. Nhưng Long Thành này cũng không có gì làm cho hắn chú ý và vui vẻ. Đi dạo một lúc mà không thấy nổi một người bán hồ lô đường. Cái thứ đơn giản nhất để hấp dẫn mấy đứa trẻ còn không có, huống hồ là hấp dẫn Hoàng Thiên Tài. Thi Nhu Vân là người rất kiệm lời, thấy Hy Bình không nói gì, nàng cũng không buồn mở miệng. Thủy Tiên cũng không phải là một nữ hài đa ngôn, có lúc nàng muốn nói vài lời, nhưng thấy bộ dạng ủ rột của Hy Bình, lời vừa ra tới cửa miệng chỉ đành nuốt lại vào bụng. Ba người đi đi lại lại không có mục đích, Hy Bình không biết nên đi đâu tại Long Thành này. Đây không phải là địa phương quen thuộc của hắn, cũng không phải là nơi hắn muốn dừng chân. Chỉ vì có vài sự việc xảy ra, hắn mới phải tới chốn này. Mặt khác, ở đây đánh nhau không sướng, sướng ca thì bị Lạc U Nhân đấm vào miệng, hơn nữa còn có điều kính hai Yuan Yuokuen Niu Yao Jin Ing Ya. Trong tình huống ngoài ý muốn, hắn đụng đầu với sáu nữ nhân của dã mã tộc. Khi Hy Bình gặp Nguyên Chân ở góc phố, hắn chỉ muốn quay người chuồn đi. Nhưng nhìn thấy hai mắt ngập tràn chiến ý của nữ nhân to lớn đó, hắn phải lập tức dẹp bỏ ý nghĩ bỏ chạy. Hoàng Hy Bình hắn không phải là Hoa Tiểu Ba, trong nhiều tình huống, hắn không chọn cách bỏ chạy mà ở lại chịu trách nhiệm những việc hắn đã làm. Hắn nắm tay hai nữ nhân đi tới trước mặt Nguyên Chân, trong sát na đó, hắn đã khôi phục lại nụ cười vô lại mọi ngày, nói công chúa, nàng không cần phải bồi tiếp Lạc Thiên sao. Hắn ta bỏ rơi nàng rồi phải không? Nguyên Chân chuyến này, không ngờ có thể gặp lại Hy Bình. Đối với nàng điều này có chút bất ngờ. Nàng nhìn nam nhân đứng trước mặt, nam nhân nàng đã từng đem lòng yêu mến. Có lẽ lúc này nàng vẫn còn yêu hắn lắm, bất quá nàng trước mặt mọi người, đã chọn Lạc Thiên. Nàng đã làm tổn thương khoái cảm của hắn nên không khỏi áy náy, nói, Lạc Thiên tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi ta, ngươi yên tâm đi. Hy Bình ngước mặt nhìn nàng. Nói chậm chậm, nàng tới Trung Nguyên này để tìm hắn sao? Đúng vậy, trên đường đi, ta gặp rất nhiều nam nhân, nhưng cuối cùng ta cảm thấy hắn mới là nam nhân thích hợp với ta. Hắn có lực lượng cường đại, hoài bão lại không nhỏ. Ta nhất định sẽ rất hạnh phúc khi đi theo hắn, bởi vì nữ nhân dã mã tộc coi trọng cường giả, đi theo cường có thể làm cho ta cảm thấy sự tồn tại của mình. Ngoài y ra, không ai có thể làm cho ta thấy lạc thú. Ngươi càng không thể đem lại cho ta cảm giác thỏa mãn này, bởi lẽ ngươi không phải là một nam nhân có dã tâm. Cho dù ta đã từng yêu ngươi hoặc ta vẫn đang rất yêu ngươi, nhưng nếu ta trở về bên cạnh ngươi, gần như là không thể, trừ khi ngươi có thể giải thích tại sao ban đầu ngươi lại bỏ rơi ta. Dã mã tộc nữ nhân đúng là có thể tùy tiện chọn nam nhân, nhưng ngươi nên biết, ta là loạn đồ của dã mã. Một khi ta đã chọn Lạc Thiên, ta không thể chọn ngươi. Ta khác với mẫu thân ta. Bởi vì mẫu thân với nam nhân chưa từng có tình, nhưng Nguyên Chân ta thì có. Ta đã từng yêu ngươi, nhưng ngươi không nhận ra, không nói lời nào đã bỏ đi. Hy Bình nói, nàng cam đoan rằng mẫu thân nàng chưa hề yêu nam nhân nào sao. Nguyên Chân nói, một nữ nhân có nhiều nam nhân, nàng ta sẽ yêu nam nhân nào. Nữ nhân không như nam nhân các người. Ngươi có thể cùng lúc chiếm hữu nhiều nữ nhân, nhưng nữ nhân thì khác. Dù cho nàng ta đồng thời quan hệ nhục thể với nhiều nam nhân khác nhau, nàng ta cũng không để bất cứ nam nhân nào chiếm hữu. Cho dù đó là nữ hoàng của dã mã tộc đi nữa. Nhưng khi nói về tình ái, thật nực cười hơn, làm sao bờ ngực nhỏ nhoi của nữ nhân có thể chứa nhiều nam nhân như vậy. Mẫu thân ta tuyệt đối sẽ không cùng nam nhân phát sinh tình cảm, trừ phi bà ta cũng giống như ta, những mong có được nam nhân của riêng mình. Bà ta thật sự không muốn nam nhân nào. Chỉ muốn cùng nam nhân đó lên giường, bất kể đó là ai, chỉ cần hắn cường tráng là được. Tại Trung Nguyên,
chuyện này bị tị hiềm nhưng ở dã mã tộc chuyện này rất bình thường. Hy Bình nói, có thể nàng nên trở về dã mã tộc, hỏi xem nhiếp hồn đại pháp của mẫu thân nàng có còn hiệu nghiệm không. Nguyên Chân thất kinh, lập tức nhớ tới bọn lôi long sáu tên sũng nam, nói, ngươi thực sự đã phá được đại pháp của mẫu thân rồi sao? Hy Bình hốt nhiên cười nói, nàng ta gọi ta là tiểu tình nhân, nàng đã hiểu chưa? Nguyên Chân trầm mặc một lúc, nhìn về nơi xa xôi, nói, mẫu thân ta có thể đang nhớ nhung ngươi, nhưng ngươi lại đang vai ôm tay ấp nữ nhân ở đây. Hoặc giả đây chính là nguyên nhân lớn nhất mà nữ tử dã mã tộc không yêu bất kỳ nam nhân nào. Hy Bình nói, nàng đang ghen tức, hay vì mẫu thân nàng mà bất bình? Cả hai, Nguyên Chân thành thật trả lời. Hy Bình đột nhiên cười nói, Chân Chân, ta tự nhiên không hận nàng nữa, muốn hỏi nàng một vấn đề. Dã mã tộc của nàng sẽ không phản đối mẫu thân và nhi nữ có cùng một nam nhân chứ? Dã mã tộc của ta, không có. Nàng đột ngột dừng lại, gắt gỏng, Hoàng Hy Bình, người nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Hy Bình cười lớn nói, Hoàng Hy Bình ta không phải là hạng người dễ dàng chấp nhận thất bại. Bất luận là đánh nhau, ca sướng, hay tranh đoạt bất cứ vật gì, đó chính là nguyên tắc không đổi của ta. Nguyên Chân và sáu nữ nhân tại trường kinh dị nhìn hắn, tên vô lại này lại bắt đầu trổ tài khoác lác. Hy Bình nói tiếp, Chân Chân, sau này lúc nào ta trở lại dã mã tộc để tìm gặp lại tình nhân của ta, ta sẽ dẫn nàng về cùng. Nàng có tin không? Nguyên Chân ngạo nhiên nói, tuyệt không có khả năng. Trên đời này, không có chuyện gì là không có thể. Tiểu Ách Ba, Thủy Tiên, theo ta về Phong Nhân Viện. Bây giờ ta đang có tâm tình ca hát. Thủy Tiên nói, chàng, bây giờ trời sắp tối rồi, muốn sướng ca chắc không còn kịp đâu. Hy Bình đẩy nhị nữ qua sáu nữ nhân, nói, vậy nàng phải bồi tiếp ta chuyện khác. Thủy Tiên hỏi, chuyện gì vậy? Mục đích tồn tại của màn đêm, một loại trò chơi hết sức thú vị, danh tự của nó có thể làm cho nam nữ đều vui vẻ tác ái. Hy Bình tên nhà quê này lại dùng thi ý để nói về hành vi này. Không ngờ mặt hắn không có một chút xấu hổ. Ngay cả đang ở giữa đường, giọng hắn ông ổng như là đang lúc ca hát vậy. Khi ba người đã rời khỏi, bọn sáu người Nguyên Chân vẫn chôn chân ở đó nhìn về hướng họ đã rời khỏi, hòa vào dòng người ở phố Lục Quang. Nguyên Mang nói, công chúa, hắn nói tộc trưởng đã phát sinh tình cảm với hắn, người có tin không? Nguyên Chân hỏi lại, còn ngươi thì sao? Nguyên Mang đảm lược không nhỏ nói, khi còn ở dã mã tộc, nô tỳ rất thích hắn. Nguyên Chân nói, ngươi thích hắn như vậy, tại sao lại còn cùng với nam nhân khác lên giường? Nguyên Mang lý nhí, công chúa, chuyện này ở dã mã tộc rất bình thường mà. Nguyên Đan nói, không nhất định trong tình ái phải có tính dục. Chúng ta không cấm việc cùng nam nhân lên giường, có thể hành vi khai liễu của khai thác giả lúc trước mang lại cho chúng ta cảm giác đầu tiên không gì sánh nổi. Tuy vậy, chúng ta không cách nào biết hắn là ai. Dù cho Lạc Thiên và Lãng Vô Tâm là những nam nhân cường hãn nhưng không thể sánh bằng một góc của khai thác giả đó của dã mã tộc. Nguyên Hà nói, nếu nói về tình yêu chân thành thì tại dã mã tộc đó là một tội trùng. Nhưng thật ra nô tỳ trong lòng luôn tưởng nhớ về khai thác giả vừa lạ vừa quen đó. Thật là một khai thác giả thần thánh. Phàm là nữ nhân dã mã tộc đều biết, cự vật của nam nhân đó đã bị đóng băng, chỉ có thể hồi vị và tưởng tượng, không còn khả năng nào khác. Nguyên Mang nói, công chúa, người từng yêu Hoàng Hy Bình, vậy có bao giờ nhớ tới khai thác giả không? Nguyên Chân nói, yêu hay không yêu, đối với chúng ta, thực có tác dụng gì sao? Lần này tới Trung Nguyên là những nữ nhân cường hãn của dã mã tộc chúng ta, hơn nữa, Lạc Thiên là sự lựa chọn cuối cùng của ta. Nguyên Linh trên mặt xuất hiện nét trầm tư nói, Hà Tỷ, người nói khai thác giả đó là một băng điêu. Tại sao ta cảm thấy hắn có nhiệt thể? Ta cũng không minh bạch chuyện đó, toàn bộ phần khác trên cơ thể hắn không có tí nhiệt thể nào, nhưng vật đó của hắn lúc tiến nhập vào người ta cũng cảm thấy có một luồng nhiệt thể yếu ớt. Nguyên Nhiên cũng thầm thắc mắc vấn đề này. Nguyên Chân nói, nghĩ không minh bạch thì bất tất phải nghĩ nữa. Nguyên Nhiên nói, nhưng, nếu không có khai thác giả đó, chúng ta phải xoay sở ra sao? Nguyên Chân nói, hai người hối hận rồi sao? Lúc đầu là hai người bám lấy ta muốn ta dậy, tự nhiên tỏa âm chân kinh. Ta đâu có ép buộc hai người. Nguyên Linh nói, công chúa, chúng nô tỳ không bao giờ hối hận. Chỉ là trong lòng luôn có một tia hy vọng, chúng nô tỳ không giống như công chúa, đã từng yêu trước khi gặp khai thác giả đó.
chúng nô tỳ không chỉ hiến thân cho hắn mà còn dành cả trái tim cho hắn rồi. Nguyên Chân nói, có lẽ, vô luận khai thác giả đó có để lại cho ta hồi ức sâu đậm như thế nào, trái tim ta đã toàn bộ đều đã cho tên tiểu nam nhân tiểu vô lại đó. Dù bây giờ ta có đi theo Lạc Thiên cũng chỉ để tìm ý nghĩa của sự tồn tại chứ không phải là tình yêu. Chúng ta là những nữ nhân của dã mã tộc, dám làm dám chịu. Ta thật sự yêu Hoàng Hy Bình, ta không phủ nhận điều đó với các ngươi. Vì vậy đây là căn nguyên thống khổ trong lòng ta, tin rằng các ngươi cũng hiểu. Ngũ Đóa Kim Hoa không hẹn cùng gật gật đầu. Nguyên Chân nói, chúng ta trở về Đại Địa Minh, ta đã quyết định từ giờ sẽ theo Lạc Thiên. Các ngươi sau này đừng tùy tiện cùng nam nhân khác, đây là Trung Nguyên, không phải dã mã tộc, nếu các ngươi muốn tác ái, chỉ có thể cùng Lạc Thiên, rõ không? Nguyên Nghiên tức giận yêu kiều nói, công chúa, nô tỳ và linh tỷ không phải hạng tùy tiện. Nguyên Chân nói, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Những chuyện ngươi làm là chứng cứ rõ ràng nhất. Hy Bình và Thi Nhu Vân, Thủy Tiên đi vào phòng. Ca, chàng thật sự mang Thủy Tiên trở về sao? Đỗ Quyên nhảy lên vui mừng ào tới Thủy Tiên, Thủy Tiên, muội biết thế nào tỷ cũng rơi vào ma chảo của chàng ta mà. Hy Bình quát, nha nha, tiểu điều nhân, sao nàng dám nói bàn tay gợi cảm của ta là ma chảo. Đỗ Quyên yêu kiều giận dữ, bởi vì cả hai tay chàng đều xấu xa. Dã Mân Côi cười nói, xấu xa nhưng đáng yêu, phải không Lôi tỷ tỷ. Hoa Lôi nằm trên giường, nghe Mân Côi nói vậy, chuyển lưng ra ngoài, không nhìn mọi người. Chỉ nói, muội tự mình biết, tại sao hỏi ta? Yêu, Lôi Lôi, ta đã trở về, sao nàng lại chìa mông vào ta? Hy Bình đi tới chiếc giường, lật người nàng lại, nhìn vào làn môi thơm trên chiếc miệng nhỏ, nói, nàng đã ăn gì chưa? Hoa Lôi nhu thuận phi thường, nói ân, ăn rồi, chàng chưa ăn gì sao? Hy Bình nói, ta hôm nay bị chọc giận đến mức no luôn. Bất quá bây giờ ta đói rồi. Chân chân của ta tuy bề ngoài hết sức tuyệt tình nhưng thật ra trong lòng rất quan tâm tới ta. Nghe hắn nói một chàng, Hoa Lôi không hiểu gì cả, vì vậy hỏi ai là chân chân? Nữ nhân khác của ta. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, ngươi còn có nhiều nữ nhân khác mà ta chưa biết à? Hoa Lôi chuyển thân trở lại, đưa đồn bộ gợi cảm về phía hắn. Hy Bình bật cười, tay phát vào đồn bộ của nàng ta một cái, sau đó ngồi xuống cạnh giường của nàng. Quay sang Dã Mân Côi nói, Mân Côi, nàng gọi người làm thức ăn cho ta đi. Ba chúng ta sẽ dùng bữa ở đây. Dã Mân Côi rời đi, Thi Nhu Vân cũng đi theo. Hy Bình gấp rút hỏi, tiểu ách ba, nàng đi đâu vậy? Thi Nhu Vân nói, đại tỷ không ở đây, Nhu Vân về phòng. Hy Bình nói, nàng không muốn dùng bữa sao? Về phòng rồi dùng cũng được. Nhưng ta nhớ rằng nàng nói là đêm nay nàng sẽ ngủ cùng ta mà. Ta không có, Thi Nhu Vân nghiêm trọng kháng nghị rồi quay đầu lại như muốn đối mặt cãi lý với Hy Bình. Dã Mân Côi cười cười, tự mình rời khỏi phòng. Hy Bình hoài nghi hỏi, sao lại không có chứ? Thi Nhu Vân nói, đó là những gì chàng và Thủy Tiên nói chứ không liên quan gì đến ta. Từ nay đừng bao giờ yêu cầu ta theo chàng ra phố. Thật là xấu hổ chết người. Nói rồi chuyển thân chạy ra ngoài. Trong phòng vang lên tiếng cười đắc ý của Hy Bình. Thủy Tiên hôm nay cũng rất xấu hổ a. Thủy Tiên khước thị hồng chứ nhất thiên đích kiểm tự đích xuôi hui xiên y ân que yêu si hi hong ong chơ hu y. Tiên y ân đờ e liên y ân si y đờ e. Độc Cô Thi rời thân khỏi giường, nói ca, Đỗ Trang chủ đang tìm chàng. Đỗ Quyên cũng nói, đúng rồi, thiếp quên mất chuyện này, người nhắn rằng sau khi chàng trở về lập tức đi gặp người. Chuyện gì mà cấp bách vậy? Hy Bình lẩm bẩm rồi tới trước mặt của Đỗ Quyên và Thủy Tiên, nói, Thủy Tiên. Mọi người đi ăn uống tắm rửa cả rồi, nàng cũng đi đi. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Hy Bình rời đi, tới trước tầm thất của Đỗ Thanh Phong, gõ cửa. Vương Ngọc Phân đi ra mở cửa cho hắn. Hắn vào trong nói, nhạc phụ, người tìm nữ tế có chuyện gì vậy? Muốn con giúp người đánh ai phải không? Đỗ Thanh Phong nói, người một ngày không đánh nhau chắc là không sống nổi hả? Hy Bình nghĩ một hồi rồi nói, chỉ là không quen mà thôi, hoặc là sướng ca cũng được. Đỗ Thanh Phong cười nói, ngươi ngoài hai thứ đó, còn có thích thứ gì khác không? Hy Bình nói, nữ nhân. Đỗ Thanh Phong cười mắng, nam nhân nào cũng thích thứ này, vậy ngươi thích thứ nào nhất? Hy Bình vô lại nói, con cũng không biết. Ai, ta thật không yên tâm sợ ngươi làm loạn tại Long Thành. Ngày mai ta và bọn họ phải trở về,
lưu lại bọn người trẻ tuổi các ngươi ở Long Thành. Ở đây chịu những ánh mắt khinh khỉnh của bọn chúng, bọn ta không thể nào nhịn nổi. Bọn người của con da mặt dày hơn chúng ta, tuyệt đối không thành vấn đề. Thi Bình kêu lên, oa, nhạc phụ, sao người có thể nói những lời này, không sợ xét đánh sao? Đỗ Thanh Phong cười nói, cũng có sợ một chút, nhưng may mà hiện giờ chưa có xét đánh cũng chưa có mưa rơi, chứ mưa rơi xét đánh rồi ta có không nói thì có làm gì được nữa không? Thi Bình cười cười, rồi nghiêm chỉnh nói, nhạc phụ, người nhất định phải rời chỗ này sao? Đỗ Thanh Phong nói, chúng ta có lẽ phải về chuẩn bị, tình hình có thể biến đổi bất ngờ. Từ khi đến Long Thành này ta có cảm giác đó. Ngày mai người sẽ đi. Đúng vậy, sớm mai chúng ta sẽ lên đường. Ngươi có lời nào cần nhắn với thê tử của ngươi không, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Thi Bình nói, nhờ người nói với họ con ở đây phiền muộn lắm, muốn trở về cùng bọn họ. Vương Ngọc Phân đột nhiên chen lời, ngươi có phiền muộn gì? Thi Bình đáp, nữ nhân các người không hiểu đâu. Vương Ngọc Phân tức mình muốn phát tiết. Đỗ Thanh Phong nói, Ngọc Phân, đừng chấp nhất Thi Bình. Tốt a, ta sẽ chuyển lời dùm ngươi. Họ đều thân mang hài tử của con, đáng lý con phải ở bên cạnh họ, người nói rằng con tin yêu bọn họ, tên vô lại này tuyệt đối tin yêu họ. Thi Bình nói xong, rời khỏi tầm thất của Đỗ Thanh Phong. Lúc hắn đến cứ nghĩ có chuyện gì đó quan trọng thì ra chỉ là đột nhiên muốn rời đi. Lại còn làm ra vẻ thần bí. Xem ra có chút gì đó chuyện bé xé ra to. Xem ra càng về già, người ta càng yếu bóng vía hơn. Thi Bình trở lại phòng của hắn, thức ăn đã được bày ra, Thủy Tiên đang thưởng thức, thấy hắn trở về liền dừng lại. Do Đỗ Quyên đang tắm, hắn ngồi xuống ăn. Ăn no rồi, hắn liền đi tắm. Trong phòng của Thi Bình có xếp ba cái giường. Lúc Thi Bình tắm rửa trở về, Thủy Tiên đang cùng tỉ muội của mình là Đỗ Quyên nằm ngủ trên giường. Nhìn thấy Thi Bình tiến đến, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vừa vui mừng vừa hoảng sợ. Nàng biết, tiếp đến sẽ phát sinh chuyện gì. Nữ hài còn nhỏ tuổi này không giống như tỉ muội Đỗ Quyên của nàng gan to mật lớn, thấp thoáng có một chút e lệ rụt rè. Thi Bình nhìn hai cái giường khác, Hoa Lôi đơn độc ngủ một mình, Dã Mân Côi và Độc Cô Thi ngủ cùng nhau. Hắn hỏi, Túy tỷ không đến sao? Đỗ Quyên nói, Nhu Vân tỷ tỷ không cho tỷ ấy đến. Chà, tiểu ách ba này thật quá nhiều chuyện. Lần tới ta ôm nàng ta đến đây ngủ, xem nàng ta còn quản ai được nữa. Thi Bình đi đến trước giường Đỗ Quyên, vừa định cởi y phục, cởi hài lên giường làm bừa thì Hoa Lôi lại nói, tiểu hỗn đản, phòng ta bên kia còn trống. Chẳng có lý do gì bắt cô nương người ta hiến thân cho ngươi trong đêm đầu tiên trước mặt nhiều người như thế. Ngươi đã không hết lòng được với một nữ nhân nào thì ít nhất đêm đầu tiên ngươi cướp lấy người ta thì cũng phải chuyên tâm một tí. Đồ dâm ma. Thi Bình cười nói, Lôi Lôi, nàng đêm nay không cần ta à? Hoa Lôi sảng giọng, ai mà yêu thích ngươi? Vậy à, nghe xong mấy lời nàng nói, ta rất muốn hoãn lại đêm đầu tiên của Thủy Tiên. Đêm nay đem nàng trở về phòng mình rồi chuyên tâm đối phó với nàng. Lôi Lôi, nàng nói xem thế nào? Thi Bình quay đầu tà quái nhìn chằm chằm vào Hoa Lôi. Mặt nàng đỏ ửng, nhỏ giọng nói, Lôi Lôi sợ ngươi. Thi Bình ha ha cười lớn, ôm lấy Thủy Tiên từ trên giường, xoay người vừa định bước đi. Thủy Tiên liền nói, a, có thể cho Đỗ Quyên cùng đi không? Thi Bình kinh ngạc hỏi lại, sao vậy? Thủy Tiên nói, ta có hơi sợ hãi. Thi Bình nói, nàng thật muốn cho Đỗ Quyên bồi tiếp bên cạnh nàng. Thủy Tiên nhẹ giọng nói, ừ, ta không muốn một mình. Hắn thả Thủy Tiên xuống, để nàng ngồi ở mép giường, giúp nàng mang hài. Đỗ Quyên cũng ngồi dậy mang hài. Sau đó Thi Bình ôm hai nàng tiến về phòng cũ của Hoa Lôi. Trong phòng Hoa Lôi giường chiếu còn chưa thu dọn, Thi Bình châm đèn dầu, hai nàng đứng trước giường ngây ngốc bất động cũng không lên tiếng. Thi Bình nhìn hai trang tuyệt sắc trước mặt, trong một chừng mực nào đó, các nàng xem như vẫn còn là các cô bé. Chỉ là dáng người cao gầy nóng bỏng thật không thua kém bất kỳ một nữ nhân trưởng thành nào. Khuôn mặt các nàng còn chưa mất đi vẻ ngây thơ, so ra thì Đỗ Quyên thấp hơn Thủy Tiên một chút nhưng đầy đặn hơn. Khuôn mặt Thủy Tiên thì cực kỳ tao nhã. Dài và đẹp, vì vậy nàng thích để tóc dài ngang vai. Sống mũi cao thẳng mà tinh tế, kết hợp vừa vặn với đôi môi. Ngũ quan tạo cho người khác một ấn tượng yêu nhã mà ngây thơ khác biệt hoàn toàn với cảm giác mà vẻ đẹp rực rỡ của Đỗ Quyên mang lại. Đỗ Quyên khoác một chiếc áo ngủ rực rỡ, Thủy Tiên thì chỉ một tấm áo lụa mỏng màu xanh đơn giản.
thấp thoáng phía trong áo ngủ của hai nàng có thể thấy những đường cong quyến rũ. Nếu phải tìm một hình ảnh để so sánh, Đỗ Quyên giống như một đóa hồng đỏ rực rỡ, còn Thủy Tiên lại là cỏ nước xanh biếc. Các nàng ngớ ra nhìn ta làm chi? Thi Bình đã ném bỏ y bào trên người, để lộ ra nửa thân trên người hùng tráng mạnh mẽ, tiến đến gần hai nàng. Đỗ Quyên nhìn thẳng vào Hy Bình, còn Thủy Tiên thì lại e thẹn cúi đầu xuống. Hy Bình ôm hai nàng, cười nói, tiểu Thủy Tiên, ta rất khó nhìn sao? Thủy Tiên cúi đầu, úp mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn, nói khẽ, không, chàng nhìn rất được. Thế à, vậy vì sao nàng cứ phải cúi đầu không nhìn ta? Đã thấy ta rất được, nàng nên mạnh dạn nhìn ta. Á Thủy Tiên ngẩng đầu, chẳng biết trả lời thế nào, đột nhiên lại cúi mặt xuống. So với ban nãy còn thấp hơn. Hy Bình cười, nói tiểu Điểu Nhi, nàng lên giường nằm trước đi. Hắn buông Đỗ Quyên ra, tay nâng mặt Thủy Tiên lên. Không thể ngờ được nàng lại e lệ như vậy, nhưng ta thích loại thần thái xử nữ e thẹn này. Nếu Độc Cô Minh nói cây trinh nữ cũng có một loại dáng vẻ tình yêu, ta cảm thấy nàng vừa vặn giống như thế. À, ta nên nói, nàng là cây trinh nữ của ta. Thủy Tiên đỏ hồng mặt lên. Lúc này trong hai mắt lộ ra một chút mơ màng, nhìn thẳng vào Hy Bình, giống một bông hoa trinh nữ màu hồng phấn. Hy Bình cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng, say mê uống lấy hương thơm của người xử nữ. Thủy Tiên đã bớt chống cự, một lúc sau hai tay lại ghì chặt lấy hắn, bỡ ngỡ hùa theo sự cuồng nhiệt của Hy Bình. Hai tay Hy Bình nhẹ nhàng chuyển đến bờ vai xinh đẹp của nàng, vén áo ngủ lên một chút, lộ ra vùng da thịt trắng tinh trơn mềm của nàng. Tay của hắn nhẹ nhàng ve vuốt ở đó. Hơi thở Thủy Tiên bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, tim nàng dường như muốn bật tung ra ngoài. Hy Bình rất nhẹ nhàng, trông như rất tự nhiên kéo áo ngủ của nàng ra phía sau, tuột xuống. Thủy Tiên cũng phối hợp theo thả hai tay xuống. Cơ thể xinh đẹp vẫn còn chút cứng nhắc, cái yếm xanh nhạt vô tri vẫn còn đó. Khuôn mặt lại dựa sát vào lồng ngực to rộng của Hy Bình. Hy Bình cởi bỏ cái yếm của nàng một cách rất thành thạo. Rồi khẽ đẩy tấm thân kiều diễm của nàng ra xa một chút, chăm chú ngắm nhìn cơ thể nữ nhân mảnh khảnh trước mặt. Trong số những nữ nhân mà hắn đã gặp, trừ Tiểu Tước ra, thân thể Thủy Tiên có lẽ được tính là non nớt nhất. Có điều so với Tiểu Tước nàng ta cao hơn nhiều, gần như cao ngang với La Mỹ Mỹ, mà sắc đẹp cũng không thua kém. Ngực của nàng có lẽ đã phát dục hoàn toàn, đầu nhũ dựng đứng lộ lên một vùng trắng tinh, giống như hai quả đồi tuyết trên cánh đồng tuyết. Vòng eo nhỏ tròn không chút mỡ thừa, đầy đặn mà đàn hồi. Tay trái hắn nắm nhẹ vai nàng, tay phải di chuyển về phía vùng eo, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve. Khi hắn vừa muốn đưa tay xâm nhập vào trong quần của Thủy Tiên, tay Thủy Tiên theo phản xạ chặn ma thủ của hắn lại. Hắn gỡ tay nàng ra, kéo nàng ngồi xuống mép giường, cúi người xuống giúp nàng cởi giày, xong rồi quỳ gối trước đầu gối nàng. Thủy Tiên vội vàng khép hai chân lại, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng một hồi lâu. Đầu tựa vào giữa hai đầu gối nàng, ngửi thấy mùi u hương nhàn nhạt sau khi tắm từ trong người nàng. Hắn bật rên khẽ một tiếng rồi nhấc đầu rời khỏi đầu gối nàng, hai tay nắm lấy hai bên quần nàng, nhẹ nhàng kéo xuống. Thủy Tiên vội vàng dùng hai tay nắm giữ quần lại, hắn lại ngẩng mặt chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt của nàng càng đỏ ửng, hai tay thả rời chiếc quần ra rồi chẳng biết phải để vào đâu. Hy Bình nắm hai tay nàng đặt trên vai hắn, để hai tay nàng vòng qua cái cổ chắc nịch của hắn. Hắn kéo quần nàng ta xuống, để lộ ra vùng đảo hình tam giác. Nơi đây vẫn còn một màu xanh, mà còn là xanh rất đậm. Hắn ham muốn cúi xuống muốn gỡ bỏ luôn cái quần kia ra nhưng phát hiện nàng đang ngồi trên đó, khó mà gỡ được. Hắn liền đứng thẳng người lên, tay của Thủy Tiên cũng theo đó mà trượt xuống eo lưng của hắn. Tay trái của hắn nâng lấy mông nàng, nhấc mông nàng lên khỏi giường, tay phải theo sau kéo quần lót của nàng xuống đầu gối. Sau đó hắn ngồi xuống bên trái nàng, cởi hẳn mảnh quần dài của nàng ra. Thủy Tiên vẫn cúi đầu như cũ, hai mắt như đang nhìn xuống sàn nhà, kỳ thật đã mê man, cũng không rõ đang nhìn cái gì. Hy Bình cúi đầu nhìn cặp đùi ngọc thon dài kia, ở phần trên cùng của cặp đùi ngọc có một mảnh đất xanh thẩm hình tam giác. Bàn tay của hắn chìa ra, vừa chạm vào, thân thể Thủy Tiên lập tức run lên, quay đầu nhìn hắn. Trong ánh mặt lộ ra vẻ hoảng sợ chưa hề thấy qua. Hy Bình cười, hôn vào môi nàng. Cũng cùng lúc đó, tay của hắn xoa nhẹ ở mảnh đất hình tam giác của Thủy Tiên. Cơ thể xinh đẹp đang cứng đờ của Thủy Tiên lặng lẽ uốn éo chuyển động dường như nàng không thể khống chế,
cũng chưa từng phát hiện ra, giá vị tằng sát giác đích hi e e w a c n n cha ha du yu d e. Ngón tay giữa của hắn luồn thẳng vào nơi tận cùng của hai chân nàng. Hai đùi nàng đột nhiên kẹp chặt lại. Hi Bình có thể cảm giác được cơ bắp hai đùi nàng đang run run. Ngón giữa của hắn liền tiến vào giữa vùng xanh thẩm của nàng, cọ sát nhẹ nhàng từ trên xuống dưới cái khe hở mà nàng đang cố khép chặt lại. Như thế một hồi sau, hắn túm cái quần lót màu xanh của nàng xé rách. Xé xong, tay của hắn lại quay về giữa hai đùi nàng, khẽ khàng tách hai đùi nàng ra. Ngón giữa hắn chạm vào phần thịt mềm mại ở nơi đây, chạm đến những cánh hoa nơi đó, tách những cánh hoa đó ra, rồi tiến nhập vào bên trong huyệt đạo. Đau, Thủy Tiên rên khẽ, một cánh tay cua tới bàn tay quái ác của hắn. Ngón tay của hắn liền rút ra ngoài. Hắn kéo tay nàng ra, nói, nữ nhân nào cũng phải chịu đau một lần. Chịu đựng một lúc thôi mà, được không? Hắn bế Thủy Tiên lên giường, đặt nàng nằm xuống cạnh bên Đỗ Quyên. Sau đó, hắn đứng trước giường cởi quần dài của mình ra, lộ ra hai chân dài, rắn chắc, mạnh mẽ, cùng với cái dương căn vĩ đại dựng đứng đầy ngạo nghễ oai phong. Hai mắt Thủy Tiên đột nhiên mở to, mặt lại đỏ lên. Trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó liền nhắm chặt hai mắt lại. Hi Bình hướng về Đỗ Quyên mỉm cười một cái rồi bò lên giường nằm sấp lên cơ thể xinh đẹp của Thủy Tiên. Tay Đỗ Quyên vuốt ve tấm lưng rắn chắc của hắn, nói, Thủy Tiên tỷ tỷ, tỷ nói ca có phải rất cường tráng không? Thủy Tiên nhắm hai mắt nhỏ giọng đáp, ta không biết. Hi Bình chống một tay xuống giường, một tay khiêu khích trên môi nàng, nói, nàng là tỷ tỷ. Vì sao so với Đỗ Quyên còn sợ hãi hơn? Tỷ tỷ phải dũng cảm hơn muội muội, hãy làm tấm gương tốt cho tiểu điểu nhi noi theo được không nào? Nàng hãy mở mắt ra, giống như hoa Thủy Tiên hé nở, hiển thị vẻ xinh đẹp và sự dũng cảm của nàng. Thủy Tiên trầm mặc một lúc, cuối cùng nhút nhát hé mở hai mắt, nói chàng, chàng thật đáng sợ. À, ta trái lại không biết đấy. Hi Bình nghiêng người, vung tay trêu chọc chỗ kín của nàng. Nàng nhẹ nhàng uốn éo, vô tình rên khẽ lên. Hắn nói, Đỗ Quyên nói thật không sai, nàng có thể trở nên ẩm ướt ngay lập tức, dường như ta có thể lượt bỏ rất nhiều động tác không cần thiết. Nhưng đây là đêm đầu tiên của nàng, ta sẽ dành cho nàng tất cả mọi chuẩn bị cần thiết. Đợi đến lúc cả tâm hồn và thân xác của nàng thật sự chờ mong ta, ta mới hé mở thể xác nàng để xuyên nhập vào tận trong cùng linh hồn nàng. Nàng có tin rằng ta có khả năng đó không? Không biết. Hi Bình bật cười nói, nàng thế nào ngay cả điểm ấy cũng không biết. Xem ra phải thử qua nàng mới biết được, thật sự là, Thủy Khiết Thu chỉ có một, chuyện này nàng phải biết chứ. Thủy Tiên nhẹ giọng nói, a, tiểu thư nàng ấy rất khổ. Ta biết nàng ấy rất khổ, cho nên nàng ấy theo Lạc Thiên, ta cũng không có trách cứ nàng ấy. Ta tin rằng cuối cùng nàng ấy sẽ trở lại bên cạnh ta, mãi mãi ở cùng ta. Bởi vì cái Lạc Thiên cần là thứ gì đó bên ngoài nàng ta chứ không phải bản thân nàng ấy. Còn ta, đơn thuần muốn có nàng ấy. Còn nàng ấy mang đến cho ta cái gì, chuyện đó không liên quan với ta. Nhưng ta biết sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Có rất nhiều chuyện không phải nàng ấy hay ta có khả năng khống chế. Nếu có một ngày, lúc ta bị cưỡng bức rời khỏi các nàng một thời gian, mong các nàng ghi nhớ, bất luận như thế nào, ta sẽ trở về chờ đợi các thê tử của ta vì ta sanh hài tử. Bất luận bao nhiêu người cản đường ta, ta đều sẽ giết hết mở ra một con đường máu. Giống như lát nữa ta sẽ ở trên thân thể nàng mở ra một con đường máu. Hãy tin tưởng ta. Đỗ Quyên kinh ngạc chăm chú nhìn Hi Bình, nói ca, vì sao chàng phải nói như vậy? Hi Bình nói, tiểu điều nhi à, nam nhân của nàng mặc dù rất vô lại, nhưng không phải thật sự ngu ngốc. Đỗ Quyên kiên định nói ca, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói, vĩnh viễn sẽ không quên. Hi Bình thở dài, đột nhiên lại cười, nói, Thủy Tiên, ta tiến đến đây, nàng chịu đau nhé. Một tay hắn nâng một bắp đùi ngọc ngà của Thủy Tiên lên, tách hai đùi rời ra, thân thể cúi thấp ép xuống. Lúc dương căn của hắn chạm vào chỗ kín của Thủy Tiên không hiểu sao chợt rùng mình. Dương căn tráng kiện của hắn liền ép tiến vào khe hở, cảm thấy ở đó có chút trở ngại. Hắn do dự một lúc, mông đột nhiên ghìm xuống, dương căn cắm ngập vào thân thể Thủy Tiên. Mười ngón tay của Thủy Tiên vội bấu chặt vào lưng hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng theo phản xạ muốn đẩy hắn ra nhưng không thể làm được. Đau đớn, nàng hét to một tiếng, rồi khóc lóc ầm ĩ, nước mắt chảy ràn rụa. Hi Bình đình chỉ động tác, để dương căn lưu lại trong nội thể nàng.
hắn cảm giác được thông đạo của Thủy Tiên quả nhiên là sâu dài hơn so với nữ nhân bình thường, có điều rất chật hẹp, siết chặt lấy cái thô chắc của hắn. Hắn nói, đừng khóc, nếu thật sự rất đau thì đổi cho Đỗ Quyên thay nhé, được không? Thủy Tiên khóc một lúc, nhịn đau nói, ta khóc của ta. Chàng cứ tiếp tục việc của chàng, Thủy Tiên muốn có một đêm đầu tiên hoàn chỉnh. Hy Bình cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đầu nàng, nhẹ nhàng rút ra rồi đâm vào. Thông đạo của nàng chẳng những hẹp mà còn dài sâu, lúc xương căn của hắn rút ra thì nó lại theo đó co rút lại. Lúc tiến vào lại siết chặt lấy xương căn của hắn, đồng thời tạo cho hắn sự kích thích rất lớn, cũng phải tốn thể lực lớn tương đương. Nhưng hắn rất cường tráng, đủ để ứng phó bất kỳ trận chiến nào. Thủy Tiên cảm nhận được sự dịu dàng từ trong lòng Hy Bình. Trong nỗi đau đớn nhục thể nhận được sự an ủi to lớn này. Hai tay nàng bắt đầu bấu véo khắp lên trên lưng Hy Bình, giày vò, chà sát một cách không ý thức những bắp thịt mạnh mẽ cường tráng trên lưng hắn. Nam nhân này tuyệt đối cường tráng, và kết quả của sự tuyệt đối cường tráng đó chính là thô bạo, nhưng, cũng dịu dàng và vô vàn thương yêu đối với nàng. Cùng lúc nàng chịu đựng sự đau đớn, dần dần, nàng tiến vào một cảnh giới khác, dần dần mê man. Lửa dục tăng cao khiến nàng không để ý đau đớn thể xác của lần đầu tiên, mà chỉ còn một niềm hoan hỉ chưa từng có từ trong thân xác thâm nhập vào linh hồn nàng rồi từ đó khiến linh hồn trở nên mê mê hồ hồ. Nàng lúc này lạc lối giữa sự thô bạo bản năng và sự dịu dàng nhận được bản thân, rồi ngay sau đó liền giống tất cả nữ nhân bị Hy Bình xâm nhập, thâm trầm mê man đi. Hy Bình lau nước mắt cho nàng, nhìn trên gương mặt nàng còn lưu lại một ít tươi cười, nhẹ nhàng hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi của nàng, sau đó từ trong thân thể rút người ra, rời khỏi thân thể của nàng. Hắn bỏ đến trên một cơ thể xinh đẹp đẫy đà đã hoàn toàn trần truồng khác, nói tiểu điều nhi, Thủy Tiên lúc đến cao trào so với nữ nhân bình thường chậm hơn nhiều. Nếu là nam nhân bình thường căn bản không có cách nào thỏa mãn nàng ấy. À, việc này khiến cho nàng phải đợi lâu. Đỗ Quyên nói, đêm nay vốn là đêm của Thủy Tiên, cho dù thiếp ở chỗ này giúp các người một đêm cũng không sao cả. Tay của Hy Bình mân mê vuốt ve vùng kín của nàng, cười nói, à. Nàng ở đây chờ được sao? Nàng nhìn xem, đều ướt đẫm rồi, còn nói không sao cả. Đỗ Quyên nắm lấy dương căn Hy Bình vẫn đang cứng chắc như cột, thở dài ca, chàng thật sự là một dã thú cường tráng, chàng đem cái, đồ khốn nạn của chàng rút ngắn lại một chút. Đỗ Quyên không phải Thủy Tiên, ta chịu không nổi nó dài như vậy. Nhưng chàng có thể làm to một chút, chàng phải biết Đỗ Quyên chính là loài chim mắc bệnh gặp to biến to, gặp nhỏ thì nhỏ theo. Ca, tiến đến đây đi. Đỗ Quyên sớm đã chờ mong chàng bổ sung vào thân thể của nàng. Chàng vừa rồi ở trên thân thể của Thủy Tiên đã kiềm chế rất lâu, bây giờ hãy đem tất cả điên cuồng hoang dã của chàng phát tiết trên người Đỗ Quyên đi. Cho dù chàng toàn bộ đem ta xé ra, ta cũng cho linh hồn của ta bao dung cho chàng. Ca, chàng là dã thú cường tráng mà Đỗ Quyên yêu nhất. Ta là đóa hoa dại cam tâm bị chàng tàn phá. Không, nàng giống pháo hoa giao thừa rực rỡ, như trăm hoa nở rộ ngày xuân ngập tràn, bừng sáng đêm tối trong lòng ta, mang đến cho ta sướng vui tuyệt vời nhất. Tiểu điều nhi, hãy nhận lấy tấm lòng chân thành sâu sắc nhất của ta. Hắn nắm lấy cái mông đẫy đà của Đỗ Quyên hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Mông của hắn cũng đi theo đột nhiên chìm xuống, ưỡn ra, mặt theo cổ hướng về phía trước ngửa lên, giữa hông đột nhiên biến đổi trở nên càng thô to, dương căn đâm chọc vào thân thể của Đỗ Quyên. Tiểu điều nhi, dậy đi, bàn tay Hy Bình nhẹ nhàng vỗ vào mông Đỗ Quyên. Đỗ Quyên hé mở hai mắt, mệt mỏi nói ca, muội còn muốn ngủ. Hy Bình quay đầu, Thủy Tiên cũng đã tỉnh giấc, đang hướng hai mắt chăm chú nhìn hắn. Hắn cười hỏi, còn đau không? Thủy Tiên lật mình lại, cả nửa thân người kiều diễm nằm sấp lên thân thể cường tráng của hắn, gọi một tiếng ca. Hy Bình vui mừng cười nói, a ha, Thủy Tiên, lần đầu tiên muội gọi ta như vậy đó, tối hôm qua tại sao không gọi, ta còn tưởng rằng muội không thích ta, đến đây, hôn cái nào. Hắn hôn một cái lên hai má phất hồng của Thủy Tiên. Thủy Tiên ngây dại đờ đẫn ra, cũng đưa miệng qua hôn vào môi hắn. Thủy Tiên nói, tối hôm qua người ta đau, có chút giận chàng, cho nên không có gọi. Ca, Thủy Tiên kỳ thật luôn luôn rất thích chàng. Nàng áp mặt vào cổ Hy Bình, chậm rãi nói lời âu yếm. Hy Bình cười nói, đối với hai nàng, kỳ thật ta không có ý muốn trêu đùa hai nàng, còn cho rằng hai nàng đối với ta không có chút tình ý. Nhưng không ngờ hai nàng lại yêu mến ta, xem ra mị lực của ta thật sự là rất mạnh đây.
hắc hắc. Đỗ Quyên cũng lật người qua, cùng Thủy Tiên cùng đối mặt nằm sấp vào bên kia thân thể Hy Bình, nói, mị lực của ca đương nhiên là mạnh nhất rồi, ngay cả loại nam nhân ưu tú như Lãng Vô Tâm và Lạc Thiên, bọn ta đều không chọn, lại đi chọn chàng. Chàng có biết vì sao không? Hy Bình nói trong khẳng định, bởi vì ta anh tuấn nhất. Đỗ Quyên hờn dỗi cười cợt, trên đời này, nam nhân anh tuấn không phải chỉ có một mình chàng. Thủy Tiên yếu ớt nói, bởi vì bọn ta không thể cự tuyệt chàng, ta có thể kiên quyết cự tuyệt Lạc Thiên nhưng cho tới bây giờ vẫn không có ý định cự tuyệt chàng. Có lẽ toàn bộ nguyên nhân bọn ta chọn chàng là như vậy. Quyên Nhi, ngươi nói phải không? Đỗ Quyên nói, kỳ thật Đỗ Quyên chỉ biết, đi theo chàng, chàng sẽ bảo vệ bọn ta chọn đời chọn kiếp. Mà đi theo Lạc Thiên, hắn chỉ muốn dùng thân thể đặc biệt của bọn ta để nâng cao võ công. Chàng thì lại không làm như vậy. Chàng cùng bọn ta ân ái, đơn thuần là cần bọn ta. Lạc Thiên và Lãng Vô Tâm lại không giống chàng. Bọn họ cần nữ nhân là bởi vì bọn họ cần đến nguyên âm của nữ nhân để tăng trưởng tu vị nội công của bọn họ. Cho nên Lãng Vô Tâm không ngừng tìm kiếm nữ nhân mà Lạc Thiên thì không ngừng thay đổi nữ nhân, đồng thời còn có tới 27 nữ nhân hầu hạ không thay đổi. Chàng cũng có rất nhiều đàn bà chuyện trên thế gian, mỗi nam nhân đều có rất nhiều nữ nhân. Ta tịnh không phản đối chàng có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần chàng đối xử với mỗi một nữ nhân của chàng đều thật tâm yêu thương. Ở trong mắt bọn ta, chàng đúng là một nam nhân rất tốt. Kỳ thật để Quyên Nhi một mình đối phó chàng, có thể chẳng được bao nhiêu ngày, Quyên Nhi đã bị chàng làm chết mất. Cho nên trong lòng cũng hy vọng chàng có nhiều nữ nhân, giúp cho Quyên Nhi gánh vác một phần thú tính của chàng. Thủy Tiên đạo, Quyên Nhi, người có phát hiện ra không, mặc dù ca tịnh không có ý cùng bọn ta tiến hành âm dương hòa hợp gì đó nhưng ta hôm nay ngủ dậy cảm thấy trong người so với hôm qua lại tiến thêm một tầng. Đỗ Quyên cười nói, ta đã từng hỏi các tỷ tỷ khác của chàng, các nàng ta tịnh không có phát sinh tình huống này. Có lẽ bởi vì chúng ta tu luyện âm dương chi thuật mới có hiện tượng này xuất hiện. Các nàng thật không biết Hy Bình sở luyện thiên địa tâm kinh vốn là võ học cao nhất trong âm dương thuật. Mỗi lần tiến vào thân thể nữ nhân sẽ tự động vận hành. Nếu gặp được nữ nhân có luyện âm dương thuật thì có thể kéo theo âm dương khí của nữ nhân đó đồng thời vận hành, do đó khiến cho thân thể nữ nhân điều hợp âm dương thay đổi nhanh, thay đổi hiệu quả hơn. Cho nên mới có hiện tượng bọn họ gia tăng công lực sau mỗi lần vui vẻ xong. Vì tối hôm qua là đêm đầu tiên Thủy Tiên cho nên công lực tăng trưởng đột ngột cao, do đó nàng rất dễ dàng phát hiện. Sau này khi vui vẻ xong, công lực tăng trưởng không nhanh chóng mạnh mẽ như đêm đầu, cho nên cũng không dễ dàng nhận ra. Kỳ thật trong các nữ nhân của Hy Bình, ngoài hai nàng ra, còn có Lãnh Như Băng cũng như thế, nhưng vào đêm đầu tiên của nàng, âm dương khí chỉ dùng để giải khai hàn khí của Hàn Băng Thiệt, cho nên Lãnh Như Băng không chú ý đến mặt tác dụng này. Sau này lúc gần nhau, do công lực chỉ tăng thêm rất ít, nên nàng không thể phát hiện được. Trên thực tế, công lực của nàng sau mỗi lần cùng Hy Bình giao hợp đều có tăng lên. Đương nhiên, chuyện này Hy Bình cũng không hiểu được, hắn nói, xem ra ta cũng rất có giá trị sử dụng đây. Bọn này cần phải xử lợi dụng nhiều nhiều nhé. Đỗ Quyên sẳng giọng, cái gì? Bọn ta lợi dụng nhiều. Chàng nghĩ thế, chúng ta không ngờ bị chàng làm mệt muốn chết. Chàng không mệt, nhưng bọn ta rất mệt mỏi. Thủy Tiên, ngươi nói xem có phải không? Thủy Tiên nói, ta chỉ biết là rất đau thôi. Đỗ Quyên trợn mắt, nói tỉ tỉ, ngươi thật không thể giúp ta. Hy Bình bật cười nói, Thủy Tiên thế nào có thể giúp nàng? Nàng ấy còn muốn lợi dụng ta nhiều nữa. Ta phải đi rồi, con chim non, nàng có đi không? Ta không đi. Hy Bình rời khỏi giường, mặc y phục xong, nhìn hai nữ nhân trên giường, nói, Thủy Tiên, nàng có thể phải nằm trên giường vài ngày đấy. Mỗi lần bị ta chuyên tâm dở cho cả nửa đêm thì sử nữ đều phải gặp loại tình huống này. Trừ ra sáu sử nữ của Lãng Vô Tâm bị hắn giải quyết trong thời gian ngắn, trong lòng hắn định nói như thế. Hắn hôn hai nàng, sau đó rời khỏi phòng. Hắn đi rồi, Thủy Tiên nói, dường như trong phương diện này so với nữ nhân tiên duyên cốc chúng ta ra còn có mạnh mẽ hơn. Nghe sư nương nói, muốn đối phó với nữ nhân tiên duyên cốc chúng ta, thông thường phải hơn 10 nam nhân mới được. Ngay cả Lãng Vô Tâm hoặc Lạc Thiên, cũng không thể khiến hai người chúng ta nằm liệt trên giường. Vậy nên ca so với hai bọn họ đều mạnh hơn. Đỗ Quyên sẳng giọng, cái gì nên? Sau này ngươi sẽ biết, chàng quả thật là một cái máy. Ngươi có thể tưởng tượng chàng như một con thú được chuyên môn giao phối mà tồn tại. Thủy Tiên sợ hãi, a. Đỗ Quyên bật cười nói, nhưng, ta rất thích,
tỷ tỷ, người cũng thích, chàng không chỉ có vẻ ngoài mê người. Ở trên giường chàng cũng biểu hiện sự cường hãn khiến cho mỗi nữ nhân đều mê đến phát cuồng. Thủy Tiên hơi trầm tư nói, Đỗ Quyên, chúng ta dường như còn chưa được xem là nữ nhân, chúng ta còn là những nữ hài mà. Đỗ Quyên bĩu môi nói, cái gì? Người ta đều nói nữ hài từng trải qua với nam nhân đều là nữ nhân cả rồi. Chuyện này không thể lấy tuổi tác ra mà nói được. Thủy Tiên cũng vẫn cố chấp nói, nhưng, theo tuổi tác mà nói, chúng ta đúng là tiểu nữ hài mà. Ta không định già nhanh như vậy đâu. Đỗ Quyên gật đầu, nói, Thủy Tiên, ta không cùng ngươi tranh luận nữa. Muốn làm nữ hài hay muốn làm nữ nhân ngươi tự quyết định. Dù sao chăng nữa thì nữ hài cũng là nữ nhân, chúng ta đều là người của hắn. Ta nửa đầu đêm bị bọn ngươi ồn ào đến không thể ngủ được, nửa đêm về sau lại phải chịu lấy cơn điên cuồng của hắn. Ta rất mệt mỏi, còn muốn ngủ. Nàng nhắm hai mắt, ôm lấy Thủy Tiên lõa thể tiếp tục ngủ. Thủy Tiên ngẩn người ra rồi cũng ôm lấy thân thể mềm mại đầy đặn của Đỗ Quyên nhắm mắt ngủ. Hy Bình rời khỏi đại sảnh, Đỗ Thanh Phong và mọi người đã chuẩn bị xuất phát. Độc Cô Phách nói, Bình Nhi, ta còn tưởng là ngươi không ra đây tiễn lão đầu ta nữa. Hy Bình cười nói, ra ra, con thế nào có thể không ra đây? Con cứ tưởng ra ra sẽ ở đây lâu hơn một chút, để con ca thêm một vài bài cho ra ra nghe. Có lẽ miễn đi, Độc Cô Phách nói, lỗ tai lão đầu ta hiếm khi được yên tĩnh, ngươi nên ca cho bọn Tiếu Diện Cái nghe. Dường như ngươi là thần tượng của bọn chúng đó. Tiếu Diện Cái nói, Độc Cô lão gia, hắn chỉ là thần tượng của các huynh đệ trong bang chúng ta chứ không phải thần tượng của lão ăn mày ta. Hồi lão cái chưa làm khất cái, cũng đã từng là công tử gia một phương, nhiều ít cũng từng hân thưởng một chút âm nhạc. Ha ha! Hoàng Dương nói, Bình Nhi, ta cùng mẹ con cũng phải về trường Xuân Đường. Con ở đây chớ gây sự, khiến mẹ con lo lắng. Bất quá, nếu con phải đánh Lạc Hùng, ta vẫn ủng hộ. Hy Bình ôm lấy Xuân Yến, nói khẽ, mẹ, con là do mẹ nuôi lớn, mẹ phải tin tưởng con. Xuân Yến nói, con có gặp qua mộng tình của Minh Nguyệt Phong chưa? Hy Bình sững sờ, nói, vâng, con đã nhận bà ấy làm nghĩa mẫu. Con nhận bà ấy làm nghĩa mẫu à? Xuân Yến hoảng sợ nói. Hy Bình cười nói, đúng vậy. Mẹ, có vấn đề gì không? Xuân Yến nói, không có gì, chỉ là có chút bất ngờ thôi. Kỳ thật mẹ rất vui mừng khi con nhận bà ấy làm nghĩa mẫu. Nghe mẹ nói đây, từ nay về sau tuyệt đối không thể làm bà ấy mất vui, được không? Hy Bình nói, con biết rồi, thưa mẹ. Xuân Yến nghĩ nghĩ, lại nói, bất kể tương lai con thành người thế nào, con luôn là con trai ta. Mẹ yêu con hơn cả bà ta, với tính cách của con luôn gây ra rất nhiều phiền toái. Sau khi con cùng tứ cẩu đi, bọn Đại Phong rất lo lắng cho các con. Tại Hoàn Sơn Thôn, có lẽ bọn họ đều là địch nhân của con. Ra khỏi Hoàn Sơn Thôn, bọn họ lại không muốn phát sinh bất luận chuyện gì cho các con. Bọn họ đều là huynh đệ cùng con từ nhỏ lớn lên. Bọn họ nói, ở bên ngoài con gặp phải chuyện gì, bọn họ sẽ dốc toàn lực trợ giúp các con. Đại Phong kỳ thật không phải là một thợ săn bình thường. Chuyện này sau này ta mới biết được, gia tộc của nó vốn từ 200 năm trước là một tướng quân rất có danh phận. Tướng quân này chính là một vị đại thần xạ thủ và một nhà lãnh đạo vĩ đại. Phụ thân và gia gia của Đại Phong đều không thể học thành thần xạ chi thuật mà ông để lại. Lúc Đại Phong chính thức trở thành thủ lĩnh Hoàn Sơn Thôn, phụ thân của hắn mới đem bí mật bất truyền này truyền cho hắn. Điều ngoài dự đoán của mọi người là Đại Phong vậy mà có thiên phú xạ tiễn. Sau đó hắn trở thành người kế vị tướng quân đệ nhị thần xạ thủ. Những chuyện này đều là Đại Phong bí mật nói cùng ta. Bởi vì hắn tu luyện thần tiễn, nhãn quang đặc biệt tốt, nhìn ra mẹ con là người biết võ. Ở Hoàn Sơn Thôn hắn huấn luyện 50 tay thợ săn trẻ tuổi rất mạnh mẽ, đều là hảo huynh đệ trước kia cùng con đánh nhau từ nhỏ đến lớn. Bình Nhi, bất kể con gặp phải vấn đề gì trong giang hồ, Đại Phong bọn chúng đều sẽ hết sức giúp đỡ con. Bọn họ không cho phép người ở Hoàn Sơn Thôn ra ngoài bị kẻ khác khi phụ. Hy Bình nói, mẹ, làm sao có người dám khi phụ người của Hoàn Sơn Thôn chúng ta? Tín ngưỡng Hoàn Sơn Thôn là vũ lực, đánh nhau đệ nhất. Ai mà không đánh nhau từ nhỏ đến lớn, có thể bị khi phụ sao? Mẹ, người không cùng nghĩa mẫu tạm biệt à? Xuân Yến nói, không, con gặp bà ấy thì nói với bà ấy, mẹ trở về chăm sóc các con dâu mang thai trở sanh. Hoa Sơ Khai nói, mẹ con hai người nói đủ chưa?
phải khởi hành rồi. Đỗ Thanh Phong nói, Hy Bình, hội nghị mời bọn ngươi đến Đại Địa Minh đi họp hội. Hy Bình nói, lại họp cái gì nữa? Thật là phiền. Đỗ Thanh Phong nói, dường như là quyết định để ai đi đánh Thái Âm giáo đấy. Hy Bình lập tức cảm thấy hứng thú, nói, đã quyết định bắt đầu đánh rồi phải không? Không phải vừa đi thương lượng cái việc nhàm chán gì đó sao? Nếu thật là muốn đánh, ta cũng đi, bắt Lạc Cẩu Hùng đem nhiệm vụ này giao cho ta. Hoa Tiểu Ba nói, tỷ phu, không phải huynh không muốn đánh mấy nữ hài tử Thái Âm giáo à? Hy Bình nói, đồ ngốc, đánh có rất nhiều loại, ta muốn bắt thánh nữ Thái Âm giáo giống như lúc trước bắt Nguyên Chân vậy. Ngươi hiểu chưa? Tứ Cẩu cười nói, thì ra là ngươi muốn đi câu con bé. Ta ủng hộ ngươi, nghe nói Thái Âm giáo có rất nhiều mỹ nữ, để người khác đi sẽ giết hết mỹ nhân, chỉ bằng để đám nam nhân biết thương hương tiếc ngọc chúng ta đi chinh phục. Độc Cô Minh cũng nói, cùng nữ nhân giao đấu, phải đánh tâm tư của nàng trước. Hy Bình, chúng ta lập tức đi Đại Địa Minh, đừng để người khác chiếm lấy tiên cơ. Đi, Triệu Tử Uy hét lớn. Hoa Tiểu Ba nói, Uy ca, huynh cũng cảm thấy hứng thú với mỹ nữ Thái Âm giáo sao? Triệu Tử Uy nói, ta theo, ta là muốn đi gặp Mộng Hương. Độc Cô Minh nói, ngươi nên bỏ đi thôi, cơ hội của ngươi chỉ bằng không. Triệu Tử Uy giận nói, Độc Cô Minh, ngươi lưu lại cho ta chút khẩu đức. Độc Cô Minh nói, hãy đợi đấy, liền đó xung phong chạy ra trước. Đỗ Thanh Phong nhìn đám thanh niên đi khỏi, cười nói, cũng không biết phải bọn chúng tiễn chúng ta, hay là chúng ta tiễn bọn chúng đây. Nhạc phụ, chúng ta cũng trở về đi, ta nói thật, ở lại Đại Địa Minh, mọi người đều rất không thoải mái. Lúc nào cũng thấy như ăn nhờ ở đậu, giữ đến một bụng điểu khí. Thì ra Đỗ Thanh Phong cũng có mặt hào phóng như thế. Nói cả những câu thô tục như vậy. Tại Đại Địa Minh lúc này đầy nghẹt người với người. Bởi Phong Phanh hôm nay sẽ quyết định tấn công mấy nữ hài Thái Âm giáo nên quần hùng võ lâm hăm hở đến đây muốn góp sức. Ngoại trừ đội chí nguyện quân đầu tiên bị Thái Âm giáo đánh phải rút lui quay về, ai nấy đều hy vọng mình có thể góp một phần sức lực nhưng quyền quyết định cuối cùng nằm trong tay võ lâm minh chủ. Lần này võ lâm minh chủ tự xuất chinh nhưng phía trước vẫn chỉ trưng một chữ thủy. Có phải là đồ đệ thủy ra trận hay không thì không ai biết. Khi bọn Hy Bình đến được đây thì liền cảm thấy phẫn nộ bởi hiện tại ngoài những người vô môn vô phái và những môn phái nhỏ không đáng chú ý thì những nhân vật trọng yếu của thiểu số danh môn đại phái đều có ghế để ngồi, nhưng không hề có chỗ cho võ lâm tứ đại thế gia bọn họ. Nói hơi khó nghe nhưng cả chỗ đứng cũng không có. Tứ Cẩu cũng nhìn quanh quất xung quanh. Ai ra? Sao đến cả thiên hạ đệ nhất bang như cái bang cũng không có được một chỗ hay sao? Độc Cô Minh cười khổ nói, xem ra chỉ còn cách đi khai khẩn đất hoang mới có chỗ cho chúng ta. Tứ Cẩu lúc này đã túm mấy người gạt sang hai bên để tiến lên phía trước. Độc Cô Minh và Triệu Tử Uy cũng bước theo hắn. Những người trong giới võ lâm đều biết bọn họ chính là những vô lại mới lớn của tứ đại võ lâm thế gia. Thấy bọn chúng mở đường mà chẳng thèm nói 3721 gì cả nên đều tự động tránh sang nhường cho bọn chúng một con đường, tránh không bị bọn họ đẩy đông kéo tây vừa mất mặt vừa không khỏi bị bọn chúng đánh cho vào cái rắm. Nơi này phải nói là rất rộng, ghế ngồi được xếp dài thành vòng tròn, từ trong ra ngoài, tổng cộng có 3 vòng, chủ vị ngồi về phía nam, hàng ghế trong cùng là dành cho những nhân tài võ lâm có địa vị hiển hách. Nhưng quyền khuynh quốc ngồi bên cạnh Lạc Hùng thì các nhân sĩ võ lâm chưa từng gặp bao giờ. Không hiểu sao hắn ta lại được ngồi ngang hàng với Lạc Minh chủ chứ. Bọn Hy Bình nhấc mấy người đang ngồi trên ghế lên rồi đạp nát mấy cái ghế dưới chân thành cám. Sau đó tiến thẳng về phía Lạc Hùng đang ngồi chủ vị. Từ hai bên Lạc Hùng một nhóm người lao ra kèm bọn họ lại ở ngay giữa vòng tròn. Chính là 8 đệ tử trong số thập đại đệ tử của Đại Địa Minh. Thật vừa khớp. Bọn Hy Bình cũng có 8 người, vừa vặn hình thành cục diện một đối một. Toàn trường đột nhiên trở nên yên lặng như chờ đợi xem tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Thật ra thì bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh bởi đây đích thị là 8 nhân vật đáng nể nhất của tứ đại võ lâm thế gia. Đối đầu với Hy Bình là Lạc Diệp, đao của nàng chĩa thẳng vào ngực Hy Bình. Hy Bình nhìn nàng ta một lúc rồi chia tay ra gõ gõ lên cườm tay nàng ta nói, nàng thu đao lại được không? Ta sợ lắm á. Hoa Tiểu Ba cũng nhìn Lạc Thổ đứng trước mặt rồi nói, tỷ phu, chúng ta có phải rút lui không? Tứ Cẩu thần sắc mê mẩn chăm chú nhìn Lạc Hoa đầy hấp dẫn trước mặt nói, ta quyết định dũng cảm tiến lên phía trước. Độc Cô Minh đang đứng đối diện với Lạc Vũ. Hắn ủng hộ Tứ Cẩu,
mỉm cười nói, ta không có lý do gì để chùn bước trước nữ nhân cả, nhất là dưới con mắt của bao nhiêu người ở đây. Triệu Tử Uy tán đồng, đúng, sao có thể để nữ nhân này đẩy lui được chứ? Hắn vừa chỉ vào Lạc Thảo, nàng ta đang cầm một cây trường tiên chắn đường của Uy ca ca. Đối mặt với Lạc Kim, Lôi Long nói, tên gia hỏa này khá nặng. Nếu phải rời hắn đi, có lẽ ta cũng phải tốn khá nhiều sức lực đây. Triệu Tử Hào nói, Lạc Hỏa, người chặn đường của ta đó. Lạc Hỏa đáp, thứ lỗi, ta không muốn làm thế. Các ngươi hãy lui đi, đừng làm khó chúng ta. Tốt lắm, chúng ta lui. Nói xong, Hy Bình quả nhiên xoay người chuẩn bị bước đi. Đúng lúc hắn vừa quay đi, Lạc Diệp liền thu đao, lập tức nhận thấy bóng người phía trước xẹt tới. Hy Bình đã quay người lại tóm lấy nàng ta. Nàng ta muốn vung đao nhưng đã muộn. Tay trái Hy Bình đã tóm được tay phải cầm đao của nàng ta, còn tay phải thì ôm lấy nàng ta rồi tiến về phía Lạc Hùng. Lạc Thổ tức tốc phi thân về phía Hy Bình. Triệu Tử Hào vung đại quan đao chém một nhát lên trời. Bàn cổ liệt thiên đao chụp lấy Lạc Thổ đang lơ lửng giữa không trung. Lạc Thổ bất lực đành xoay người xuất song quyền đánh ngược lại. Quyền ảnh và đao ảnh chạm nhau giữa không trung. Lạc Thổ bị đánh rơi trở lại xuống đất. Hai tay Lạc Diệp đấm loạn lên người Hy Bình chẳng theo chiêu thức gì cả. Mặc cho nàng ta đánh đấm hay la hét, Hy Bình vẫn không buông nàng ta ra. Hắn tiến đến trước mặt Lạc Hùng, giận dữ nói, là Cẩu Hùng, người có ý gì đây? Sao đột nhiên không chừa cho bọn ta một chỗ nào hết vậy? Lạc Hùng mềm mỏng đáp, thỉnh cầu nhà ngươi thả nàng ta trước. Lúc này các anh hùng hảo hán tại trường đều vỗ tay tán thưởng âm ỉ. Trực giác Hy Bình nhận thấy chúng nhân đang ủng hộ mình bèn nói, tại sao ta phải thả nàng ta? Ngươi không thấy rất nhiều người ủng hộ ta ôm nàng ta sao? Thật đúng là người già rồi thì mắt cũng kém. Các vị anh hùng, mọi người nghĩ ta buông nàng ta ra hay cứ ôm như vậy? Không buông, không buông, toàn trường nhất loạt reo lên. Có người còn nói, hãy lột y phục nàng ta ra, hôn nàng ta đi, rồi. Hy Bình đắc ý nói to, nhìn đi. Người ủng hộ ta quả thật là quá nhiều. Bỏ ta ra tên hỗn đản kia. Lạc Diệp lặp đi lặp lại mấy câu đó nhưng thật tội nghiệp vì không ai thèm nghe nàng. Hy Bình nói, không phải nàng muốn đánh ta sao? Sao bị ta nhẹ nhàng ôm một tay thế này mà không nhúc nhích gì cả vậy? Ta, sắc mặt của Lạc Diệp trở nên đỏ hồng lên. Nàng ta không thể ngờ nổi nam nhân này đột nhiên lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy, lại còn nói là ôm nhẹ nhàng nữa chứ. Hoàng Hy Bình, thả nàng ta ra. Sức nhẫn nại của ta đã hết giới hạn rồi đó. Lạc Thổ tiến đến bên cạnh Hy Bình. Ngay khi hắn rời đi, hai bên cùng giải tỏa thế đối đầu. Người của hai phe giờ lại vây Hy Bình vào giữa. Ngươi thật sự hy vọng ta thả nàng ta ra sao? Hắn quay mặt lại nhìn Lạc Diệp rồi hỏi, nàng có muốn ta thả nàng ra không? Không hối hận chứ? Lạc Diệp lại nổi giận hét lên, buông ta ra. Đột nhiên Hy Bình buông tay phải ra. Lạc Diệp bị bất ngờ, ngã ngồi phệt xuống đất, nàng ta bị đau kêu lên một tiếng rồi đứng ngay dậy, định giáng cho Hy Bình một chưởng. Nhưng Độc Cô Minh nhanh mắt kịp thời chụp lấy tay nàng ta. Hy Bình nói, ta đã bảo là nàng sẽ hối hận mà. Lạc Diệp hét, ta phải giết ngươi. Hy Bình cười nói, nàng không thể giết ta được. Độc Cô lão huynh, thả nàng ta ra đi kẻo không có kẻ khác sẽ ghen đó. À, phải rồi, tiện tay vỗ mông nàng ta một cái. Một nữ nhân mà cái mông bị đùa giỡn như thế nhìn sao mà không thích được chứ? Ha ha! Lạc Thổ giận dữ hét, Hoàng Hy Bình, ngươi đừng quá ngạo mạn. Đột nhiên Lạc Hùng cất tiếng, các ngươi quay lại đây. Đừng để anh hùng thiên hạ cười chê. Ngay lập tức sáu người kia liền quay trở về vị trí ban đầu. Lạc Thổ cũng hạ xong quyền xuống rồi theo họ quay về. Lạc Diệp sau khi được Độc Cô Minh bỏ tay ra liền muốn tiếp tục tìm Hy Bình để thanh toán. Nhưng bị Lạc Hùng trừng mắt khiến nàng phải dừng lại. Hoàng Đại Hải tiến về phía Lạc Hùng nghiêm trang nói, Lạc Minh Chủ, người làm vậy không phải là quá đáng lắm sao? Lạc Hùng mỉm cười đáp, là sơ sót của ta. Bởi Đỗ Trang Chủ nói hôm nay sẽ quay trở về. Ta vốn nghĩ Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia các người không tham dự nữa. Vì vậy không chuẩn bị chỗ cho các người ở hàng ghế đầu tiên. Tuy nhiên hàng ghế thứ hai, thứ ba vẫn còn chỗ trống mà. Hy Bình cất lời thoá mạ, ta khinh, để chúng ta ngồi hàng ghế thứ hai, thứ ba à. Lão tử ta không phải hàng đầu thì không thèm. Triệu Tử Hào thâm trầm cất tiếng, trong giới võ lâm, chưa có ai dám coi thường tứ đại võ lâm thế gia.
ai dám nghĩ rằng tứ đại võ lâm thế gia xứng đáng ngồi ở hàng ghế thứ hai, thứ ba, xin mời đứng lên nói rõ ra. Giọng nói hào hùng tràn đầy khí thế vang lên, chúng nhân tại trường không ai dám cất tiếng. Thanh danh của tứ đại võ lâm thế gia rất lớn, ngay cả mấy phái lớn như Thiếu Lâm và Võ Đang cũng không dám tranh hơn, chỉ có thể cùng bọn họ ngồi ngang hàng. Trong giang hồ bây giờ, may ra chỉ có Minh Nguyệt Phong và Đại Địa Minh thôi. Vì hiện tại Thiếu Lâm cũng như một số môn đồ của Thiếu Lâm đều được ngồi ở hàng thứ nhất, hà huống chi lớp tinh anh của tứ đại võ lâm thế gia. Đúng vậy, đúng là lớp tinh anh. Cứ theo sức mạnh mà nói, rất nhiều người thừa nhận bọn họ quả là tinh anh. Đương nhiên điều này không tính đến tác phong hành sự của bọn họ. Lạc Hùng nhìn toàn trường, thần sắc lộ vẻ bối rối. Những người đã ngồi trên ghế, có thể nào Lạc Hùng lại thỉnh họ đứng lên được. Nhưng nếu không thế, tám tên vô lại đang đứng trước mặt đây chắc sẽ không chịu thua. Thật là khó, ai, nguyên là muốn làm cho bọn chúng khó chịu một chút, giờ chẳng phải hóa ra tự mình làm khó mình sao. Lạc Hùng không còn cách nào khác bèn ra lệnh, Lạc Hỏa, các ngươi nhường tám chỗ ngồi cho bọn họ. Nhưng Hy Bình lại nói, không cần, mong bọn chúng ngồi lên đó nóng lắm, ai biết bọn chúng có bị bệnh hay không chứ. Thần sắc tám sư huynh muội đều cực kỳ phẫn nộ, Lôi Long cất tiếng nói, xem ra tốt nhất bọn ta cứ đứng. Hoa Tiểu Ba lập tức nói chêm vào, Long ca, chủ ý của ca quả là tuyệt, đứng sẽ thể hiện rõ vóc dáng cao giáo nhất hạng của chúng ta. Huống hồ đẹp trai như đệ mà đứng ở đây nhất định sẽ là mục tiêu chú ý cao nhất của mọi người. Một vị trí tuyệt đối nổi bật. Triệu Tử Hào lắc lắc đầu nói, cũng vẫn không ổn. Hy Bình hướng về Lạc Hùng nói, Lạc Hùng, ta với ngươi thỏa thuận một điều kiện. Nếu ngươi đáp ứng với chúng ta, chuyện hôm nay coi như giải quyết xong. Nếu không, tất cả chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Thế nào? Lạc Hùng suy nghĩ một lúc rồi đáp, ngươi nói đi. Hy Bình mỉm cười nói, ngươi để chúng ta đi đánh Thái Âm giáo. Lạc Hùng không thể tưởng nổi Hy Bình là đưa ra điều kiện như thế. Ông ta mất bao công sức nghĩ cách để bắt võ lâm tứ đại gia phải xuất chinh đi trước. Bây giờ Hy Bình lại chủ động đề xuất đúng hợp với tâm ý của lão ta, trong lòng Lạc Hùng không khỏi vô cùng hoan hỉ. Tuy vậy, lão làm ra vẻ vô cùng lúng túng nói, điều này phải thương lượng với mọi người đã. Ta khinh, tứ cẩu mở miệng thoá mạ. Vậy cái chức võ lâm minh chủ của ngươi là cái ôn gì? Chẳng có một tí quyền lực gì hay sao? Lạc Hùng đáp, ta phải hỏi ý kiến các nhân sĩ võ lâm một cái đã. Ông ta nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói, các vị anh hùng, võ lâm tứ đại gia từng lập được nhiều công lao hãn mã trong giang hồ. Hôm nay, họ lại mong muốn vì võ lâm mà ra tay, đánh đuổi sự xâm nhập của Thái Âm giáo vào võ lâm Trung Nguyên, không biết ý của các vị thế nào? Nếu như có ai phản đối, xin mời đứng lên nói rõ. Hy Bình nói thêm, đúng, ai phản đối xin bước tới đây để bàn bạc. Lập tức có 7, 8 thân ảnh xuất hiện như cơn gió giữa tràng. Hy Bình tiến về phía thanh niên cao lớn uy vũ nhất trước mặt, mỉm cười cất tiếng, huynh đệ. Tại sao ngươi phải đối? Người thanh niên đáp, nhóm người bọn ngươi ngoài việc truy cầu mỹ nữ ra thì chẳng biết một chút lễ phép cư xử gì cả. Nếu để bọn ngươi đi đánh Thái Âm giáo thì chỉ đơn giản lấy vận mệnh võ lâm ra làm trò cười. Lỗ mãng ta tuyệt không đồng ý. Hy Bình vẫn mỉm cười nói, thật cảm ơn ý kiến của huynh đệ. Thật là một ý kiến hoàn hảo. Đến đây, chúng ta bắt tay một chút nào. Hy Bình nhìn người thanh niên cao lớn ngang với hắn rồi chìa tay trái ra. Lỗ mãng do dự một chút nhưng rồi đưa tay trái ra bắt tay Hy Bình. Đột nhiên hắn kêu la hốt hoảng, mặt nhăn nhó đau đớn. Người cúi gập xuống, van xin, đại hiệp. Xin tha cho ta không phản đối nữa. Lúc đó, mọi người tại trường nghe rõ tiếng khớp xương vỡ kêu răng rắc. Mấy người vừa phi thân vào trong vòng hết nhìn Hy Bình và Lỗ Mãng rồi lại nhìn 7 tên nam nhân cao lớn đang từ từ tiến dần về phía họ. Tất cả bọn chúng đều thất kinh, chẳng quản gì nữa, vội vội vàng vàng phi thân trở ra, hòa lẫn vào những người đứng phía sau, không dám lộ mặt ra nữa. Hy Bình buông tay Lỗ Mãng rồi hét to, ai còn ý kiến phản đối xin thỉnh người đó lên đây bắt tay với ta. Lỗ Mãng run rẩy cất tiếng, ta không phản đối nữa. Ta có hỏi ngươi đâu? Hy Bình cốc vào đầu hắn một cái rồi nói tiếp, Tiểu Ba. Cấp thuốc cho hắn biết uống thuốc khó chịu như thế nào để sau này không dám trường mặt ra nữa. Con bà nó, hắn lại quay mặt về phía Lỗ Mãng, ta thấy ngươi nên đổi tên họ đi có khi tốt cho ngươi hơn. Cái gì mà lỗ mãng? Lần sau mà còn lỗ mãng,
người chết cũng không biết tại sao đâu. Lỗ Mãnh phản đối chữ, Mãnh, trong tên ta là chữ, Mãnh, trong Cường Mãnh chứ không phải là chữ, Mãng, trong, Lỗ Mãng. Thi Bình nghe được lại nổi sung lên nói, người Cường Mãnh lắm à? Tốt, chúng ta lại bắt tay tiếp. Không, ta đổi tên cũng được. Lỗ Mãnh vội vàng chuồn khỏi chỗ đó. Thi Bình đắc ý cười to nói, ha, ha, cuối cùng không có ai phản đối nữa. Ngày mai tiến công đoạt lấy tứ đại mỹ nhân của Thái Âm giáo. Hoàng Hy Bình, người quả là con người đáng chán. Mộng Hương từ chỗ ngồi đứng dậy rồi tiến về phía Hy Bình. Vừa nhìn thấy Mộng Hương, Hy Bình lập tức hỏi, Mộng Xú Thí. Nàng cũng muốn phản đối sao? Mộng Hương đến trước mặt Hy Bình, chìa bàn tay phải trắng muốt ra. Hy Bình nhìn chằm chằm vào bàn tay ngọc khả ái của nàng, thầm hối tiếc đã nói mấy câu lúc nãy, nếu không bây giờ có thể nhẹ nhàng nắm lấy tay Mộng Hương. Hắn lại lớn tiếng gọi, ai không phản đối cũng mời lên bắt tay với ta. Nói xong hữu thủ của hắn tức tốc chụp lấy tay Mộng Hương. Thật tiếc, Mộng Hương phản ứng không chậm như hắn nên hắn chụp trượt. Để che đậy sự lúng túng, hắn liền rút tay lại đưa lên gãi gãi đầu, miệng vẫn cười hề hề như cũ. Chúng nhân tại trường nhìn thấy những Hy Bình hành động không bình thường của Hy Bình, ánh mắt rất nhanh đều hướng xuống đất, miệng không thể không há hốc ra, tự hỏi sao trên đời lại có loại người ti tiện như thế. Mộng Hương trừng mắt nhìn Hy Bình rồi quay trở về chỗ ngồi của mình mà không nói lời nào. Hy Bình mỉm cười thắng lợi hướng về Lạc Hùng nói, không có ai phản đối nữa. Lạc Hùng làm ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ nói, nếu đã như thế, cứ để Võ Lâm tứ đại thế gia phản kích Thái Âm giáo. Từ Phiêu Nhiên đột nhiên đứng thẳng dậy cất lời, Lạc Minh Chủ. Thiên Phong bảo ta không đi cùng lũ báng nhắng này. Tám tên lưu manh lập tức tiến về phía Từ Phiêu Nhiên, bao quanh lão ta vào giữa. Thiên Phong Song Kiều cùng Thiên Phong Tam Anh cũng lập tức tuốt kiếm ra, theo dõi biến chuyển tình thế. Hy Bình đến bên Từ Phiêu Nhiên nhẹ nhàng nói, nếu lão không muốn Võ Lâm tứ đại thế gia bị xem thường thì tốt nhất là cứ giữ im lặng. Hiện tại ta tranh giành thể diện cho tứ đại gia. Sao lão lại đứng ra phản đối? Lão không sợ tổ tiên ở dưới kia thóa mạ lão là kẻ bất hiếu à? Ta nghĩ chắc con lão cũng sẽ coi thường lão. Nếu thật lão dám phản đối, ta sẽ ôm hai con gái của lão vào lòng ngay tại đây rồi quậy loạn lên để thiên hạ biết hai cô con gái xinh đẹp của Từ Phiêu Nhiên kỳ thật chính là nữ nhân của lão tử ta. Lão có muốn xem không? Vẻ mặt giận dữ của Từ Phiêu Nhiên vẫn không hề thay đổi nhưng lão chẳng thốt lời nào mà lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình. Hy Bình quay mặt sang phía Thiên Phong Song Kiều mỉm cười nói, không cần phải khẩn trương. Lạc Hùng sẵn đã quyết định, vì không còn ai phản đối nữa, vậy quyết định để Võ Lâm tứ đại thế gia xuất thủ. Ngoài ra ta cũng sẽ phái nhân thủ theo giúp đỡ bọn họ. Cái gì, Hy Bình thét lên, chúng ta mà cần giúp đỡ sao? Thật sự xem thường quyền vương như hắn. Lạc Hùng đáp, nhiều người vẫn tốt hơn chứ. Hy Bình suy nghĩ rồi cất lời, cũng được, bất quá. Cũng nên nói trước, người phái ai cũng chẳng quan trọng nhưng phải nghe theo lời ta. Nếu không, ta sẽ xách hắn về đây ném xuống đất để hắn về nhà dưỡng thương, tránh đến lúc đó khỏi làm phiền lão tử. Lạc Hùng cảm thấy bối rối. Quyền Hành ngồi bên cạnh Quyền Khuynh Quốc đứng bật dậy, nhìn Hy Bình cất giọng dịu dàng nói, dựa vào ngươi sao? Hy Bình cũng như bảy người kia chuyển ánh mắt nhìn về phía người thanh niên có khuôn mặt rất bình thường kia. Trong đầu họ thắc mắc không biết người đó là ai vậy. Hy Bình cất bước đến trước mặt hắn, đứng thẳng người lên, so với hắn cao hơn một cái đầu, lại cúi đầu xuống nói, sao? Không phục à, không lẽ người nghĩ rằng ta phải nghe theo lệnh của ngươi sao? Ai ngờ được Lạc Hùng lại nói, Hoàng Thiếu Hiệp, vốn bọn ta muốn để vị tiểu huynh đệ này dẫn dắt Võ Lâm tứ đại thế gia các người đi trước, không biết thế có được không? Tứ Cẩu nói, người hỏi toàn những câu thừa thải. Hoa Tiểu Ba bồi thêm một câu, dĩ nhiên là không thể. Hy Bình tỏ ra rất quan tâm, tay giơ nắm đấm lên, ước lượng chiều cao của hắn và Quyền Hành rồi nói, nhìn sao cũng thấy ta cao hơn hắn. Làm sao ta có thể nghe hắn đây? Lạc Hùng, phiền ngươi bảo hắn quay về tăng chiều cao thêm một chút rồi uay lại tìm ta. Lạc Hùng nói, đây không phải là vấn đề chiều cao. Xử lý cái thằng họ Hoàng điên điên này thật là đau đầu a. Hy Bình nói, ồ. Không phải vậy sao? Vậy thì ta với hắn đánh nhau một trận, đánh chừng nào hắn bỏ không nổi nữa thì hắn sẽ không thể tranh với ta nữa. Ha ha! Hoàng Hy Bình, để ta đấu với người.
một bóng trắng đột nhiên bay về hướng Hy Bình. Tiểu ba, đưa đao cho ta, lão bà nương cầm kiếm chém ta kìa. Lời vừa nói xong thì ngực Hy Bình đã bị đâm một nhát, sâu vào trong thịt, máu trào ra thốt thì nguy hiểm đã liền kề, một kiếm đã đâm vào da thịt hắn, máu thấm ướt trước ngực hắn. Toàn trường đều im lặng như tờ. Hy Bình nhìn xuống thanh kiếm đang đâm vào ngực mình, kiếm đâm tuy không sâu nhưng cũng đủ đau đớn. Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn người đứng trước mặt rồi nói, Lạc U Nhân à? Nàng thật sự đâm ta sao? Lạc U Nhân không đủ can đảm nhìn Hy Bình. Nàng cúi đầu rồi nói bằng một giọng không thể nhỏ hơn được nữa, ta nghĩ ngươi sẽ tránh nó. Thật sự nàng đánh giá thiên tài này quá cao, cứ nghĩ hắn là Hoa Tiểu Ba. Hoa Tiểu Ba ôm đao đến trước mặt Hy Bình cười khổ, tỷ phu, đệ lại chậm một bước rồi. Hy Bình thối lui một bước cứ như không có chuyện gì xảy ra. Thanh kiếm từ từ rút ra khỏi ngực hắn, ngay lập tức máu cũng chảy dài xuống mặt đất. Hắn quay đầu về phía Hoa Tiểu Ba hét to, nhà ngươi chỉ có chạy là nhanh còn cái gì cũng chậm. Sau này biết làm gì đây? Hoa Tiểu Ba thấy Hy Bình không có gì đáng ngại bèn cười nói, đệ còn có thể sẽ giúp chẩn bệnh phụ khoa cho nữ nhân. Hoàng Đại Hải hỏi, đại ca, huynh không sao chứ? Hy Bình đáp, chưa sao, ta không đâm nàng ta sâu như thế này đâu. Lạc U Nhân hiểu ý tứ câu nói của Hy Bình, nổi giận đỏ mặt lên mắng, Hoàng Hy Bình. Ngươi còn nói nữa có ta xẻo ngươi ngay lập tức. Hoa Tiểu Ba lập tức nói, tỷ phu, đao đây. Hy Bình không nhận đao mà hướng về Lạc U Nhân trêu chọc, đến đây, nàng đến đây. Đâm thêm một kiếm vào chỗ này nữa. Tay hắn chỉ vào vết thương đang rỉ máu trên ngực, trông bộ dạng như một anh hùng không sợ chết. Oa, thật là oai phong nha. Trong lòng Hoa Tiểu Ba và Tứ Cẩu bội phục Hy Bình vô cùng. Ngươi nghĩ ta không dám sao? Lạc U Nhân nổi giận, lại nâng kiếm run run chĩa về phía ngực Hy Bình lần nữa. Từ từ thôi, nàng để ta chuẩn bị xong đã. Hy Bình nói. Kiếm của Lạc U Nhân lại hạ xuống. Nàng hướng ánh mắt nhìn hắn thì thấy hắn đang vung vẫy tay, khom khom người, chân nam đá chân siêu. Nàng muốn cười mà không cười nổi nhưng khá nhiều người bật cười thành tiếng. Đúng lúc đó, Hy Bình nghiêng người nhào về phía trước. Lần này thì Lạc U Nhân đã biết cái trò đó liền cất mình tránh khỏi. Thiên tài liền ngã sấp mặt xuống như con chó cắm mặt vào đống phân. Hắn lồm cồm bò dậy, nổi giận đùng đùng. Lão bà nương điên khùng này, ta không chơi với nàng nữa. Đại Hải, nhớ phải giành lấy quyền chỉ huy. Đại ca phải chuồn trước đây. Bà nương này quá tàn nhẫn. Đại ca không thể nào dùng liệt dương chân đao để chém nàng ta, chỉ còn cách trốn thôi. Hắn vừa kêu gào vừa chạy loạn lên, ai đứng trước mặt hắn đều bị hắn xô ngã xuống đất, lại đạp lên mấy người vô tội đó chạy tiếp. Đột nhiên hắn bị ai đó hất ngã, hắn quay mặt nhìn thì thấy Lạc U Nhân đã vung kiếm lao về phía hắn. Hắn đứng lên không kịp đành phải bỏ đi, nhưng bò chưa được mấy bước đã bị Lạc U Nhân tóm lấy nhấc lên cao rồi chỉ trong chớp mắt biến mất trước ánh mắt của mọi người. Mọi người nhìn theo hướng Hy Bình và Lạc U Nhân bỏ đi. Trong lòng nghĩ, đây là lão đại của võ lâm tứ đại thế ra sao? Hắn là cao thủ nổi danh của võ lâm mà, thật sự không thể tưởng nổi mà. Những người có mặt cứ tôi nhìn anh nhìn tôi, trông cứ như muốn hỏi nhau, là ngươi nói phải không? Sau đó rất nhiều người cuối cùng cũng phất phất tay, lắc lắc đầu. Mọi người ngầm nhất trí, không, không, không phải là ta nói đâu, ta bảo hắn là cao thủ khi nào chứ, ta đâu phải là thằng ngốc, cũng không phải thằng mù. Cả bọn võ lâm tứ đại thế gia đồng thanh than, ai? Mất mặt quá. Dù bọn họ mất mặt thì đại hội võ lâm vẫn cứ tiếp tục. Hy Bình bị Lạc U Nhân mang về U Liên Trai. Lạc U Nhân dùng chân mở cửa rồi xách cái thân hình kềnh càng to lớn của hắn ném vào trong. Đau đớn, hắn la to, ai ra? Lạc U Nhân, mẹ kiếp, nàng không thể cẩn thận một chút sao? Lạc U Nhân tiến tới nhìn, ngây người ra, cái giường của nàng vừa bị Hy Bình phá tan. Lúc nãy, hắn bị nàng ném đúng ngay vào giường của mình. Nàng vô cùng nổi giận, nói, Hoàng Hy Bình, sao đột nhiên ngươi làm sập giường của ta? Hy Bình oan ức nói, Lạc U Nhân, chính là nàng, lão bà nương điên rồ, đã ném ta lên giường nàng như một tảng đá. Ta không tìm nàng tính sổ, nàng lại còn trách ta à? Hắn ngồi dậy, đối mặt nhìn Lạc U Nhân, máu trước ngực hắn đã ngừng chảy. Lạc U Nhân tiến lên vài bước. Một lần nữa lại chĩa kiếm vào ngực hắn nói, ta một kiếm đâm chết ngươi. Hy Bình cười nói, nàng tỉnh lại đi, một kiếm nàng không đâm chết ta được.
Nàng xem, vừa rồi nàng đã đâm ta một kiếm, ta vẫn không chết. Nếu nàng lại đâm ta một kiếm nữa, vậy là hai kiếm. Trừ phi nàng định chối bỏ điều này. Lạc U Nhân lại ngẩn người ra. Nàng làm sao hiểu nổi cái lý luận thiên tài này? Nàng nói, tại sao ngươi lại làm như vậy? Hi Bình nói, cái gì như vậy? Nói rõ ràng hơn một chút đi. Lạc U Nhân nói với giọng đầy vẻ tức giận, sao ngươi có thể bỏ qua bỏ lại như thế trước mặt rất nhiều người? Hi Bình nghe xong, trong đầu nộ hỏa bùng lên, nói, con mụ ngươi định giết lão tử không được trốn sao? Lạc U Nhân tức giận nói, ta không nói không để ngươi trốn. Mà ngươi nói như vậy là trốn sao? Trước mặt thiên hạ võ lâm, bị một nữ nhân truy đuổi đến nổi bò cả ra đất. Hi Bình không nghĩ như vậy, nên nói ta bò đi cũng rất nhanh. Muốn trốn đương nhiên phải sử dụng phương thức nhanh nhất. Ha ha, tìm được câu trả lời này, thiên tài tỏ ra rất đắc ý. Lạc U Nhân nhíu mày, hỏi, không phải ngươi nói rằng ngươi rất mạnh sao? Học chạy trốn từ hồi nào vậy? Hi Bình đứng bật dậy. Giận dữ nói, nàng nghĩ ta như vậy sao? Nếu kẻ truy sát không phải là nữ nhân nàng, lão tử tuyệt không bao giờ chưa đánh đã chạy. Cái đó so với Hoa Tiểu Ba vừa đánh vừa chạy vẫn là mất mặt. Hoàng Hy Bình ta làm như vậy cũng chỉ vì nàng. Nàng còn muốn ta phải làm sao nữa? Lạc U Nhân ngẩng đầu, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Thanh kiếm trong tay nàng tự nhiên hạ xuống, tựa xuống đất. Tay nàng khẽ run lên. Thanh kiếm rơi xuống sàn nhà bật lên một tiếng keng gọn lỏn. Nàng nói, ta không muốn thấy bộ dạng hèn nhát đó của ngươi. Thà ngươi đứng trước mặt ta để ta đâm, không muốn thấy ngươi bỏ đi trốn trước mắt bấy nhiêu người. Hi Bình kinh dị nhìn nàng, nữ nhân này bị làm sao đây, đột nhiên lại nói ra những lời nói thật lòng như vậy. Thiên tài Hoàng Hi Bình hắn sẽ phải đứng lại để nàng dùng kiếm đâm loạn sao? Hắn nói, ý nàng là muốn ta giống những nữ nhân trong kỹ viện. Nằm ra trước mặt nàng để nàng đâm một cái à? Tuy nhiên, nàng phải thấy là vũ khí của nàng không phải là cái thứ đó của nam nhân mà là một thanh kiếm sắc. Liền đó hắn nhận được sự hồi đáp của Lạc U Nhân một trưởng không thương tiếc. Nàng ta nói, người thật đáng ghét. Hi Bình bản thân muốn nổi sùng lên nhưng nghe thấy câu nói này liền nguôi giận, vuốt ve mặt nàng nói, nếu nàng không giết ta, có thể ôn nhu một chút được không? Lạc U Nhân nói. Tại sao trước mặt nhiều người lại làm điều nhục nhã như vậy? Lại cái chuyện cũ rích này nữa, ai? Hi Bình nói, ta mất mặt, có liên can gì tới ngươi? Có vậy mà cũng rối rít lên. Lạc U Nhân nghiêm trang đáp khẽ, đó là việc của ta. Sao? Sao ngươi nói ngươi chính là nam nhân đủ mạnh mẽ để chiếm hữu ta, giờ lại vô dụng như thế? Hi Bình cười nói, thì ra nàng sợ đi theo ta bị mất mặt à? Nàng muốn giữ thể diện cho ta sao? Lạc U Nhân im lặng không phản bác gì cả. Hi Bình lại nói, nàng không giết ta chứ? Lạc U Nhân cúi người xuống muốn nhặt thanh kiếm của nàng lên. Hi Bình liền cúi xuống nắm lấy hai tay nàng, kéo nàng vào lòng, nói, đã bỏ đi rồi thì không cần phải nhặt lại. Cái nàng cần phải tìm lại chính là ta đây chứ không phải thanh kiếm để giết ta. Chẳng thích thú gì khi rất nhiều lần bị nữ nhân vung kiếm đối đầu với ta. Cũng chỉ vì ta đã đắc tội với quá nhiều nữ nhân. Ta chỉ còn cách trốn tránh vì có một số nữ nhân cứ muốn xách kiếm mà đâm vào tim ta, đúng vào tim ta. Rất khó để chống lại họ vì ta vẫn luôn thừa nhận trong lòng mình rằng họ là nữ nhân của ta. Hắn cúi đầu xuống hôn nàng, Lạc U Nhân ngơ ngẩn ngước nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như thiên thần của hắn, mê mê hoặc hoặc tiếp nhận nụ hôn của hắn. Người nàng đột nhiên khẽ run lên, nhớ lại rằng hắn đã từng nói sẽ không hôn nàng nữa. Giờ lại tặng cho nàng một nụ hôn hàm chứa biết bao thâm tình. Nàng nghĩ, tên tiểu sắc ma này quên mất lời thề của mình rồi sao? Nhưng không hiểu tại sao, nàng không hề vì việc hắn không tuân thủ lời thề của mình mà không cao hứng, trái lại còn rất sung sướng. Tuy nàng không muốn thừa nhận sự thật đó nhưng sâu thẳm trong lòng nàng đã thổn thức với nụ hôn này. Vì hạnh phúc, vừa hôn xong, nàng liền hỏi, người hôn ta ư? Hi Bình nói, ta nói những lời này. Những lời chân thành của ta, đó không phải là lời nói giả vờ. Ta muốn nó trở thành là dối trá, thì dĩ nhiên là quá dễ dàng. Ta nhớ ta đã nói sẽ không bao giờ hôn nàng, ta rất hối hận. Ta nhận thấy trước kia ta đã nói dối. Lạc U Nhân đáp, khi nào ngươi mới thật sự chân thực? Hi Bình đáp, đó là khi ta hôn nàng, ta thực sự rất chân thực. Lạc U Nhân đột nhiên giận dữ nói, ta không thích ngươi.
Ta biết, nếu không nàng đã không cầm kiếm đâm ta. Ngươi, Lạc U Nhân nói đến đó thì im lặng. Hy Bình ôm lấy cái thân thể đang run lên nhẹ nhẹ của nàng. Quay đầu nhìn lại căn phòng, đột nhiên hắn nhìn thấy trên bàn đang có một bức họa rất lớn, dường như vẫn còn đang vẽ cái gì đó. Hắn buông nàng ta ra, bước đến xem thử, đột nhiên giật mình, thì ra bức tranh vẽ hắn à. Hắn nhìn hình mình trên mặt bàn, rồi lại quay đầu nhìn bức tranh trên tường. Đột nhiên hắn phát giác hai người trong hai bức họa không ngờ lại trông tương tự như nhau. Ngoại trừ diện mạo tuấn tú của hắn trong bức họa và ánh mắt đầy vẻ nhu tình gợi hắn nhớ đến ánh mắt mà Mộng Tình đã nhìn hắn là những thứ không giống với người thanh niên ở trên tường, còn lại khuôn mặt và thân hình đều rất giống với hắn. Hai bức họa đều mang đến cho hắn cùng một cảm giác, có điều những cái tương tự vẫn chỉ là tương tự mà thôi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Lạc U Nhân nhẹ nhàng bước tới, cuộn bức họa lại. Hy Bình giữ tay nàng lại, chăm chú nhìn nàng hỏi, ta rất giống hắn phải không? Lạc U Nhân gật gật đầu, nhỏ giọng đáp phải. Hy Bình lại hỏi, vậy sao lại vẽ ta? Lạc U Nhân chăm chú nhìn Hy Bình, hai mắt lộ vẻ thống khổ. Hy Bình thở dài một cái nói, nàng vẫn còn yêu hắn. Nàng chẳng thể quên được hắn nên vẽ hình ta để tưởng nhớ đến hắn, coi ta là thế thân của hắn. Có phải không? Lạc U Nhân không đáp, hai mắt đã đong đầy nước mắt. Ta đã làm một việc sai lầm. Chẳng nên dùng sức mạnh để chiếm hữu nàng. Nàng không giống như hoa lôi. Hy Bình bỏ tay nàng ta ra. Nàng ta cũng không cuộn bức họa lại nữa, nghi hoặc hỏi, người đã sai ư? Hy Bình nói cho ta biết, hắn cũng yêu nàng như thế chứ. Lạc U Nhân đột nhiên đau khổ nói, ta không biết, ta không biết. Hy Bình lại ôm lấy thân thể đang run lên bần bật của nàng. Một lúc sau khi nàng dần trở nên bình tĩnh lại trong vòng tay mạnh mẽ của hắn, hắn hỏi, hắn tên là Huyết Ma phải không? Thân thể Lạc U Nhân lại run lên. Hy Bình nhẹ nhàng nói, nếu như hắn yêu nàng mà nàng cũng yêu hắn, vậy nàng hãy hủy hài tử trong bụng đi. Ta thề sẽ đưa hắn trở về trước mặt nàng, để nàng có thể sinh cho hắn một hài tử, để hài tử của nàng có thể mang họ Lâm. Hắn buông nàng ra, đột nhiên nàng không còn sức lực để đứng nổi, ngã ngồi xuống đất. Hai mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hy Bình muốn cúi người đỡ nàng dậy nhưng lại thôi. Hắn đứng thẳng lên, nhìn lại bức họa trên bàn một lúc lâu. Đột nhiên hai tay chụp lấy bức họa, xé tan thành những mảnh vụn rơi tung tóe dưới đất. Chính vào lúc này, Lạc U Nhân bật lên khóc nức nở. Hy Bình đứng lặng một lúc rồi nói, không cần biết sau này nàng có vẽ ta trên giấy hay trong tim, với ta giờ đã không ý nghĩa gì nữa. Khi ta đã muốn nữ nhân nào thì trong lòng ta luôn rất bình thản. Nhưng ta lại không sao bình thản được khi đối mặt với nàng. Có lẽ nàng sẽ không hiểu. Tuy nhiên, vì nàng đã không cần đến tình yêu của ta nên cũng không cần phải nói nhiều với nàng. Ta đã sai khi hủy đi sự thuần khiết của nàng, ta sẽ đền bù cho nàng. Lạc U Nhân khóc lớn nói, ngươi làm sao đền bù cho ta đây? Hy Bình đáp, ta sẽ đưa hắn về bên nàng. Không. Ta không muốn hắn quay lại, ta đã chẳng còn là U Nhân như trước nữa, ta có lỗi với hắn. Hy Bình lạnh nhạt nói, hắn sẽ phải tha thứ và tiếp nhận nàng. Dù gì thì hắn cũng có lỗi với ta, cũng như có lỗi với một nữ nhân rất gần gũi với ta. Ngươi à, Lạc U Nhân ngẩng đầu nhìn Hy Bình, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, giống như hai hạt trân châu đang rơi xuống. Hy Bình nói đi, có điều gì cứ nói đi. Sau này chẳng còn cơ hội đâu, lần này ta rời nơi đây, chẳng biết bao giờ sẽ xuất hiện lại trước mặt nàng. Sao hắn lại có lỗi với ngươi? Lạc U Nhân hỏi. Hy Bình thở dài nói, sau này nàng sẽ biết, có rất nhiều việc nếu chẳng phải đến lúc cuối cùng thì chẳng thể minh bạch được. Lạc U Nhân đột nhiên hỏi, nếu ta không phá bỏ hài tử thì sao? Hy Bình nói, nếu nàng giữ lại đứa con của ta, hắn vĩnh viễn sẽ không thể tiếp nhận nàng. Nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm vợ hắn được, chuyện này ta có thể khẳng định được, nếu nàng muốn làm vợ hắn, chớ bao giờ để đứa trẻ trong bụng nàng hình thành. Chẳng phải nàng đã nói rằng sẽ phá bỏ hài tử mà ta đã cho nàng sao? Đã đến lúc nàng biến lời thề của mình thành sự thật rồi. Ta chưa hề nói vậy, Lạc U Nhân một mực phủ nhận. Đã nói rồi, không nói thêm nữa, nói chung là ta sai, điều đó thì nàng không thể nào phủ nhận chứ. Lạc U Nhân lại im lặng. Nàng im lặng có nghĩa là công nhận những gì Hy Bình nói là đúng.
Hy Bình nói, người nàng đợi là hắn chứ không phải ta. Ngay từ lúc đầu ta đã đến không đúng nơi, ta phải đi đây, mong rằng lần sau trở lại, ta có thể mang hắn đến đây. Kỳ thật cũng không phải chỉ mình nàng muốn gặp hắn, rất nhiều người cũng muốn gặp hắn. Ở cái thế giới này có không ít người không quên được hắn. Nói xong hắn ra khỏi phòng rồi rời khỏi U Liên Trai. Lạc U Nhân cứ đứng nhìn mãi ra phía ngoài cửa, mãi đến khi nước mắt thấm ướt hết vạt áo trước ngực, nàng mới đờ đẫn, thẩn thờ tiến đến trước giường, lao mình xuống giường nức nở. Sau đó rút từ dưới gối ra một mảnh vải đã từng bị Hy Bình xé rách, trên đó còn vết máu trinh tiết của nàng. Nàng run rẩy cầm mảnh vải dính máu rồi ôm nó vào lòng, thì thầm với chính mình, người ta đang đợi là ai? Người ta chờ đợi thật ra là ai? Là ai? Một nam nhân đã từng nói với nàng, U Nhân, ngày mai ta sẽ trở lại để gặp nàng. Một nam nhân khác vừa mới đây nói, ta sẽ đền bù cho nàng. Người cũ thì chưa quay lại để gặp nàng dù không ít ngày mai đã đi qua. Mái tóc đen của nàng đã trở nên bạc trắng mà người ấy vẫn chưa quay trở lại. Làm sao người kia đền bù đây? Vừa mới nghĩ đến việc Hy Bình đã nói sẽ đền bù, trái tim nàng lại nhói đau. Nàng đưa tấm vải dính máu lên miệng mà cắn, mà xé. Đình Lập ở phía tây, tựa lưng vào Long Thành là một đại trấn với những cảnh sắc vốn nức tiếng gần xa, Gia Lăng trấn. Trong số đó, nổi tiếng hơn cả vẫn là đỉnh Vu Sơn. Nhưng vì sao mà nơi đây lại đỉnh đỉnh đại danh, người người biết đến như vậy? Đó vẫn là một câu hỏi mà chẳng mấy ai có thể trả lời. Dân gian kháo nhau rằng, phàm là nơi nào vốn càng hoang dã kỳ bí thì lại càng được thiên hạ biết đến. Có lẽ việc thích thú trước những điều kỳ bí đã trở thành bản tính của con người. Chính vì hiếu kỳ nên người ta mới tìm đến đây mà nghiên cứu khảo sát, để rồi khi không thể tìm ra được bất cứ một điều gì mới mẻ ở cái vùng đất kỳ diệu này, sẽ càng kích thích khiến cho những người khác lòng hiếu kỳ lại càng tăng thêm. Một truyền 10, 10 đồn trăm, nơi đây tự nhiên bỗng trở thành một thắng cảnh danh tiếng. Kỳ thật Phù Sơn cũng chẳng có gì đáng gọi là hấp dẫn cả. Bất quá chỉ là những dãy núi đan xen vào nhau gây ấn tượng mạnh đập vào mắt du khách. Tuy nhiên cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, khi ánh trăng đêm quyện mình vào làn vân vụ sương khói bao quanh núi sẽ tạo cho sơn phong thực sự trở nên mê hoặc, khiến cho biết bao ánh mắt của phàm nhân từng phải mê say. Có lẽ đám vân vụ phần lớn lan tỏa sang bên dòng sông phía trước này là nguyên nhân chính, tạo ra cái tên cũng không kém phần kỳ bí của dòng sông này, Mê Giang. Những người đặt tên cho nó kể ra cũng thực lạ kỳ. Nhìn đám sương mù vân vụ bao quanh sông núi mà tiện thể đặt ngay cái tên Mê Giang, nếu lỡ nhánh sông này thuộc về dòng Trường Giang, thì há chẳng phải là sẽ phải đổi cả cái tên Trường Giang ư? Hoặc ví như bị bùn đất ngăn chặn, thì phải gọi thế nào đây, chả lẽ lại là Thổ Giang hay? Gia Lăng trấn tọa lạc ở phía trước Mê Giang, lắm lúc vân vụ khói sương lan tỏa ra cả mảng trời phía trên trấn, càng làm cho trấn này tăng thêm màu sắc huyền bí, có người nhân thế mà nói đùa. Sương mù dày đặc như vậy, sinh hoạt tại đó chắc cả đời chẳng bao giờ có cảnh thiếu nước dùng. Đối với cá nhân Hoàng Hy Bình mà nói, hắn thật không nguyện ý đến đây sinh hoạt chút nào. Lần đầu tiên đến đây, hắn chỉ còn biết than, thật là không may mắn. Nhưng đám nữ nhân thì ngược lại, cực thích nơi đây, bởi vì với họ chỉ đến nơi này mới thực sự được biết thế nào là cái cảnh không khí lãng mạn tràn đầy. Ngay cả Tiểu Ách Ba, Tiểu Thủy Tiên, Tiểu Điều Nhi, Độc Cô Thi cũng đều yêu mến cái danh trấn với mê vụ huyền bí này. Lần này, ngoại trừ những nữ nhân đang hoài thai, số còn lại hầu như đều theo Hy Bình đến đây. Đương nhiên, Thi Nhu Vân vẫn chưa trở thành nữ nhân của hắn, chỉ có điều, nàng bản thân từng phát thệ nói là sẽ luôn theo đuổi hắn để tìm cơ hội báo thù. Cứ mỗi khi nàng ta nói điều này với Vưu Túy, thì Vưu Túy lại chỉ cười hàm tiếu. Trong số những nữ nhân lần này theo đến đây, có 4 người thuộc về Hy Bình. Đó là không tính đến Tiểu Nguyệt, bởi vì mối quan hệ không bình thường giữa hắn và Tiểu Nguyệt cũng tựa như đám mê vụ kia, chưa thể nào khai sáng minh bạch được, hắn cũng không ngu đến nỗi tự mình đi vạch đám mây mù đó ra cho thiên hạ coi đằng sau có ẩn giấu cái gì. Thiên tài Hoàng Hy Bình hắn tuyệt đối không tự tay làm cái việc ngu ngốc này. Tại đây, chỉ có nữ nhân của tứ cẩu là chiếm tối đa. Hắc hắc, nghĩ tứ cẩu hắn là loại người nào đây? Nhất đại phong lưu cẩu trùng tử. Tự nhiên phải có một đống các mỹ nữ xinh đẹp vây quanh rồi. Lãng Vô Tâm bản thân cũng không muốn đến, có lẽ là tại Lạc Thiên lừa hắn tới đây. Lạc Thiên gần đây cũng chỉ nói với hắn vài câu, sư huynh, dạo này không còn có hứng thú đối với mỹ nữ nữa sao? Lãng Vô Tâm đương nhiên không phải là đối với mỹ nữ không còn hứng thú, chỉ là hắn hiện đang mơ tưởng đến Thái Âm Thánh Nữ,
Luận về sự phong lưu, Lãng Vô Tâm luôn nói là mình chẳng bao giờ có ý đó, đâu có thể làm những việc mất thể diện như vậy được. Hắn thà liếm mông nữ nhân, còn hơn là đi xỏ nhầm giày của người khác. Lạc Thiên tự nhiên minh bạch cái cá tính này của hắn, nên mới dùng cái mông của Thái Âm Thánh Nữ để lừa hắn. Kỳ thực, đôi mông trắng muốt này thật là hoàn mỹ, ai mà từng được thử qua một lần, có lẽ cả đời sẽ chẳng thể quên được. Sau khi nghe được tin Thái Âm giáo tiến hành xâm nhập, Lạc Thiên lập tức tổ chức nhân thủ, các đại môn phái cũng phái người tình nguyện tới, những kẻ vô môn vô phái thì không cần phải đến, chờ mệnh lệnh từ phía lãnh tụ của Võ Lâm Minh Chủ. Có điều thật tức cười là đám lãnh tụ này lại phân ra thành tứ phái, Võ Lâm Tứ Đại Gia, Minh Nguyệt Phong, Đại Địa Minh, Quyền Hành và tám nhân thủ tự hợp thành nhất phái. Thật ra ngay đến cả Thiểu Lâm, Võ Đăng và một số các danh môn chính phái khác vẫn luôn đi theo Minh Nguyệt Phong mà thôi. Chấm. Bốn phái này tụ hợp lại thành một quần thể, nhân số tổng cộng lên tới 1.000 người, lấy ra Lăng Trấn làm trung tâm, vì không tìm được nơi nào tốt hơn, nên tất cả bang chúng đành phân tán xung quanh, khi nào cần đến thì triệu hồi tập hợp. Cái đám Võ Lâm chính đạo nhân si ám muội tụ hội tại Gia Lăng Trấn đó thì khỏi phải nói, mồm thì luôn miệng phát ra những lời lẽ thanh cao, ngoài mặt thì giả như chẳng bao giờ làm chuyên gì đồi bại, nhưng dám cá là khối kẻ hiện đang du hí ở các lầu xanh. Chấm. Đại Địa Minh trước đó đã bao thầu toàn bộ một tòa đại trang viên nằm ở phía bắc Gia Lăng Trấn, lại còn bỏ ra 3 ngày trời để chỉnh tu lại cho đàng hoàng tử tế, sau đó mới thỉnh Minh Nguyệt Phong và Quyền Hành, hai phái đứng đầu bao gồm những nhân vật trọng yếu, vào tạm trú, còn Võ Lâm Tứ Đại Gia thì bị bỏ lại bên ngoài. Điều này cũng khiến cho rất nhiều nhân thủ của Võ Lâm Tứ Đại Gia vô cùng tức tối, cho nên họ thề quyết không ở gần cái gọi là Bắc Lăng Trang đó, mà lại rời sang trú tạm ở một khu nhà dân nằm phía sau. Khu nhà dân này chỉ rộng khoảng chừng 700.800 thước vuông, có vẻ như là quá nhỏ cho hơn 200 người đến ở, họ cũng liên tục phái từng nhóm khất cái vào Gia Lăng Trấn xin ăn. Điều này quả thật cũng làm nhẹ bớt gánh nặng cho tứ đại Võ Lâm thế gia, bởi trong số họ cũng đã có hơn 100 khất cái tất cả được an bài khất thực tại Long Thành, Nhược Bằng mà có tổng động viên toàn bộ, e rằng số khất cái sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Là cái bang tân bang chủ đương nhiệm Tứ Cẩu cũng tỏ ra rất sáng suốt, thấy được tình hình Long Thành lúc này, nên tiện cho đại đa số đám khất cái lưu tại đó, chỉ có một số ít lưu lạc xung quanh mà thôi. Đương nhiên, trước tình thế đó, võ sĩ của Võ Lâm Tứ Đại Thế Gia cũng đành phải tìm cách lưu lại Long Thành. Sau đó, Tứ Đại Phái đành phải tạm trú tại một biệt viện với khoảng sân rộng, viện thì ở phía trước, còn sân thì nằm phía sau. Tứ Đại Võ Lâm Thế Gia mỗi khi nghĩ lại thời điểm ban đầu khi mới đặt chân đến Long Thành, dường như họ đã bị Đại Địa Minh chơi xỏ, chúng thì ở nhà lớn phía trước, trong khi họ thì bị bố trí ở dãy nhà nhỏ phía sau, vậy có khác nào phải ngắm mông mà ngửi giấm thối của Đại Địa Minh. Thật ức không chịu được. Nhưng, giờ đây không cần quan tâm là thế nào nữa, họ đã có được chỗ này, có thể dựng được lều trên sân rộng, quả thực còn tốt hơn gấp trăm lần so với việc phải ngắm mông người ta. Đương nhiên, lúc này tâm lý ai cũng thắc mắc chung một vấn đề, là làm cách nào để tìm người đây? Phải à, làm cách nào đây? Trấn này không chỉ phồn vinh mà lại còn vô cùng rộng rãi, người sống ở đây vô số, không biết Thái Âm giáo cùng giáo đồ thì tọa lạc ở đâu. Đã đến đây từ hơn 3 ngày trước, trong thời gian này, Đại Địa Minh vừa tranh thủ kiến tạo lại trang viện, lại vừa chăm chú quan sát mối quan hệ giữa các bên, kể cả giữa Minh Nguyệt Phong và các phái, đồng thời tìm cách tạo lập mối giao hảo tốt đối với họ, thêm nữa là tỏ ra lạnh nhạt đối với Võ Lâm Tứ Đại Gia. Bên cạnh đó còn tấn công các nữ giáo chúng của Thái Âm giáo, tựa hồ như là sợ họ mọc rễ ở đây sẽ gây khó khăn vậy. Các cao thủ từ Tứ Đại Võ Lâm Thế Gia đều minh bạch một điều rằng, Đại Địa Minh thực ra cũng chỉ dám khoe mẽ đàn áp đối với họ, chứ luận về tài lực, chúng chắc gì đã sánh được với Trường Xuân Đường. Cho nên cũng có nhiều kẻ tính đến việc nếu xui được Hoa Tiểu Ba quay về lấy tiền thì họ có thể sẽ xây dựng được một trang viện còn chắc chắn và huy hoàng hơn cả Bắc Lăng Trang, thậm chí xây luôn trước mặt chúng, hắc hắc, xem chúng sẽ lồng lộn lên như thế nào. Hoa Tiểu Ba thực sự bị điều này làm cho vô cùng khó xử, hắn luôn phải thanh minh là vì còn đang chưa đủ tuổi vị thành niên, nên chưa được phép kế thừa tài sản của Hoa gia. Do bị o ép quá, khiến hắn không tự chủ được mới phun ra những lời như vậy, tên này chẳng lẽ lại không sợ lão bà của hắn nghe được hay sao? Ngắn gọn, Hy Bình dùng mũ chỉ sơn, Tứ Cẩu thì xài cẩu chảo, Triệu Tử Huy với Uy Hách Quyền cùng một lúc đánh hắn, hắn nhiều lần thoát được nhưng lần này quả là chỉ còn cách chịu trận thôi, đúng là xui xẻo.
Đối với Hy Bình thì việc xui xẻo nhất chính là Triệu Tử Hào đem lão bà của hắn đi theo, mỗi ngày đi ra đi vào, đều cố ý ôm cái đứa con béo phì đó, miệng thì lẩm nhẩm con, sau này ngươi cố gắng học vào, đừng có giống như kẻ khác. Làm ta không dám nhìn nhận, Hy Bình mỗi lần nghe cô ta làm nhảm như vây, lòng không khỏi thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, dạng hắn biến thành đứa bé đó nũng nịu ngậm vú mẹ vậy. Cho nên ngày nào hắn cũng chỉ muốn đi ra ngoài, chủ yếu là để tránh không phải gặp Hoa Tiếu Thiến, cứ mỗi lần chỉ vào tên nhóc đó thực ra là đang dạy đời hắn. Hôm nay cũng giống như vậy, đã đến Gia Lăng trấn này hơn 4 ngày rồi, hắn lại dậy từ sớm đi chạy, bình thường thì hay đem Thủy Tiên và Đỗ Quyên theo, nhưng lần này thì đơn thương độc mã, khi hắn từ chỗ các nữ nhân chạy ra ngoài, tam nữ ở lại trong phòng chỉ còn biết chống cằm nhìn mà không muốn cử động nhiều đêm qua thực khiến cho các nàng vô cùng mệt. Mọi ngày thì vô sự, nhưng hôm nay Đại Địa Minh lại triệu kiến muốn gặp mọi người bàn về chuyện truy tầm nơi tàng ẩn của Thái Âm giáo giáo đồ tại Gia Lăng trấn này. Đại Địa Minh tuy lòng rất muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề, nhưng trong việc này còn có nhiều người khác can dự, Lạc Thiên mới tính là phải khiến cho Võ Lâm Tứ Đại gia ngập đầu bàn bạc công việc cùng với mọi người, bằng không, với thực lực của họ có khi lại gây thêm rắc rối cho Đại Địa Minh, thì hắn làm sao có thể còn thời gian rảnh rỗi mà đánh Thái Âm giáo. Buổi sáng sau khi tại Đại Địa Minh tranh cãi mà không có kết quả xong, Hy Bình bị Lạc U Nhi kéo vào trong khuê phòng ở phía sau, sự tình có biến chuyển. Lạc Hùng đã an bài để ba cao thủ có thể nói là ngang bằng với Hy Bình hắn, đợi sẵn ở đó để đàm phán tiếp là Lạc Thiên, Mộng Hương và Quyền Hành. Còn về phía Hy Bình, căn bản không có quyền lực gì, nhưng ai cũng biết, trong cái nhóm cao thủ tứ đại gia đó, ai cũng coi Hy Bình là người đứng đầu, tiếp quản quyền vị từ Hoàng Đại Hải, chân chính đương đương thiên tài Hoàng Hy Bình. Thế cho nên, không ai muốn qua mặt Hy Bình, chúng nhân nhất quyết phải bàn bạc với hắn cùng các nhân vật có thân phận. Thương lượng những việc như tìm nơi ẩn náu của Thái Âm giáo, hay sau đó thì tấn công ra làm sao. Ngoài ra, họ vẫn còn chưa biết nơi tọa lạc của Thái Âm giáo nằm ở đâu đây. Mặc dù Gia Lăng trấn nằm ở tít tận phía Tây, tên tuổi lại luôn bị sự nổi tiếng của dòng Mê Giang che phủ, tuy nhiên qua việc một số người luôn truyền miệng nhau sự so sánh giữa Bắc Lăng Trang với Đại Trang Viện của Tứ Đại Võ Lâm Thế Gia, một trang viện có chu vi hơn 2.000 thước vuông, khuôn viên lại chứa đựng tới 5-6 phân viên nhỏ, cho nên, việc địa danh này đột xuất được nhắc tới cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả. Tại Gia Lăng trấn có một tòa trang viện trông vô cùng thanh nhã, nghe nói đã từng trải qua gần 10 năm lịch sử. Chủ nhân của tòa trang viện này là một quả phụ đã hơn 30 tuổi, hoặc cũng có thể gọi là quý phụ bởi vì bà ta rất giàu có, cho nên ở Gia Lăng trấn có không biết bao tráng nam, mãnh nam và các phong lưu công tử ôm mộng được trở thành tình phu hoặc xa hơn nữa là có thể trở thành đấng trượng phu của bà. Nhưng nhiều năm trở lại đây, chẳng hiểu sao lại không hề thấy quả phụ ấy kiếm tìm tình phu hay trượng phu nữa. Cái trang viện đó có danh vị là Thanh Tâm Viện, nhưng cư dân ở đây thì lại quen gọi nó với một cái tên khác là Quả Phụ Ốc. Trong Quả Phụ Ốc, người hầu kẻ hạ tính ra cũng không phải là ít, cao có thấp có, già có trẻ có, nam nam nữ nữ cộng lại cũng phải đến 50-60 người. Khi Đại Địa Minh mới đặt chân đến đây, đương nhiên là cũng có điều tra qua trang viện này. Ban đầu thì cũng hoài nghi rằng Thái Âm giáo ẩn cư tại đây, nhưng sau khi đã dò la thăm hỏi kỹ càng, thì nghe nói rằng trang viên này lâu nay vốn không có đón tiếp người lạ, nên họ cũng không thèm ngó tới nó nữa. Hy Bình trung quy hiện tại cũng đã có ý với quả phụ này, nhưng quả phụ thì mãi vẫn cứ là quả phụ, họ ngoài mặt luôn tìm đủ mọi cớ để làm ra vẻ chán ghét những nam nhân tuấn tú, cái cảm giác chỉ có thể nhìn mà không làm gì được khiến hắn đôi khi hận không thể lao đến ngấu nghiến, xé nát y phục của bọn họ. Để xem họ có còn dám khinh thường nam nhân nữa hay không. Hoa Tiểu Ba lên tiếng, nhất định là do cái tên trưởng phu ác tâm vô tích sự kia chết sớm đã lưu lại cho bà ta toàn những ký ức thống khổ, cho nên mới không thèm nam nhân nữa. Như quả bà ta mà đối diện với Hoa Tiểu Ba ta, thì nhất định sẽ hiểu được rằng nam nhân trong thiên hạ quả là những động vật cực kỳ khả ái. Lời vừa mới nói xong, hắn lập tức cảm thấy một ánh mắt như có thể nghiền nát hắn phát ra từ phía Hy Bình. Cộng với ngũ chỉ cứ như luôn dập dờn trên thiên linh cái, Hoa Tiểu Ba tức thì chuyển qua giọng nịnh nọt, như quả mà bà ta gặp gỡ tỷ phu từ trước thì nhất định sẽ không bao giờ có thể trở thành quả phụ được. Hy Bình trở nên hiếu kỳ, bèn thu tay lại hỏi, tại sao? Hoa Tiểu Ba giải thích, vì khi nàng ta trở về âm gian, nhất định sẽ gặp được tỷ phu đã chết ở đó đợi sẵn rồi. Ái ra, Hoa Tiểu Ba, người muốn nguyền rủa ta chết sớm hả? Không phải như thế. Ý của đệ là,
tỷ phu thực sự có sức hấp dẫn rất lớn đối với họ, cho nên nếu nhỡ tỷ phu mà có xuống đó thì các vị tỷ tỷ nhất định cũng sẽ tự sát để được xuống đó bầu bạn cùng tỷ phu thôi. Ôi, đau quá! Hoa tiểu ba dù có là thông linh cái thì tối chung cũng bị quyền vương đánh cho tơi tả, y như rằng bị thiên tài quyền vương phát tiết gõ một phát lên đầu hắn. Sau đó Hy Bình nhìn về phía trang viện mà phát thệ, con mụ kia, dù ngươi có không muốn gặp ta, ta cũng nhất định phải vào tương kiến với ngươi. Đừng tưởng có tường cao mà ta không thể vào được, ta sẽ về kiếm một cái thang khác còn cao hơn. Tỷ phu, huynh không biết sử dụng khinh công sao? Ngươi mà còn nói thêm câu nữa, ta sẽ cắt cái đầu ngươi xuống để mổ xẻ ra xem não ngươi có phải đã biến thành óc chư rồi hay không. Khinh công, dám nói rèm pha một thiên tài như hắn không biết sử dụng khinh công, thật là chẳng biết gì cả. Hắn chạy nhanh đến ngựa cũng không bằng, cần gì cái thứ ấy. Nhưng hắn nhảy lên thì không được cao cho lắm, trừ những thứ không cao hơn chiều cao của mẹ hắn, còn lại tất cả những cái khác thì đều phải dùng thang. Phải a, con người dùng thang đương nhiên là để trèo lên cao một cách dễ dàng, nhẹ nhàng và thoải mái. Thật là một phát minh thiên tài. Hoa tiểu ba quả thực không hiểu cái ý tưởng này, không những hắn không minh bạch, mà toàn bộ những người ở đó cũng không minh bạch, chỉ biết là khi Hy Bình sắp sửa quay về thì họ cũng lập tức quay về theo thôi. Sau khi đã quay trở về, không hiểu là có ý tưởng mới mẻ gì mà hắn lại hộc tốc chạy về phía hậu diện của Bắc Lăng Trang. Hy Bình không biết là từ bao giờ lại nghiện viết chữ, sau khi hạ cái môn bài của Lăng Gia Trang xuống đương nhiên là phải dùng thang rồi lại treo cái môn bài mới do hắn viết lên. Cái môn bài này thực ra là một mảnh gỗ mục được ghép lại, trên đó được hắn viết 5 chữ ta đạp vào mông ngươi. Chữ của hắn tuy không đẹp cho lắm, nhưng ý tứ của câu đó thì thực là rõ ràng. Hắn nghĩ không ai có cái hứng thú sống ở hậu viện cả, sở dĩ hắn muốn treo cái môn bài tại đây, để hàng ngày đạp mông người khác cho đỡ tức, trừ tứ cẩu và hoa tiểu ba tán dương cái môn bài treo ở đó thật tốt ra, còn lại ai ai cũng lắc đầu. Sau khi đám người Bắc Lăng Trang biết được tin đó, thì gọi đều võ lâm tứ đại gia là mao xí, nhà cầu, những điều đó khiến cho đôi bên lại một trận đấu khẩu cãi nhau ầm ĩ. Cuối cùng thiên tài Hoàng Hy Binh đột nhiên phát hiện mình đúng là cần phải đi cầu thật sự. Nên không muốn tranh cãi nhiều mà chỉ muốn mau mau giải quyết cãi lộn để nhanh chóng chuồn đi. Vào lúc này, cuộc đối thoại kinh điển của hắn, đến tận mấy trăm năm sau đã trở nên vô cùng nổi tiếng. Lạc Thiên, con mẹ ngươi tưởng ta không dẫm đạp ngươi xuống hố cứt được ư? Ngươi tự phụ cho rằng mình có khả năng đó ư? Ta sao không làm được, ngay bây giờ ta sẽ ném ngươi xuống hố cho ngươi tắm phân chó, ném phân vào mặt ngươi. Đừng có cản ta, Đại Hải. Lôi Long, Triệu Tử Hào, ba cái tên hỗn đản này, mau thả ta ra. Ta phải đi tháo cống ngay bây giờ, khó chịu quá rồi. Ta sắp không chịu đựng được nữa, nhanh lên. Ba người lập tức thả hắn ra, rồi trông theo bóng hắn phóng như bay về phía nhà xí. Tới khi hắn vào nhà xí xong, lúc chạy ra thì đã không thấy Lạc Thiên đâu cả, chắc chắn cái tên Lạc Thiên này sợ hắn làm thật nên chạy trốn đây mà. Hắn trong lòng cảm thấy hỉ hả. Thay vì vào gặp bốn mỹ nhân và tiểu nguyệt thì hắn lại quay về Gia Lăng Trấn chơi bời, nhưng Gia Lăng Trấn thì cực kỳ rộng lớn, tuyệt đối không thể dùng bước chân để đo đếm được, hắn rốt cuộc lượn lờ hết 2 ngày, đi đến khi chán thì thôi. Đặc biệt mỗi lần khi hắn đi ngang qua quả phụ ốc, thì tâm lý cứ như có một cái nút buộc cần phải mở, cuối cùng quyết tâm nhất định phải lẻn vào trong xem thế nào cho hết tò mò trong lòng. Vào sáng sớm hôm sau, hắn hạ quyết tâm hành động. Đêm hôm qua hắn đại chiến tam nữ, đến khi tỉnh dậy thì họ vẫn còn đang ngủ chết mê chết mệt cũng may, chứ không mà họ còn thức, chắc chắn sẽ rủ Thi Nhu Vân và Tiểu Nguyệt đi cùng làm cản tay cản chân hắn. Hắn quyết định lần này phải hành động bí mật, không thể kể cho các nàng biết được, thân là thiên tài như hắn thì làm cái gì mà chẳng được, nhưng nữ nhân thì làm sao như thế được. Khi xung quanh sương mù vẫn còn dày đặc, thì binh bí mật lẻn về phía hậu viện của quả phụ ốc. Đó là nơi đối diện với dòng mê giang, trên vai hắn là một cái thang dài đến gần 7 thước mà tối hôm qua mới làm được. Dựa tạm cái thang vào tường viện của quả phụ ốc, hắn đắc ý cười, đừng có tưởng ta chỉ biết đánh nhau thôi, hê hê, ta còn nhiều bản sự khác mà không ai có thể biết, cái thang này ta đóng ra vừa cao lại vừa chắc, hắc hắc. Nhìn quanh bốn phía không có người, dựa cái thang vào mái tường quả phụ ốc, hắn nhìn đông nhìn tây xem có chỗ nào thật thích hợp để dựa thang vào để trèo lên không. Vì cái tường này chính là ranh giới ngăn cách bên ngoài với phòng ốc bên trong, quan sát tình hình chắc chắn, hắn nhẹ nhàng từng bước nhanh chóng trèo lên suýt chút nữa thì bị đám mảnh sành trên bờ tường làm xước.
Cũng may Hy Bình da thịt rất dày, nên không sợ đám mảnh sành đó, thuận tay liền đập nát cái đám chướng ngại vật đáng ghét ấy, giả như lúc đó mà có ai đến gần thì chắc sẽ nghe được tiếng sành bị đập vỡ. Ngồi trên bức tường ở chỗ vừa dọn gọn gàng đó, hắn phóng mắt nhìn bốn hướng, định để cái thang ở đó, nhưng lại thấy khoảng cách giữa bức tường và cái phòng gần đó chỉ cách nhau có khoảng 2 thước thôi. Hắn mà biết thi triển khinh công cao siêu thì chỉ vèo cái là qua ngay. Ta nghĩ ra rồi, Hy Bình làm nhảm tự thoại, nước bọt bắn tứ tung, khệ nệ bê cái thang lại, kê tựa chắc chắn vào giữa bức tường và mái nhà. Cái tường này cao khoảng 5 thước, khoảng cách từ đất tính lên mái nhà cũng chỉ khoảng 6 thước thôi, đại khái cũng cao, vì cái thang này chủ yếu là làm để trèo, nên để cho an toàn, hắn xoay dựa vào hai bên cho thật chắc chắn chỉ sợ cái mái đó không chịu được trọng lực mà vỡ ra thôi. Nhưng Hy Bình thì không lo lắm, công lực của hắn không tệ mà khinh công cũng có chút thành tựu, cho nên thân thể tuy có to lớn, nhưng lúc này có thể trở nên nhẹ nhàng hơn. Chuẩn bị xong xuôi, hắn bắt đầu leo qua. Hắc hắc, mông vừa rời khỏi tường, hắn chợt nghe một tiếng xé vải xoẹt, thiên tài hoảng kinh, nguyên lai là bên trái hắn mắc vào đám mảnh chai mảnh sành, trong khi hắn khởi động đã kéo xẻ cái quần của hắn ra làm đôi, thật là xui hết mức mà, trong thâm tâm hắn lại tự an ủi mình. Thôi nhờ đó mà lại có quần mới để mặc. Cho nên hắn lại tiếp tục di chuyển tiếp, lúc này vừa mới sáng sớm tinh mơ, phần lớn mọi người ở trong viện còn đang say giấc nồng, nên không thể có ai nghe được những thanh âm kỳ lạ ở trên mái được, mà nếu có nghe được, thì cũng mơ mơ màng màng cho là con mèo hoang nào đó lại chạy rông trên mái. Hy Bình đưa mắt chăm chú kiểm tra mái ngói, quan sát chán chê, thấy các mái ngói trông rộng rãi, làm từ vật liệu tốt. Hắn leo trèo qua lại mà không thấy vỡ ngay lập tức, khiến hắn tự phụ tự khen mình khinh công thật cái thế a. Ngồi trên mái ngói, hắn bắt đầu nghĩ tới việc cất giấu cái thang chứ cứ để thế này thì cũng không ổn, mà nếu hạ xuống, nhớ có ai nhìn thấy lại đem đi mất thì sao, thật là không ổn, làm sao đây? Hắn trong đầu bỗng nhiên vì việc này mà căng ra suy nghĩ, óc thiên tài nghĩ đủ cách nhưng chung quy vẫn chưa tìm ra được đáp án, cảm thấy hơi mệt, hắn liền ngả lưng xuống mái nằm. Thấy thoải mái, nghĩ chắc là tại hôm qua hắn ngủ không được nhiều. Thế nào mà chốc lát hắn vô tâm ngủ thật, đang mơ mơ màng màng, hắn chợt nghe tiếng thiếu nữ cười nhẹ, giật mình tỉnh lại, tự hỏi, hay là lão tử ta đang mơ? Sau khi nghe ngóng thấy thực sự quả là có tiếng cười từ phía dưới mái ngói vọng lên. Hy Bình sắc tâm chợt hứng khởi, lập tức biến ngay thành thiên tài sắc lang, tưởng tượng cảnh sắc bên dưới, bởi vì hắn vừa nghe thấy có tiếng nước khuấy động từ đó phát ra. Lập tức chú tâm lắng nghe cuộc đối thoại. Tiểu thư, sao sáng nào cũng phải tắm vậy? Lam Ngọc, người đã kiểm tra xung quanh đây chưa? Tiểu thư còn chưa trả lời muội mà. Ta cũng không biết nữa. Thanh âm này cực kỳ điềm mỹ, ẩn chứa bên trong một khí chất cao quý, chắc chắn là từ miệng nàng tiểu thư này phát ra. Chắc là để bảo trì thân thể thánh khiết của tiểu thư. Thanh âm của một nữ nhân khác vang lên. Nàng tiểu thư đó đột nhiên phát ra âm thanh kiều mị thành tiếng kêu, a, Tử Ngọc, người đừng dùng lực xoa mạnh quá, làm ta đau. Nằm trên mái nhà nghe trộm, Hy Bình tủm tỉm cười, hắn lúc này đã nhích người lên một chút ít, nghiền cổ cố nhìn toàn bộ quang cảnh phía dưới. Cái phòng này quả thực là rất rộng, đáng tiếc là hắn nhòm qua khe ngói chỉ thấy được một phần, nền nhà được lát toàn ngọc bích thuần khiết, bao trùm một phạm vi khoảng 20 thước vuông, tường thì lát bằng sứ thượng hạng trắng tinh thanh cao trang nhã. Hướng tầm mắt sang một chút là một ô cửa sổ nhỏ màu lam, phía bên trái cửa là cái giá để đồ, trên đó có treo 5 bộ áo khoác sau khi tắm với 5 màu khác nhau. Cửa chính thì nằm phía bên phải, đại khái cách đó ước chừng khoảng vài thước là một cái bồn tắm trông thật lộng lẫy xa hoa. Dục trì này cũng được xây lát bằng sứ trắng tinh thuần, có lẽ cũng sâu khoảng 2 thước, gần đó có một vòi nước đẹp đẽ xả nước nóng ấm xuống dưới, hơi nước lan tỏa ra khắp phòng, phảng phất ánh sáng của ngọc bích. Trông thật huyền hoặc đến mê người. Giữa khung cảnh mê hoặc ấy, năm thiếu nữ không một mảnh vải che thân đang đứng ở giữa bồn tắm. Hy Bình chăm chú nhìn thiếu nữ đứng một mình giữa bốn nữ nhân kia ở ngay phía dưới hắn, nàng ta để cho thiếu nữ có cái tên Tử Ngọc đứng phía trước lau rửa đôi nhũ phong thánh khiết của mình, đôi nhũ phong đầy dụ hoặc này có vẻ như rất mẫn cảm, khi nước ấm nóng dội lên, mặc dù Tử Ngọc kỳ cọ rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến nàng ta phải khẽ rên lên. Vì hơi nước cũng như khoảng cách ở khá xa nên hắn không nhìn rõ được khuôn mặt của các nữ nhân đó, nhưng có thể khẳng định họ chắc chắn là mỹ nữ, nhất là mỹ nhân đứng ở giữa thì nổi trội hơn cả. Bốn nàng còn lại lần lượt giúp tiểu thư tắm gội các chỗ khác.
Thì bình một khi không gặp phải mỹ nữ thì thôi, khả năng kiềm chế cũng lớn, không đến nỗi nước bọt chảy tùm lum. Trước kia nhìn bảy thiếu nữ tắm hắn đã chảy cả máu mũi, giờ phút này thì thực sự là không chỉ nước dãi chảy tung tóe nữa, mà thực sự là vô thanh vô tức chảy thành dòng. Trong phòng lúc này năm thiếu nữ chợt kinh ngạc, ngước đầu nhìn lên, dòng nước dãi xảo hợp thế nào lại chảy đúng ngay vào cái miệng nhỏ xinh xinh của nàng, đột xuất quá khiến nàng ta không kịp phản ứng gì cả, nuốt trôi xuống bụng. Bị phát giác, Hy Bình đại kinh. Đám nữ nhân xấu hổ thẹn thùng la hét om tỏi, lúc này hắn muốn đứng dậy trốn đi, nào ngờ chỗ hắn đứng lại là chỗ yếu nhất của cái mái, nên vừa đứng thẳng người dậy thì chỗ mái ngói đó bỗng sập xuống, khiến hắn bất thình lình rơi xuống dưới. Hy Bình tâm tưởng, chuyến này xảo tiếu thế nào nhất định cũng bị nữ nhân cưỡng gian thê thảm. Lần cưỡng gian này chắc mãnh liệt lắm đây. Bùm, thanh âm của một vật nặng đập vào nước vang lên, thiên tài Hoàng Hy Bình hắn rơi tòm vào trong bồn tắm, khiến cho nước bắn tung tóe khắp phòng, năm thiếu nữ mình không mảnh vải che thân kêu trời kêu đất, do quá bất ngờ nên không biết phải trốn vào đâu. Từng đóa hoa nước bay lên rồi ào ào đổ xuống. Ngũ nữ hiểm tay che ngư xê ngây ngô nhìn chằm chằm vào nam nhân phía trong bồn, nhìn khí thế cao lớn hùng dũng của hắn, thân thể cường tráng ẩn hiện do nước làm ướt hết quần áo, bám chặt vào lớp da của hắn, khiến từ thân thể đó toát lên một vẻ tiêu sái tuấn tú, cường tráng nam nhi nhất thời. Lắc đầu thật mạnh rũ đi những giọt nước bám trên tóc, hắn từ trong bồn nhìn ra xung quanh, rồi cười trêu đùa năm mỹ nhân đang nhìn về phía hắn, mắt thì như dán chặt vào thân hình của nàng tiểu thư xinh đẹp đó. Đại đảm dâm tặc, ngũ nữ đồng thanh chu chéo. Ta thật có dâm, nhưng nhất định không phải tặc. A, một thanh âm kinh hãi từ miệng của Hy Bình phát ra, nước trong bồn bắn lên dữ dội ra xung quanh, nguyên do là cái cô nàng tiểu thư đang che ngực kia đột nhiên song trưởng hướng tới hắn phát kình. Hy Bình chẳng kịp có mốt khác nào để nhân định tình thế thì trưởng kình đã phóng tới mãnh liệt chấn thẳng vào ngực hắn, đánh hắn từ trong bồn nước bay bật ra phía sau. Thấy hắn bỏ chạy. Đám nữ nhân gần như cùng lúc chạy nhanh về phía để quần áo, lấy vội cái áo tắm khoác nhanh lên người, xong lập tức truy đuổi. Bỗng nghe có tiếng kêu kinh chấn từ phía quả phụ phòng vọng ra, đám nữ nhân bọn họ lập tức đổ xô về hướng đó. Ngũ nữ thi triển thân pháp, từ trên bức tường của tòa viện nhìn thẳng về phía trước phát hiện ra bóng của Hy Bình đã dần mất ở phía xa. Năm người thoáng nhìn nhau trong giây lát, tâm linh gần như tương thông hội ý, lập tức chia ra năm hướng truy tầm bao vây hắn. Trong đó cô nàng tiểu thư thì cứ phương hướng tránh diện mà lao tới, tức là hướng tới bờ của dòng Mê Giang. Dòng Mê Giang cách mấy căn phòng của đám quả phụ thực không xa lắm, với thân thủ của mình, nàng tiểu thư nọ trong chớp mắt đã sắp tới bờ Mê Giang, nhìn thấy hình dáng ướt như con gà bị dội nước của Hy Bình, không nói gì lập tức muốn động thủ ngay khi đến nơi. Hy Bình quát, từ từ đã, trước khi động thủ giết ta, nàng phải cho ta biết lý do chứ. Lúc này hắn lại còn muốn biết lý do. Tiểu thư đó quả nhiên đình chỉ động tác, chăm chú nhìn nam nhân trước mặt, có lẽ từ lúc sinh ra cho đến giờ nam nhân này là người tuấn tú nhất mà nàng đã từng gặp, nàng ta từ nhỏ đến lớn phần nhiều là sống với nữ nhân nên gặp gỡ nam nhân rất ít, nhìn Hy Bình lúc này thì đơn giản cho là một nam nhân thật anh tuấn thực chưa gặp qua bao giờ. Như quả nàng ta mà nhìn vào gương lúc này, thì nhất định sẽ thấy mặt mình đang đỏ lựng. Hy Bình đồng thời cũng chăm chú nhìn nàng ta. Cảm thấy nàng ta có nét nữ nhân cổ điển, vừa nhu hòa nhưng cũng đầy thánh khiết. Nếu so về khuôn mặt mỹ miều, nàng ta quả thực có thể so sánh ngang hàng với Mộng Hương và Thủy Khiết Thu, thật ra cũng có chút phân biệt, ở nàng cho người khác cái cảm giác vừa văn nhã vừa điểm chút kiều khí, hoặc có thể nói là nét yêu nhã thanh khiết cổ điển. Lúc trước ngươi đã nhìn được cái gì? Ta thấy nàng tắm, Hy Bình là một thiên tài về thành thực, đã dám nhìn thì dám nói, thật đáng biểu dương. Ngươi. Nàng tiểu thư vừa tức vừa xấu hổ, lúc này đến cổ cũng đã đỏ lựng lên. Bộ áo khoác của nàng thật mỏng manh, nhưng giữa trời lạnh thế này, đột nhiên bỗng cảm thấy nóng bừng, Hy Bình ngước nhìn tấm bạch y mong manh che đậy thân thể nàng, phía trên đôi nhũ phong không che đậy được hết nét hồng hồng của da ngực, đáp lời, nàng dám mặc áo tắm để truy đuổi ta. Tên dâm tặc ngươi hãy để lại tính mạng, nàng lúc này không thể chịu đựng được nữa, thân ngọc phi lên. Song trưởng phất ra một luồng bạch quang nhằm hướng Hy Bình ảo ảo phóng tới. Hy Bình lùi bước lại phía sau, song thủ nhất động, thân thể nhanh chóng lượn cong, bam, lao xuống nước, sau đó trồi lên, nhìn thiếu nữ đang ngây ngốc đứng đó, cười nói, nàng muốn bơi không? Nếu thực sự muốn giết ta, dám xuống đây giết thì ta hứa sẽ không bơi mất đâu. Thiếu nữ nhìn hắn lượn lờ bơi ra phía xa,
sợ hắn chuồn mất nên không phát trưởng nữa. Lúc này nghe hắn nói, nàng quả thực muốn nhảy ảo xuống nước tử chiến giết hắn, nhưng dù gì cũng là một nữ hài tử, đầu tiên có chút bất tiện, như quả thủy tính không bằng hắn, khả năng bị hắn chế trụ không phải là chuyện khó xảy ra. Vừa tức vừa do dự, rốt cuộc nàng vẫn không dám nhảy xuống nước, ngó về phía hắn quát, dâm tặc, có giỏi thì quay lại đây. Hy Bình trung quy biết nàng ta không dám xuống, cười hì hì trêu, ta nhát lắm, ta không lên thì nàng làm sao? Phải biết, hắn vừa nhận một chưởng của thiếu nữ đó, hiện tại ngực vẫn còn đau, chẳng thoải mái tí nào. Ta, thiếu nữ đó đối với thiên tài gia vô lại Hoàng Hy Bình thật vô phương không biết nói sao, dậm chân tức tối, tay trỏ hướng Hy Bình, uất ức, ngươi. Hê hê, cái phong thái lúc nàng tức mình dậm chân thật là động lòng người. Ta cứ tưởng sẽ thấy toàn quả phụ, nhưng nhìn thấy được nàng, có lẽ ông trời thưởng cho ta vì cái công hôm nay dậy sớm. Ta phải đi bắt vài con cá đã, đợi khi nào nàng có thể nói được vài câu tốt hơn, ta sẽ đem cá nướng về vừa ăn vừa nghe nàng nói. Muốn bơi lội bắt cá lúc này ư, thì bình thực là quái quỷ, hắn thực ra chỉ muốn trêu đùa mỹ nhân đó thôi. Xâm tặc, có giỏi thì lưu danh lại, lần sau gặp ta sẽ giết ngươi. Nàng ta thực ra chỉ muốn Hy Bình sẽ nói tên lại, để cho nàng sau này dễ tầm cừu và truy sát. Nào ngờ, tên của ta ư, nước, nàng nghe cho tốt vào, thiên tài hình đích quyền vương và cũng là thiên tài hình đích ca thần, đó là hai cái tên mà ta thích nhất, nàng muốn chọn cái nào. Quyền vương tốt hay ca thần tốt hơn? Nói xong liền lặn xuống bơi đi mất, sau khi ra một chỗ khá xa, trồi nên ngó lại phía mỹ nhân đang đứng lần cuối cười tủm tỉm, rồi lặn xuống tiếp tục bơi đi. Trên bờ lúc này mỹ nữ đó nộ hỏa công tâm, lửa giận bùng cháy trong tim tưởng như không thể dập được. Tiểu thư, chúng ta vẫn chưa bắt được tên dâm tặc đó. Nghe thanh âm những bước chân người chạy đến gần, nàng ta phẫn uất sủa, hắn nhào xuống nước bơi đi mất rồi, khiến ta không có cơ hội giết hắn, tử dâm tặc, tên hỗn đản trời đánh. Đinh đinh, xảy ra chuyện gì? Mỹ phụ dẫn đầu chợt hỏi. Sư phụ, tên dâm tặc đó ngó trộm con tắm. Nàng ta quay mình lại, vừa giận vừa xấu hổ nói. Khi con tới đây, phải chăng hắn đã ở dưới nước rồi? Con và hắn có nói vài câu, lúc chuẩn bị giết hắn thì hắn nhảy xuống nước bơi đi mất. Với thân thủ của con sao lại có thể để hắn đào thoát được? Như quả là tại hắn trốn dưới nước từ dầu thì có thể, có lẽ. Sư phụ, đồ nhi quả thật muốn giết hắn mà, nhưng không thể bắt được hắn. Thật khó tưởng tượng. Hắn còn để lại cái thang ở bên tường, chắc không phải là người trong võ lâm, không biết khinh công, đương nhiên cũng không biết võ công, còn hoàn toàn có thể phát hiện ra hắn nấp trộm trên mái nhà, sao lại để hắn thoát khỏi tầm mắt. Điều này thật không biết nên nói sao. Nhưng, nếu hắn không biết võ công, vì sao lãnh một trưởng toàn lực của con mà không tổn hại một chút nào cả? Phải a, hay là võ công học được từ sư phụ nàng luyện chưa đến nơi đến chốn? Một câu hỏi tưởng chừng như dễ mà lại không thể trả lời được. Nếu Hy Bình có mặt ở đây chắc chắn hắn sẽ gào hỉ hả đáp, vì ta là một thiên tài mà. He he. Mỹ phụ nghi vấn hỏi, thực có chuyện đó ư? Dạ, không sai tí nào. Câu trả lời thoát nhanh ra từ miệng của năm thiếu nữ, trung niên Mỹ phụ càng có cảm giác kỳ quái, bèn suy nghĩ một hồi rồi nói, việc này hãy tạm để sau truy cứu, đình đình, con hãy theo ta có việc muốn nói với con. Đinh đinh, con có biết vì sao ta dẫn con tới đây không? Trung niên Mỹ phụ hỏi, lúc này, trong phòng chỉ còn có mỗi bà ta và tuyệt mỹ thiếu nữ đã làm cho Hy Bình nhìn đến chảy nước miếng. Con không biết. Trước khi đến đây, ta đã quyết định lập con làm tân thánh nữ, kỳ thật việc này không phải là do Thái Âm giáo mà là chủ ý của ta. Sau khi nghe ta giải thích thì mọi chuyện đều phụ thuộc nơi con, nhược bằng con không đồng ý. Con vẫn có thể hoàn toàn dùng danh nghĩa của Thái Âm giáo thánh nữ đưa Thái Âm giáo giáo chúng quy hồi Tây Vực. Sư phụ, đừng vội nói, hãy bình tĩnh ngồi nghe sư phụ nói đã. 20 năm về trước, ta khi đó vừa lên nhậm cương vị thánh nữ, đã cứu một nam nhân đào vong từ Trung Nguyên trốn qua, người đó tên là Lâm Khiếu Thiên, ta lúc đó không hề biết rằng người này vốn là ma nhân nổi danh ở Trung Nguyên huyết ma. Thực sự, hắn đúng là ma nhân. Nhưng lúc mới gặp ta cũng không hình dung được hắn là một ác nhân, chỉ biết hắn là một người sắp chết cần được cứu, hắn toàn thân đầy dấu huyết tích đã khô, hiển nhiên là đã lẩn trốn khá lâu ở Tây Vực, ta lúc đó cũng không biết hắn từ đâu và tại sao lai chạy đến nơi này, có lẽ nguyên nhân chỉ có mình hắn biết.
Về sau ta nghe từ miệng hắn kể rằng, hắn chính là truyền nhân của huyết sát môn, chính thị là chân truyền đệ tử của huyết sát chân quân. Huyết sát chân quân và Nguyệt Như Xương thánh nữ của chúng ta thì thật có cửu hận thâm sâu, nhưng đối với Thái Âm giáo thì lại không có quan hệ gì cả. Lại nói về Nguyệt Như Xương, không có gì đặc biệt cho lắm nhưng trưởng phu của nàng ta lại rất có tiếng tăm đại địa Vũ Tôn Lạc Sơn. Căn cứ theo chuyện kể lại từ thế hệ này qua thế hệ khác thì thật ra Lạc Sơn là người thiên trúc, hùng vĩ tuấn vũ, lần đầu gặp được Nguyệt Như Xương thì đã như là đôi thanh mai trúc mã. Lạc Sơn đại danh tại Trung Nguyên Võ Lâm là bách chiến bất bại đầy thần thoại, Nguyệt Như Xương si mê hắn, rời bỏ chức vị Thái Âm Thánh Nữ, theo hắn trở về Trung Nguyên, sáng lập Đại Địa Minh, hiện tại là đối lập với chúng ta. Sư phụ, vây lần này, chúng ta không phải tiềm nhập Trung Nguyên đối đầu với Võ Lâm, mà trích là muốn đả kích Đại Địa Minh. Mỹ phụ ho nhẹ một tiếng, tiếp tục kể, những điều sau ta sẽ kể cho con đều là ta nghe từ miệng của Lâm Khiếu Thiên. Hãy tin ta. Chuyện đó tuyệt đối chân thật, mặc dù hắn là ma nhân bị Trung Nguyên Võ Lâm thề sẽ đuổi tận giết tuyệt, nhưng sư phụ lại tin tưởng từng lời hắn nói. Có người kể lại rằng, huyết sát môn hai đời kế truyền đều không còn có chút nhân tính nào, đó là vì huyết sát chân quân và huyết ma đã giết quá nhiều người. Thật ra, họ tất cả đã quên mất một điều, mỗi một người trong mình đều ẩn giấu thú tính, sai lầm là ở chỗ. Nhiều người tự ý muốn xây dựng riêng cho mình một thế giới hoàn hảo tráng lệ và muốn quét sạch những kẻ bị cho là dị nhân hay tà nhân. Trong thâm tâm của sư phụ, huyết ma tự thật cũng là có tính người, chuyện người giết người đâu có dính dáng gì tới ta. Để ta kể tiếp cho con nghe về cố sự của hai thầy trò bọn họ. Huyết sát chân quân nguyên danh là Lang Tiếu Thiên, được huyết sát môn đệ bát đại trưởng môn nhặt được từ trong bầy sói, thế cho nên mới lấy họ là Lang. Trong huyết dịch của ông ta cũng lưu động thâm tình và cường hãn của loài sói, ông ấy đối với huyết sát môn thực sự là có võ học thành tựu tối cao nhất trong tất cả các đời. Từ nhỏ ông ta và tiểu sư muội đã là một đôi thanh mai trúc mã, lúc thành nghệ thì xuất sơn ngang dọc giang hồ, địa tàng vương thi kiếm mình có dã tâm với sư muội yêu quý thượng quan điểm của ông ta, vào lúc ông ta nghiên cứu tu luyện địa tàng võ học, nhân lúc phải bế quan, hắn mê gian thượng quan điểm. Khi Lang Thiếu Thiên quay lại thì hối hận không kịp vì sự đã thành, chỉ đọc thấy huyết tích của sư muội trước khi tự sát chết Thiếu Thiên, muội thực không còn mặt mũi nào gặp lại chàng nữa, xin hãy giết kiếm minh báo thù cho muội. Lang Thiếu Thiên sau khi mai táng sư muội yêu, tự thân một mình tới địa ngục môn, cùng với kiếm minh sinh tử huyết chiến. Kiếm minh đánh không lại, thảm bại thối lui, xuống địa ngục môn hơn 1000 môn đồ quần dũng kháng cự, Lang Thiếu Thiên vô lực sát tử kiếm minh, một thân huyết sát chống lại. Cuối cùng quyết định đào vong, thân cũng bị trọng thương, mở một đường máu thoát ra khỏi vòng vây đó. Người ta kể lại, trong trận chiến này, địa ngục môn chết hơn 700 đệ tử, thật là một chuyện chấn động. Lang Tiếu Thiên sau này trốn thoát, trọng thương hôn mê tại thâm sơn bí lộ, được Ngọc Xà Yêu Cơ vô tình đi qua cứu chữa, ông ta quả thật không biết rằng đóa hoa trông hiền dịu đó lại là một dâm đãng nữ nhân khét tiếng. Trong những ngày tháng trị thương, cảm động trước sắc đẹp và sự dịu dàng của bà ta, cũng vì cảm ơn cứu mạng, ông ta tự có cảm tình, trái tim như là con thuyền đã nhả neo dừng ở bến đợi, toàn tâm toàn ý yêu thương cứu mệnh ân nhân của mình người bị Võ Lâm chánh đạo thoá mạ là Bất Thế Yêu Cơ. Nhưng, phàm đã là nữ nhân, khi yêu họ cũng hết lòng vì yêu. Ngọc Xà Yêu Cơ trước khi gặp và yêu Lang Thiếu Thiên, chính xác dâm uế vô bì, cũng bởi vì bà ta là Ngọc Xà môn môn chủ đầy dâm đáng, bản thân cũng có một tao ngộ bi thảm. Lúc 16 tuổi thì bị một nam nhân chiếm đoạt xong thì khi phụ bỏ rơi nàng ta nên từ đó, không tin vào chân tình, đã biến thành người thống hận nam nhân, cho nên quyết tâm quyến rũ nam nhân thiên hạ, sau đó hút lấy nguyên dương của họ luyện công, hại rất nhiều mạng nam nhân, thật không thể ngờ được. Lang Thiếu Thiên bề ngoài mị lực trời phú cộng với tấm thâm tình như đã tưới lên sức sống của đóa hoa tưởng như đã bị vùi nát sâu thẳm trong bóng đêm, xâm nhập vào tâm tưởng của nữ tử này, khi nàng ta biết được. Vì người mình yêu mà Lang Tiếu Thiên dám đơn thân độc chiến địa ngục môn thì trái tim đã không biết từ lúc nào bị hán tử này chinh phục rồi. Một nam nhân vì tình yêu mà không quản sinh tử, không sợ dư luận gièm pha, ngoan cường đối diện với số mệnh, vì báo cừu cho người phụ nữ mình yêu quý nên mới bị biến thành một đồ phu với bản tính ma nhân như vây. Nàng ta như một đóa hoa bị thâm tình và huyết tính của nam tử đó lay động hoa nhu, tuy thân là một dâm đãng nữ nhân, nhưng dù gì cũng là một nữ nhân. Đinh đinh, trong tim của những nữ nhân luôn ẩn chứa quan hoài và nhu tình, khi chúng ta yêu một người, không kể người đó là anh hùng hay tài tử,
hay là chính nhân quân tử, khi người phụ nữ đã yêu thì yêu vô điều kiện. Chính vì điều đó tim của người phụ nữ đang yêu luôn phải đau khổ khi rời xa, luôn muốn áp sâu vào trong lồng ngực của nam nhân yêu dấu, điều đó tưởng chừng đối với nữ nhân vô pháp cự tuyệt a. Hai con người đã thương yêu tương ái như vậy, cô gái hoàn toàn tan biến vào trong tình cảm của nam nhân đó, sau khi bị nam nhân đó ruồng rẫy khi phụ thì lại biến thành người đi chiếm đoạt lừa dối những nam nhân khác. Đương nhiên, Hoa Nhu Thân lại mang danh dâm ác, cho nên Chánh Đạo Võ Lâm cũng không thể dễ dàng quên được, cũng bởi vì hai người bọn họ đều chung sống với Chánh Đạo Võ Lâm trong cùng một thế giới, có lo sợ thì cũng làm sao tránh khỏi, một người là sát nhân vương cái thế, một kẻ thì là dâm phụ ác danh. Vì trận chiến giữa Lang Thiếu Thiên và Địa Ngục Môn, cho nên thanh danh của Lang Thiếu Thiên chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp thiên hạ, và cũng bởi vì trận đại chiến đó mà giới Chánh Đạo Võ Lâm đã tặng cho ông ta cái danh hiệu Huyết Sát Chân Quân. Từ đó, cái tên Huyết Sát Chân Quân gần như đã trở thành bất tử, sau đó tiềm nhập vào danh sách các tuyệt đại cao thủ võ lâm. Cũng từ đó Hoa Nhu quyết tâm toàn ý yêu Lang Thiếu Thiên, trong lúc ly khai Lang Thiếu Thiên quay trở về Ngọc Xà Môn thì bị người tình cờ phát hiện, theo dõi và biết được tổng đàn sở tại của Ngọc Xà Môn, sau đó thông báo cho đại biểu võ lâm chính nghĩa lúc đó là Lạc Sơn. Lạc Sơn liên hợp với Thiên Tự Lão Nhân và Thiên Si Đại Sư, xuất lĩnh đại địa minh, tứ đại võ lâm thế gia, Thiểu Lâm lấy danh đại biểu cho chánh phái võ lâm, chưa đầy một đêm tấn công Ngọc Xà Yêu Cơ cùng với Ngọc Xà Môn 200 môn đồ, tất cả đồ sát không thương tiếc. Họ biết được Hoa Nhu đã quay về Ngọc Xà Môn, nên quyết tâm giết gọn cả mẻ. Chấm. Tin tức này lập tức lan truyền đến tai của Lang Thiếu Thiên, liên tục mất đi hai người phụ nữ yêu dấu, ông ta bi thống tâm can đau khổ cùng cực, thề rằng cứ phàm gặp võ lâm chánh phái nhân sĩ là tận sát. Trước khi hoàn thành tâm ý này, ông ta có quay trở về sư môn lần cuối. Sư phụ của ông ta nói trong nước mắt, hai tử, Địa Tạng Vương một tháng trước do bị trọng thương nặng quá, lúc vận công bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, sự báo thù vì điềm điềm của con ta đã nghe và hiểu. Con quả nhiên không thẹn là xuất thân từ dòng họ Lang, nhưng còn về việc báo cửu cho Hoa Nhu, con hay là nên quên đi. Nhưng Huyết Sát Chân Quân trong lòng chỉ có một chữ thay cho câu trả lời, không. Ông ta quỳ trước mặt Thượng Quan Anh, nói như khóc, sư phụ, con yêu Điềm Điềm, nhưng cũng yêu Hoa Nhu, tại sao họ luôn luôn tìm cách hủy diệt sinh mệnh những người con yêu quý. Giờ đây, sư phụ là thân nhân duy nhất của con, lần này hồi lai, con không dám thỉnh sư phụ giúp đỡ. Nhưng Đồ Nhi chỉ muốn gặp lại sư phụ một lần. Con chỉ sợ sau này không còn có dịp nhìn được dung nhan của sư phụ nữa. Nghe ông ta nói, Thượng Quan Anh không biết nói gì cả, trở nên trầm mặc. Khi Lang Tiếu Thiên lau nước mắt, xoay mình đứng dậy, đi chưa được vài bước thì Thượng Quan Anh đột nhiên đứng sau ông ta. Hai tử, Huyết Sát Môn chúng ta chỉ còn có 43 môn đồ, nhưng mỗi một người đều can đảm chính trực, Thượng Quan Anh ta cũng vậy. Lang Thiếu Thiên lập tức chuyển thân quay lại nhìn sư phụ Huyết Sát Môn đệ bát đại trưởng môn, Thượng Quan Anh. Thượng Quan Anh tiếp tục nói, con là hài tử của ta, sao ta lại không ủng hộ con được? Ta sẽ lưu lại 10 nhân thủ cùng với ta bảo vệ Huyết Sát Môn, số còn lại sẽ theo con xuống núi. Khi họ đều tình nguyện theo con, sẽ không có ai nhường nhịn Chánh Đạo nhân sĩ hay ma môn nữa. Con cứ yên tâm đi, Thượng Quan Anh nói xong, 31 Huyết Sát đệ tử đồng loạt bước ra. Lang Thiếu Thiên hiểu ra, kỳ thật sư phụ đã an bài việc này từ sớm rồi, đúng là sư phụ thực lòng yêu mến nghĩa tử. Lang Thiếu Thiên thực muốn cự tuyệt, nói, sư phụ, con cũng có can đảm và đảm lược, vì mối thù là thù riêng của cá nhân con, xin hãy để con tự báo có được không? Thượng Quan Anh trầm mắc hồi lâu xong thì gật đầu nói, hài tử, như quả con không thể nào quay về nơi này, ta sẽ cùng các sư huynh đệ của con đạp bằng võ lâm, tìm kiếm thân xác con. Mai táng con với Điềm Điềm và Hoa Nhu cùng một chỗ, sư phụ hứa với con. Thượng Quan Anh nhìn dung mạo của ái đồ mà ông ta yêu thương như nghĩa tử ly khai nơi này. Sau đó hận quên không nói chia tay hẹn tái ngộ với Lang Thiếu Thiên, đương nhiên ông ta không ngờ lời hứa của mình. Lang Thiếu Thiên đầu tiên là muốn kiếm Lạc Sơn, vì ông ta biết, chính Lạc Sơn đã đề nghị diệt Ngọc Xà Môn. Kỳ thật không những ông ta muốn giết chúng mà cả võ lâm chánh đạo cũng quyết giết không tha, tuy không có kế hoạch. Nhưng cũng không khinh cử vọng động, từ sau khi Hoa Nhu chết, tông ta không ngừng giết người, võ lâm chánh đạo thì hận ghi xương nhập cốt, coi ông ta như ác ma, gọi ông ta là Huyết Sát Ma Quân. Đương nhiên, trong ma đạo cũng có người công chính nghiêm minh, vẫn kính trọng danh xưng Huyết Sát Chân Quân của ông ta. Bình thường, bằng một mình Lang Thiếu Thiên, thật vô pháp địch lại Lạc Sơn cùng Nguyệt Như Xương,
Điều này ông ta tự nhiên biết rõ, nên quyết định âm thầm tiềm nhập Đại Địa Minh, bắt cóc con trai duy nhất của họ là Lạc Vân. Đến khi Lạc Sơn phu phụ phát giác thì con trai họ đã nằm trong tay của Lang Tiếu Thiên. Lạc Sơn bạo nộ, quát, Lang Tiếu Thiên, ta không ngờ ngươi lại có thể xử sự hèn kém như thế. Lang Tiếu Thiên đương nhiên chỉ hồi đáp gọn lỏn, thiên hạ đều biết ta không phải là hảo nhân gì cả, ha ha. Nhìn con trai đau đớn trong tay của Lang Tiếu Thiên, Lạc Sơn bất đắc dĩ thỏa hiệp, hỏi điều kiện của Lang Tiếu Thiên. Lang Tiếu Thiên yêu cầu Lạc Sơn hủy đi một tay, nhưng trước khi hủy thì phải phong bế võ công của Nguyệt Như Xương đã. Lạc Sơn không dám phản kháng, nhân vì Lang Tiếu Thiên huyết chảo đã tiếp cận thiên linh cái của hài tử chuẩn bị. Nên ông ta phải bẻ gãy tay, đồng thời phong bế công lực của Nguyệt Như Xương. Lạc Sơn là một nhân vật nhất đại anh hùng, vì ái thê và ái tử, hào tình bẻ gãy tay, hành động đầy nhiệt huyết này cũng làm Lang Tiếu Thiên cảm động, nhưng ông ta cũng có một tình yêu. Chỉ tiếc là cái tình yêu đó lại bị hủy diệt vào tay của Lạc Sơn. Lạc Sơn đã phải trả một cái giá quá đắt vì điều đó. Đó là lời thề không suy chuyển của Lang Tiếu Thiên. Tại thâm tâm của Lang Tiếu Thiên chỉ có một ý niệm, chứa duy nhất một chữ sát. Ông ta phải giết chết toàn bộ các cao thủ võ lâm đã tham gia huyết sát Ngọc Xà Môn thì mới an lòng. Lạc Sơn, ta thật không minh bạch, ta và A Nhu không có hại ngươi điều gì, tại sao ngươi lại làm vậy với chúng ta? Lạc Sơn điểm huyệt cầm máu, nói, vì võ lâm chính nghĩa. Một cũng vì võ lâm chính nghĩa, hai cũng vì võ lâm chính nghĩa, chắc sau Hoa Nhu các ngươi chắc muốn giết ta lắm. Lạc Sơn, đã vậy ta sẽ không cho ngươi một cơ hội nào cả, không giết người thì người giết ta, do vậy, ngươi phải chết. Khi Lạc Sơn vừa vận công cho máu ngừng chảy xong, Lang Tiếu Thiên lập tức phát động công kích cường hãn, Đại Địa Minh 300 môn đồ quần dũng lao tới nơi, cũng không cứu kịp tính mệnh của Lạc Sơn. Lang Tiếu Thiên chiến đấu mãnh liệt, trùng phá vòng vây, sau khi giết chết Lạc Sơn còn đồng thời đoạt mạng gần 100 môn đồ Đại Địa Minh, thụ thương đào tẩu. Chấm. Võ Lâm thực sự chấn kinh. Nửa tháng sau, Lang Tiếu Thiên đến Thiểu Lâm Tự, yêu cầu Thiên Si Đại Sư ra công bình quyết đấu. Sư phụ, vì sao ông ta không dùng thủ đoạn giết Thiên Si Đại Sư mà lại đòi công bình quyết đấu? Đình Đình Trung Quy không kiên nhẫn được hỏi. Mỹ Phụ đáp, điều này phải nói là vì Thiên Si Đại Sư là một vị nhất đại tình si. Thiên Si Đại Sư Trần Lưu Mộng tuy là Thiếu Lâm tục gia đệ tử đệ nhất nhân, kỳ thật, trong cả Thiểu Lâm, ở cái thế hệ mới này, vô luận tục gia hay xuất gia đệ tử, ông ta là đệ nhất. Ông ta là một thiên tài có ngộ tính siêu việt hơn thường nhân nhiều. Khi xuất đạo Chu Du Giang Hồ, gặp gỡ Mộng Tiên của Minh Nguyệt Phong, hai người sau đó yêu thương nhau, cái giai đoạn tình sử này cả võ lâm trung nhân đều biết. Nhưng sau đó bọn họ có duyên gặp mặt mà không thành đôi, đối với võ lâm mà nói, thật là không giải thích nổi. Tất cả cũng bởi tại Hoa Nhu, Trần Lưu Mộng thực ra là một nam nhân cực kỳ tuấn vĩ, khi Hoa Nhu gặp ông ta, lập tức cảm thấy hứng thú, vì ông ta trong giới võ lâm là thanh niên cao thủ, nên tìm cách quyến rũ Trần Lưu Mộng, trước hết là cùng Trần Lưu Mộng kết thành bằng hữu. Vào lúc đó, Trần Lưu Mộng tịnh không biết cô ta là Ngọc Xà yêu cơ. Một lần, trong lúc cùng Trần Lưu Mộng đối thủ, đã lén bỏ dâm dược vào cốc của ông ta, sự tình kinh thiên địa nghĩa sau đó phát sinh. Trần Lưu Mộng sau khi tỉnh lại phát giác ra việc giữa mình và Hoa Nhu liền cảm thấy rất có lỗi đối với Mộng Tiên nên khóc than một hồi. Khi Hoa Nhu nói thật về thân phận của mình, Trần Lưu Mộng lập tức muốn hạ sát nàng, đột nhiên kinh ngạc phát giác công lực gần như không bị Hoa Nhu hấp thụ. Hoa Nhu giải thích, người luyện Thiểu Lâm võ học, chí dương khí rất cao cường, hấp thụ rất khó khăn, ngoài ra nàng ta đối với Lưu Mộng cũng có cảm tình, nên vì thế chỉ muốn uyên ương hoan lạc theo lẽ thường. Trần Lưu Mộng nhìn vưu vật hoàn toàn lõa thể trước mặt, nhớ lại mình lúc trước đã phóng túng trên nhục thể đó, cuối cùng tâm bất nhẫn không dám xuống tay, hít một hơi quát nhẹ, ngươi hãy đi đi. Sau khi Hoa Nhu ly khai, Trần Lưu Mộng không còn mặt mũi nào để gặp Mộng Tiên nên trực tiếp quay về Thiếu Lâm, cạo đầu làm sư, pháp danh Thiên Si. Từ đó, ông ta đoạn tuyệt với duyên tình. Mộng Tiên bị đả kích nghiêm trọng, dùng khăn sa che mặt lại, lập thệ rằng ai có thể làm cho nàng ta cam tâm tình nguyện bỏ khăn sa xuống, thì sẽ cưới người đó. Kỳ thật lời thề này thực ra là dành cho Thiểu Lâm Đại Sư Trần Lưu Mộng, hy vọng một ngày nào đó Thiên Si hoàn tục, đến trước mặt bà ta hạ tấm khăn sa xuống. Thương thay, bà ta đến chết vẫn còn thương nhớ, nhưng Thiên Si không chịu bước ra khỏi Thiếu Lâm một bước. Ôi! Mỹ Phụ thốt lên thanh âm cảm thán. Đình Đình ngắt lời, ông Thiên Si này, quả thật là ngu ngốc quá. Con nói ông ta là kẻ ngốc ư.
con nói không đúng ư? Ông ta sau khi ăn ngủ với nữ nhân đó xong, không quản đến tâm tình của Mộng Tiên, chạy trốn trách nhiệm, khiến cho Mộng Tiên cô độc đến già rồi chết mà không được nghe đến một lời giải thích. Thật có phải là quá hèn kém? Nam nhân con cũng đã gặp qua, cũng biết có nam nhân có rất nhiều nữ nhân, nhưng chưa gặp một ai như ông ta cả. Mỹ Phụ kinh ngạc hỏi, người nghĩ rằng nam nhân ở bên ngoài kia đối với những nữ nhân mình yêu đều không cư xử như vậy ư? Sư phụ, điều con nói không phải là hoàn toàn đúng, nam nhân cũng có nhiều loại, tùy tiện mỗi loại người cũng có hàng loạt đầy đường. Nhưng thật ra, cái gì muốn có, thì sẽ có. Nam nhân tâm ái nhiều nữ nhân thì có rất nhiều, đếm không xuể. Con ít khi nhìn thấy ai chỉ có yêu một người cả. Mỹ Phụ cười tủm, đó là vì con còn gặp quá ít người thôi. Người ta nói dù chưa ăn thịt chưa thì cũng đã biết chưa chạy như thế nào rồi. Con cũng biết nhiều người rồi chứ bộ. Nói như vậy con phải chăng ủng hộ những nam nhân có hoa tâm, tham lam cưới cả một hậu cung toàn nữ nhân. Đình Đình đáp, con không nói vậy à, nói ra chỉ có tranh luận sự thật, nhưng không có nói là sẽ ủng hộ điều này. Sư phụ à, đừng nghi oan cho người ta mà. Được rồi. Tạm không thảo luận vấn đề này nữa, để ta nói tiếp tránh sự này. Nhưng, Đình Đình tựa hồ như có một câu hỏi Mỹ Phụ đang chuẩn bị nói thì dừng lại, Đình Đình tiện thể thưa, sư phụ, người nói về Mộng Tiên, Đồ Nhi có một vấn đề muốn hỏi. Hỏi đi, sư phụ sao lại không lấy chồng, hay sư phụ lại cũng giống Mộng Tiên, chờ đợi một nam nhân nào đó? Đình Đình hỏi một cách sợ hãi, lặng yên nhìn sư phụ. Ta quả thật có yêu một nam nhân. Nhưng lại biết được nam nhân đó vĩnh viễn không thể thuộc về ta. Đình Đình, ta cũng đang muốn kể cho con nghe về người này. Hiện tại, sư phụ tâm tưởng hơi bất an, sợ rằng, khi nói ra, khó có khả năng kiềm chế được tâm lý của mình. Sư phụ, người cứ nói đi. Con nghe, Đồ Nhi quả thật rất muốn nghe tiếp. Mỹ Phụ tiếp tục kể, Lang Thiếu Thiên đòi quyết đấu công bình với Thiên Si Đại Sư cũng vì Hoa Nhu đã từng kể cho ông ta về chuyện này. Nói nàng ta luôn cảm thấy có chút không phải với Thiên Si và Mộng Tiên, cho nên Lang Tiếu Thiên cũng hiểu Thiên Si tham gia vào, diệt xà liên minh thiết tưởng muốn báo thù Hoa Nhu Âu cũng là có chút lý do. Lang Tiếu Thiên vì Hoa Nhu mà phải báo thù, nhưng đối với Thiên Si thì không sử dụng suất thủ đoạn âm hiểm nào, yêu cầu công bình quyết đấu sinh tử, trong trận đấu này rốt cục kết quả là lưỡng bại câu thương. Vào thời điểm này, Thiên Si cũng vừa tiếp nhiệm ngôi vị Thiểu Lâm trưởng môn. Sau trận quyết đấu, Thiên Si dù bị thương nặng nhưng vẫn tuyên cáo với toàn bộ võ lâm, nếu trong vòng 10 ngày tới, ai mà dám truy tìm Lang Thiếu Thiên quấy rối thì ông ta sẽ đem hết các cao thủ Thiểu Lâm tìm người gió giết chết. Lời vừa truyền ra, chấn động cả võ lâm. Phần lớn hiểu rằng, Thiên Si đối với vụ tham dự, diệt xà, liên minh tam phần hối hận, sau khi cùng với Lang Thiếu Thiên quyết đấu, dù bị Lang Thiếu Thiên đánh cho trọng thương nhưng trong thâm tâm ông ta rất hâm mộ cái khí khái can trường dám nghĩ dám làm của Lang Thiếu Thiên. Cũng vào khoảng thời gian này, Thiểu Lâm so với Đại Địa Minh và Võ Lâm Tứ Đại Gia thì cường thịnh hơn cả, ngay cả Minh Nguyệt Phong và Mộng Tiên cũng giống như Thiên Si án binh bất động, cho nên trong vòng 10 ngày tiếp theo đó, hầu như toàn bộ Võ Lâm đều biết Lang Thiếu Thiên bị trọng thương, nhưng không một ai dám truy sát và giết ông ta. Sau 10 ngày, Thiên Tự Lão Nhân xuất lĩnh Võ Lâm chính đạo, đối mặt với Lang Thiếu Thiên trên Thiên Linh Phong tại Linh Phù Thành, Thiên Tự Lão Nhân yêu cầu độc chiến với Lang Thiếu Thiên. Lang Thiếu Thiên liền đáp ứng. Trong mắt của Võ Lâm chính đạo, trận quyết đấu này tựa hồ như công bình, nhưng ai cũng biết, Lang Thiếu Thiên thương thế lúc này chưa thực sự lành hẳn, nhưng vẫn cứ tử chiến với Thiên Tự Lão Nhân trên Thiên Linh Phong, thành thử, Võ Lâm cao thủ ở đó đều nghĩ lần này huyết sát chân quân chắc sẽ chết thê thảm lắm đây, thế nhưng làm sao, Đình Đình vội vàng hỏi. Con đừng khẩn trương như vậy, Mỹ Phụ đôi mắt âm u huyền bí nhìn Đình Đình. Kể tiếp, huyết sát chân quân bị đánh rơi xuống vư xê, Thượng Quan Anh sau đó tự thân từ trên Thiên Linh Phong xuống vực tìm hài cốt của Lang Thiếu Thiên, nhưng lại không thấy đâu cả. 3 tháng sau, ông ta quay về huyết phong sơn ở Cổ An Thành, tại huyết sát môn tổng đàn chính thức chuẩn bị xuất động toàn phái vì Lang Thiếu Thiên báo cửu, Nguyệt Như Sương điều Thái Âm Giáo vào Trăng Nguyên, liên hợp với Đại Địa Minh mang hơn 1.000 đệ tử tới huyết sát môn. Trong trận chiến đấu này, huyết sát môn tuy chỉ có ít ỏi khoảng 40 người. Nhưng khi đối chọi với 1.000 người, sát tử đến hơn 800 cao thủ, nhưng huyết sát môn toàn bộ môn đồ tại trận huyết chiến này chết hết, sự cường bạo của huyết sát môn từ đó về sau chính thức nổi danh tại Võ Lâm. Giờ ta lại nói về huyết sát chân quân, sau khi rơi xuống vực may mắn không chết, tuy còn sống nhưng hai chân đã tàn phế,
sống hơn 30 năm trời trong một khe đá ở dưới đó, chỉ có những kỷ niệm đẹp đẽ với hai nữ nhân yêu quý đó đã giúp ông ta sống lay lắt được qua ngày. Sau khi sống ở dưới đó một thời gian dài, ông ta một hôm tình cờ nhìn thấy một con báo xâm nhập đáy vực đó, miệng của nó đang tha một đứa bé, nhưng đứa bé đó hình như chưa chết. Điều này thật là kỳ tích, tựa như ông ta ngày xưa sống ở giữa bầy sói, hai điều này so sánh thực là những kỳ tích tương đối giống nhau. Mặc dù chân bị phế, nhưng ông ta bản thân võ công lại là cao thủ nên dễ dàng giết chết được con báo đó, cứu đứa bé từ miệng báo ra, về sau đặt tên cho đứa bé đó là Lâm Khiếu Thiên. Cái họ Lâm này bao hàm hai ý nghĩa, thứ nhất là để tưởng niệm hai nữ nhân yêu quý, lấy từ câu, Lâm Trung Hoa Anh Nhu Tịnh Tồn, có ý nghĩa dạng như, vô luận thượng quan điểm hay A Nhu đều giống như đóa hoa dại trong rừng không bao giờ héo mòn khô úa, mãi mãi trường tồn trong tim của ông ta. Điều thứ hai là vì đứa nhỏ kỳ diệu sao bị con báo đó ngậm giữa hai môi, cho nên lấy ý trong câu, Lâm Trung báo có ý nghĩa dạng như, hài tử này sau này nhất định khi lớn lên sẽ oai phong như con báo đó, cường hãn không gì so sánh được. Với cái họ Lâm, tên tự Khiếu Thiên, trước thì để tưởng nhớ người thương quá cố, sau là hàm ý với cái uy phong của con báo, tương lai đứa bé đó đương nhiên sẽ oai chấn thiên địa. Hai thứ cá tính huyền bí này, thứ nhất là bản tánh của loài sói hoang dã, thứ nhì là của loài báo cường hãn, vô luận trước hay sau, đều khiến cho thanh danh sư đồ bọn họ trong võ lâm trở nên như thần thoại, hoặc cái ma khí đó không làm cho người ta quên được, trong huyết dịch của họ ẩn chứa cái bản tính ngoan cường và cá tính cường hãn của dã thú. Hai người họ, danh tự cũng gần tương tự, kinh nghiệm trong cuộc sống cũng gần tương tự, thế nên trở thành cặp phụ tử khiến toàn thiên hạ phải sợ hãi. Lang Tiếu Thiên kỳ thật là nghĩa phụ của Lâm Khiếu Thiên. Lâm Khiếu Thiên luôn kính trọng yêu quý ông ta như thân sinh phụ thân, thân nhân duy nhất của hắn, mặc cho thế nhân thóa mạ nghĩa phụ hắn cô độc tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa. Lâm Khiếu Thiên từ nhỏ đến lớn sống bên Lang Tiếu Thiên, không những hấp thụ cá tính trầm lãnh của Lang Tiếu Thiên mà còn thừa hưởng cả cái phong cách sinh hoạt cô khổ và tịch mịch của ông ta, nên đôi khi cũng cảm thấy thống khổ không nói lên lời. Ông ta sống với Lang Tiếu Thiên tại sơn động dưới đáy vực đến hơn 25 năm trời. Vì nghĩa phụ nên ông ta luôn phải khống chế mình, trở nên trầm tĩnh một cách đáng kinh ngạc. Nụ cười của ông ta khiến cho người khác cảm thấy có chút buồn buồn trong đó, cho nên mỗi khi ông ta cười, toàn thân luôn toát ra một thứ cảm giác tương phản, trong nụ cười đó có bi có sầu nhưng cũng cao ngạo khí khái cộng, lại pha lẫn một chút tàn khốc, chỉ có khuôn mặt ông ta là luôn mang cái vẻ anh tuấn lạnh lùng cô độc không đổi mà thôi. Cái tính cách này, thật là trong thiên hạ không tìm được người thứ hai, có người nói. Trong nụ cười của ông ta còn có thần sắc lạnh lẽo huyết sát, được người đời gọi là nụ cười hàm tiếu của ác ma. Nhưng đối với nữ nhân mà nói, nụ cười kiểu đó lại thực sự có một sức hấp dẫn rất lớn. Lâm Khiếu Thiên trong những năm tháng đó không hề ra ngoài, dưới sự huấn luyện của Lang Tiếu Thiên, tâm linh của ông ta tựa hồ như rất thuần khiết nhưng cũng rất lãnh khốc, Lang Tiếu Thiên ngày qua ngày nói sao Lâm Khiếu Thiên làm vậy. Dưới sự giáo huấn cũng như giáo lệnh đó, Lâm Khiếu Thiên tư tưởng cũng hầu như rất đơn giản, gần như chỉ tồn tại hai chữ yêu và hận. Lang Tiếu Thiên hận những kẻ được gọi là anh hùng, chính thì những kẻ này muốn những người như ông ta phải đau khổ, cũng chính những kẻ này đã khiến cho ông ta phải sống hơn 3/4 cuộc đời tại cái nơi hoang vu sỏi đá này, đau khổ và cô độc như trêu ngươi, như chó chặt nỗi thống khổ vô biên vào sâu thẳm trong tâm linh của ông ta. Thế cho nên, vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời mình, ông ta đối với Lâm Khiếu Thiên luôn có kỳ vọng, rằng dù sau này Lâm Khiếu Thiên có bị người ta thóa mạ là ma quỷ thì cũng không muốn Lâm Khiếu Thiên thành trở thành cái dạng bất thế anh hùng như bọn chúng. Ông ta nói với Lâm Khiếu Thiên, hài tử, con sau này phải tự gánh lấy sinh mệnh của chính mình, con là con, chứ không phải người khác, muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, đã có yêu thì sẽ có hận, đừng giống như bọn người đi săn, ghen ghét những kẻ xung quanh, hủy diệt cả mặt trời vì yêu. Lang Thiếu Thiên thực mong muốn Lâm Khiếu Thiên sau này sẽ tìm được cửu dương để có thể giết chết lũ thợ săn. Sư phụ, người nói điều này về Lâm Khiếu Thiên, người con biết chính là huyết ma mà sư phụ chờ đợi, nhưng, đồ đệ không minh bạch lắm với cái chuyện thợ săn, mặt trời gì đó. Đình Đình không kiên nhẫn nước ngắt lời Mỹ phụ. Đó chỉ là một câu chuyện truyền thuyết mà Lang Thiếu Thiên đã dựa vào để nói, sau này ta sẽ kể cho con câu chuyện thần thoại đó. Những thợ săn, đó là để chỉ vào những kẻ luôn tự coi mình là đám võ lâm chính đạo anh hùng đã sát tử Hoa Nhu, còn Thái Dương, là chỉ Lang Thiếu Thiên và các bằng hữu thân thiết của ông ta. Ông ta thực có ý tứ dạng như là,
những người thân và bằng hữu của ông ta bị cái đám anh hùng đó giết hại, nhưng ông ta biết ông ta cũng còn có một vài bằng hữu trong thế gian này, có nhiều môn nhân của Ngọc Xà Môn sau trận chiến đấu thảm sát đó đào vong và ẩn trốn, cho nên cũng muốn Lâm Khiếu Thiên để mắt tìm những môn đồ thất lạc của Ngọc Xà Môn nữa. Cũng là bởi vì ông ta không biết được rằng toàn bộ huyết sát môn đã bị hủy diệt rồi. Sau khi Lang Thiếu Thiên chết, Lâm Khiếu Thiên rời khỏi hang động dưới vực, xâm nhập vào Võ Lâm mang theo một sức mạnh bá chủ mới, một huyết vũ khủng bố mới cho Võ Lâm. Ông ta không tìm được cái gọi là mặt trời, mặc dù bị đám thợ săn bắn hạ cũng vẫn sống lại được, nhưng cũng tạo ra được truyền thuyết, một chuyện truyền thuyết thuộc về chính ông ta, cũng hơi giống truyền thuyết của nghĩa phụ ông ta, có chứa mùi của máu và luôn bị thế nhân chửi rủa, có thể, còn có cả sự cô độc và tịch mịch trong đó nữa. Đinh đinh, sư phụ tạm thời chỉ nói tới đây thôi, sư phụ hơi mệt một chút, tổng quy sư phụ đã chuyển cái chức vị thánh nữ cho con. Sư phụ để con dẫn toàn thể môn đồ Thái Âm giáo trú tại đây không phải chỉ vì Võ Lâm chính đạo luôn đánh lén chúng ta, mà cũng phần nhiều là vì chút chuyện cá nhân của ta. Vì Lâm Khiếu Thiên, Đinh Đinh hỏi. Chính thế, vì Lâm Khiếu Thiên mà ta phải đối phó với Đại Địa Minh, nhưng ta không có chủ ý gì khác với Võ Lâm tứ đại môn phái cả. Quả nhiên trong lời sư phụ nói, Trích Hiếu xác định đối địch với Đại Địa Minh. Đinh Đinh tâm lý hoảng nhiên chấn động, nhưng không dám nói ra suy nghĩ của mình lúc này. Mỹ phụ chuyển đề tài nói, Đinh Đinh, trong những ngày này Bắc Lăng Trang nhân thủ có biến động gì không? Đinh Đinh đáp lời, hoàn toàn không thấy họ có chuyển động gì cả, hiện thời họ tạm phân ra thành hai phe, một số phái nhỏ trụ tại trong một ngôi nhà lớn ở hậu diện của Bắc Lăng Trang, cái nhà lớn đó có cái môn bài thật kỳ quái. Có gì kỳ quái? Con nghe người ta kể rằng, trên đó có khắc dòng chữ ta đạp vào mông ngươi, Lạn Mộc Bản, hi hi. Mỹ phụ nói, làm sao mà lại cười tủm, cái này thực không có cái gì đáng cười cả. Nhưng người ta thấy buồn cười. Mỹ phụ đáp, được rồi. Sư phụ hỏi ngươi một điều, cái chỗ ta đạp vào mông ngươi đó, đích thị là thuộc về nhân vật của môn phái nào? Tứ đại Võ Lâm thế gia. Tứ đại thế gia, Mỹ phụ hốt hoảng ngạc nhiên, nhìn Đình Đình chăm chăm, nhìn lại thì tứ đại Võ Lâm thế gia đang tự tìm tai ương cho mình. Đại Địa Minh nhất định sẽ xui họ dẫn đầu đối phó với Thái Âm giáo ta, còn chúng thì ngồi ngoài ngư ông hưởng lợi. Hừ, Lạc Hùng, chủ ý của ngươi thật không tệ a, tiếc là A Mật y ta cũng không dạy gì. Đinh Đinh đột nhiên nghĩ tới một nghi vấn, bèn hỏi, sư phụ, đồ nhi có thể hỏi người một. Câu được không? Con nói đi. Đại Địa Minh kỳ thật đối với Thái Âm giáo chúng ta có chút uyên nguyên, hà cớ gì sư phụ lại trở thành thù địch với Đại Địa Minh? A Mật Y hơi phẫn nộ đáp lại, với Đại Địa Minh có chút huyên nguyên đích thị là Nguyệt Như Sương, còn A Mật Y ta thì không. Ta và Lạc Hùng trở nên có oán cừu, Lạc Hùng không muốn ta sống trên cõi đời này, nhân vì ta biết khá nhiều sự tình về hắn, như quả ta mà tiết lộ ra ngoài, thì cái danh xưng Võ Lâm Đại Anh Hùng của hắn mà so sánh với huyết ma chắc còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. Thế nhưng khi việc của hắn chưa thành, thì hắn không dám khinh cử vọng động, A Mật Y ta cũng thế, khi thời cơ chưa chín mùi. Ta cũng không vội công cáo thiên hạ về dã tâm của hắn, ta phải để hắn cảm thấy bất an từng khắc một, tiện canh phòng hắn luôn, khiến hắn cả đời không được an ổn. Hiện tại thì cơ hội của hắn đang tới gần cho nên Lạc Hùng rất muốn hại ta, sở dĩ phái đồ đệ đến quấy nhiễu ta là vì thế, ta làm sao không biết ý của hắn, giả trang phản kích lại, cứ để hắn nói với Trung Nguyên Võ Lâm rằng ta đưa Thái Âm giáo vào, ý muốn xâm chiếm Trung Nguyên, khi mà ân oán tình cừu kết thúc, A Mật Y ta cũng sẽ tự rút lui. Đinh Đinh hỏi, sư phụ, người làm vậy phải chăng cũng là vì Lâm Khiếu Thiên? Hay, ta đã nói đó là vấn đề cá nhân của ta, hiện tại con là thánh nữ, như quả thấy sư phụ không phải, con có thể khả dĩ đưa Thái Âm giáo vượt ra lăng trấn thối lui thoát đi, sư phụ sẽ không oán trách gì con cả. A Mật Y u oán đáp. Không, sư phụ nuôi dưỡng Đinh Đinh từ nhỏ, Đinh Đinh chỉ có sư phụ là thân nhân duy nhất, sư phụ tựa như là nương thân của Đinh Đinh vậy. Đình Đình nhất thiết nghe lời sư phụ. Sư phụ phải đối đầu với Đại Địa Minh, Đình Đình cũng sẽ đối đầu với Đại Địa Minh, khi ân oán tình cừu kết thúc, cùng Thái Âm rời đi, liệu có được không, nương thân? Hảo hài tử, sư phụ thật không uổng công nuôi dạy con. A Mật Y nắm chặt tay Đình Đình, hai dòng lệ từ đôi mắt đẹp đẽ đầy nhu tình không kìm được từ từ lăn xuống. Nhưng sư phụ, Đình Đình rất thích nghe tiếp câu chuyện giữa người và Lâm Khiếu Thiên. Điều này, sau này ta kể cho con nghe, sư phụ lúc này thực sự rất mệt. Sư phụ, người khóc ư,
để Đình Đình giúp người lau nước mắt. Trong lúc không có mặt Hoàng Hy Bình, Hoàng Đại Hải liền dẫn theo chúng nhân bao vây nửa vòng phía trước cổng của Bắc Lăng Trang. Triệu Tử Huy mắt vừa nhìn thấy ba đại tự sơn nhũ vàng phía trên, trong đầu lập tức lửa giận bùng lên, chu miệng nhổ một bãi nước bọt, phì một tiếng, bãi nước bọt đã bắn chúng giữa tấm biển trước cổng, làm tấm biển bằng gỗ này liền xuất hiện một lỗ thủng to bằng ngón tay cái. Hoa Tiểu Ba giơ ngón cái lên, lớn tiếng tán tụng, nước bọt của Huy ca ca thật là lợi hại. Nhổ hay lắm, các người hãy đợi đấy, ta sẽ nhổ một bãi đờm. Tứ Cẩu nói xong, ưỡn ngực lên, cố gắng hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị tích tụ đờm của hắn. Triệu Tử Thanh đột nhiên kéo tay hắn, thóa mạ, Tử Cẩu, người có tư cách gì học đòi nhị ca ta? Tử Thanh, đừng làm ồn nữa, chúng ta vào đi. Triệu Tử ngôn xuất ngôn giải cứu cho muội phu của hắn, Tứ Cẩu thấy vậy trong lòng thật sự cảm kích vô tận. Lôi Long cười với Bích Nhu, vẫn là nàng ôn nhu. Độc Cô Minh kêu lên đùa bỡn, nhưng công tử ta lại sợ sự ôn nhu của Tiểu Bích. Tứ Cẩu hùa theo, đó là di truyền của gia tộc. Cái này thì ta tin, ta lần đầu đến Viễn Dương Tiêu Cục, hiểu biết rất ít, nhưng cũng biết phàm là họ Lôi thì đều sợ lão bà, há há. Hoa Tiểu Ba, nếu ngươi không muốn bị xấu mặt, tốt nhất hãy dừng ngay điệu cười khả ố của ngươi lại. Hoa Tiểu Ba lập tức nín cười, nói, Long ca, Hoa Tiểu Ba đệ trước giờ chưa từng bị mất mặt, do vậy đệ không cười nữa. Ồ, Hào ca, đợi đệ với. Long, chàng làm Tiểu Ba hoảng sợ rồi. Bích Nhu khẽ nói. Lôi Long lập tức phụ họa, là, lần sau ta sẽ nói nhẹ nhàng hơn, Nhu Nhi, nàng giận à. Không đâu, thiếp rất hạnh phúc, nếu chàng dám phá tấm biển trên đầu kia, thiếp sẽ càng hạnh phúc hơn. Thật à, Lôi Long kinh hỉ nói. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, tùy tiện hoa lên, tấm biển trước cổng lập tức đứt làm hai đoạn, hắn tra kiếm vào vỏ, cười nói, Nhu Nhi, ta đột nhiên phát giác tấm biển này vốn mục nát đến yểu mệnh, há há. Há há há. Chúng nhân cũng đột nhiên cười hô hố, tâm trạng vô cùng thoải mái bước vào chủ sảnh của Bắc Lăng Trang. Trong khi đó, các nhân vật cao thủ từng phái đều đang chờ đợi đến mức không thể nhịn được nữa. Câu đầu tiên của Lạc Thiên là, sao đến muộn vậy? Câu nói sương sương này đã kích nộ cường nhân của võ lâm tứ đại gia, Tứ Cẩu lập tức trả lại một câu càng sương sương hơn, người con bà nó quản gì chứ? Lạc Kim nổi giận trước nhất, thóa mạ, tiểu tử, người đừng có mà quá đáng, cẩn thận không ta đánh dập mỏ ngươi đấy. Ta nắm lấy cái đầu to của ngươi, người nghĩ ngươi có địa vị cao mà có thể hung hăng hả? Đầu của Tứ Cẩu ta cũng không nhỏ đâu, ngươi kể ra là thứ quái quỷ gì vậy? Bất quá chỉ là một lão chư do đại địa minh nuôi dưỡng. Lão tử đây là bang chủ có nhân khí nhất, có tế bào nghệ thuật nhất, thanh danh vang dội nhất từ trước đến nay trong lịch sử cái bang, cả mụ mụ mẹ của ngươi cũng căn bản không có tư cách cùng ta đàm đạo. Hoa Tiểu Ba lập tức phối hợp rất nhanh, ta cũng không muốn cùng hắn đàm thoại, ta là độc tử của Trường Xuân Đường, cũng là nhân vật rất có thân phận, sư phụ người nói có đúng không? Tiểu Ba, chẳng phải ngươi nói ngươi còn vị thành niên, chưa được kế thừa gia nghiệp sao? Độc Cô Minh khinh khỉnh hỏi. Hoa Tiểu Ba cười khẩy, Độc Cô lão huynh, sao lại nói vậy, ta là người kế thừa hợp pháp mà. Đám người võ lâm thấy bọn người này bắt đầu nói năng quảng xiên, trong tâm đều cảm thấy khó chịu. Lạc Thiên là người thỏa hiệp đầu tiên, lên tiếng, đừng huyên náo nữa, chúng ta kêu các ngươi đến đây là để thương lượng chính sự, không phải là để cùng các ngươi cãi lộn. Hoàng Hy Bình đâu? Hoàng Đại Hải đáp, đại ca đi ra ngoài chơi rồi. Cái gì? Trong lúc này mà hắn còn chơi đùa được sao? Lạc Thiên thật không thể hiểu hành vi của gã Hoàng Thiên Tài này. Hoàng Đại Hải lãnh đạm, đại ca ta từ bé đến lớn đều chỉ thích chơi đùa, có việc gì cứ thương lượng cùng chúng ta là được rồi. Những việc như thế này huynh ấy cũng không thương lượng suôn sẻ được với các ngươi đâu. Huynh ấy đối với việc này căn bản không có chút hứng thú. Một khi đã không cảm thấy hứng thú với cái gì, đại ca ta liền không quan tâm đến cái đó. Hồi đáp của hắn có thể nói là rất dứt khoát. Đã vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Đợi các ngươi quá lâu rồi. Lạc Thiên nói xong, liền tiến vào chỗ ngồi trước tiên. Hắn không ngờ lại ngồi ở ghế dành cho chủ tọa, ngồi hai bên là Mộng Hương và Quyền Hành. Thật là ngạo mạn. Triệu Tử Huy là người đầu tiên cảm thấy không thuận mắt, nhưng cứ nghĩ đến cử chỉ đắc y phun nước bọt trước cửa khi nãy, tâm lý ít nhiều có chút thoải mái, chỉ là có chút hối hận đã không chuẩn bị trước một chút phân chó. Nói đi. Nếu không có việc gì, ta trở về ôm lão bà đây.
tứ cầu tiên phát chế nhân, với tư cách bang chủ cái bang, hắn nhất định phải học cái cách kiếm tiền rất có uy tín ấy, chẳng lẽ khất cái đều không phải là tiên phát chế nhân sao? Chẳng hạn như, đại gia, nhà con có già có trẻ, đều không thể sống nổi, cầu xin đại gia từ bi làm phúc, loại câu nói này, thấy người là phát, hỏi người có sợ không? Nhưng, cũng có kẻ không sợ, Lạc Kim cười khẩy, vậy ngươi hãy về ôm bà di của ngươi đi, ngươi ở đây cũng là phế nhân thôi. Nói thêm, đám cái bang các người gào lên khất thực thì còn có thể, kêu các ngươi đi đánh nhau đã là coi trọng các ngươi lắm rồi. Hả, ta nói tên đầu to ngươi tại sao hôm nay lại đối địch cùng ta? Ta cướp nữ nhân của ngươi à? Lão tử thấy ngươi không thuận mắt. Mẹ nó, bà nương của ngươi đâu? Tứ cẩu đột nhiên xuất quân. Câu thoại này tựa như khiến cho toàn thể mọi người phải hỏi, chúng ta, những người bình thường không có việc gì lại hỏi bà nương của người khác sao? Làm loạn hả? Lạc Kim lửa giận bừng bừng, chỉ về phía Lạc Hoa, quay đầu về phía tứ cẩu gầm lên, nàng ta đấy, không bì được với bà nương của ngươi à? Lần này tứ cẩu không giận, cười hì hì nói với Triệu Tử Thanh, hắn nói nữ nhân của hắn đẹp bằng nàng đúng không vậy? Triệu Tử Thanh ngắm nhìn Lạc Hoa hai lượt, lùi lại nói, à ta. Sau khi đi tu sửa lại nhan sắc, hãy đến so sánh với Triệu Tử Thanh ta nhé. Lạc Hoa nghe những lời này tức thì động nộ, người hãy chừa đẻ đi, rồi hãy quay lại so bì với ta. Ta, Triệu Tử Thanh nóng giận lập tức rút đao ra. Được rồi, muốn tranh cãi xem nữ nhân của ai đẹp hơn, hãy ra ngoài mà cãi nhau. Lạc Thiên không thể chịu nổi, thế giới gì đây? Thành Tâm mời bọn chúng đến thương lượng chính sự, bọn chúng chẳng lẽ lại không biết tốt xấu? Thanh Thanh, đừng làm ồn nữa, để lúc về ta sẽ cưng chiều nàng. Tứ cẩu không ngốc như Hy Bình, do vậy lập tức ôm lấy Triệu Tử Thanh đang xung động, không cho nàng làm loạn. Triệu Tử Thanh chừng chừng nhìn Lạc Hoa một lượt, cuối cùng cũng nhẫn nhịn, hạ mông xuống ghế. Tứ cẩu vội vã nói, Thanh Thanh, cẩn thận tiểu cẩu cẩu của chúng ta nhé. Ta phi, hai tử của Triệu Tử Thanh ta tuyệt đối không gọi là tiểu cẩu cẩu, ngươi không có khiếu thẩm mỹ gì thì thôi. Đừng để hài tử cũng không có khiếu thẩm mỹ giống ngươi. Tứ cẩu trong lòng thực muốn báo phục, không nhịn được cãi, ta mà có khiếu thẩm mỹ thì ta đã không tìm nàng. Sợ rằng sẽ hiểu mệnh, hu hu. Hắn hận muốn học như loài chó sủa một tiếng ra, đáng tiếc là hắn không dám. Trong đại đường cuối cùng cũng an tịnh trở lại, Hoàng Đại Hải nói, Lạc Thiên, có thể bắt đầu được rồi. Lạc Thiên bắt đầu nói, chúng ta đến đây cũng được vài ngày rồi. Nhưng không hề tìm thấy tung tích gì của Thái Âm giáo. Có phải là mỹ nữ của Thái Âm giáo thì không trang điểm không? Có khả năng chúng đến muộn một chút. Lạc Thiên không đáp lại, Hoa Tiểu Ba tự tác thông minh ngắt lời hắn, nhưng Lạc Thiên lại không thể phát hỏa, bởi vì câu hỏi ấu trí ấy lại cũng khiến hắn cảm thấy Hoa Tiểu Ba khả ái giống như một gã đần độn, xem lại, võ lâm tứ đại gia không có gã nào không đần độn cả. Kêu bọn họ đến bắt đầu đại hội. Đơn giản là đối với bọn ngu ngốc thì phải có phương pháp ngu ngốc. Nhưng đám đần độn này cũng sẽ không sống được lâu. Lạc Thổ là người không thể nhẫn nhịn đối với Hoa Tiểu Ba nhất, hắn lập tức thoá mạ, người con mẹ nó không thể chín chắn một chút được à. Tên tiểu nhân vô tri sống buông thả kia. Ê, gã kêu là lão thổ đại nhân kia, có dám thoát khố ra cùng so với đại gia không? Xem con mẹ nó ai giống như tiểu nhân, ta dám khẳng định, Hoa Tiểu Ba dùng tay để so sánh. Tiếp tục nói, cái phế vật của ngươi, chỉ bằng một nửa của ta lúc trường xuất. Há há, chưa tỷ phu ta ra, còn gặp ai, Hoa Tiểu Ba ta cũng đều không hề tự ti. Triệu Tử Huy vỗ một cái lên đầu hắn, nói, chưa đắc ý, không có trọng sanh hoàn của dã mã tộc, ngươi có thể uy phong được không? Hoa Tiểu Ba cười đáp, tự nhiên không sánh được sự uy phong của Huy ca, nhưng so với tên Lạc Thổ, đệ tuyệt đối có tín tâm. Việc này thì đúng rồi, há há. Triệu Tử Huy cười lớn, tứ cẩu cũng cười hố hố phụ họa. Các ngươi không thể yên lặng một lúc được à? Một thanh âm như trong mộng đột nhiên vang lên từ trong cặp môi nhỏ mỹ lệ như mộng của Mộng Hương. Triệu Tử Huy vừa nghe xong, điệu cười đắc ý lập tức dừng lại, đồng thời cũng bịt luôn miệng tứ cẩu đang mở to, nói yên lặng nào, không nghe thấy Mộng Hương tiểu thư muốn chúng ta yên lặng à? Toàn chàng như trong giấc mộng. Mị lực của mỹ nữ quả nhiên còn hơn cả mệnh lệnh của chủ soái, một lời nhẹ nhàng của Mộng Hương đã làm tan biến tiếng gào rú của nam nhân. Lạc Thiên cuối cùng cũng tiếp tục nói, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất của chúng ta là tìm ra nơi ẩn náu của Thái Âm giáo, ngăn cản bọn chúng tàn sát ở Gia Lăng Trấn,
không để cho chúng tiến nhập Trung Nguyên gây náo loạn. Lạc Thiên, tại sao ngươi xác định Thái Âm giáo nhất định náu thân ở Gia Lăng Trấn? Hoàng Đại Hải nghiêm túc hỏi, ngoại trừ lúc ở cùng Hy Bình ra, còn lại bất cứ lúc nào hắn cũng nghiêm túc. Đó là tin tức đáng tin cậy của chúng ta, tuyệt đối không sai. Lạc Thiên khẳng định. Hoàng Đại Hải gật đầu, ngươi nói tiếp đi. Lạc Thiên nói tiếp, vài ngày gần đây, không biết tại sao ở tứ đại võ lâm thế gia chúng ta lại xuất hiện một tình huống. Tình huống gì? Tính hiếu kỳ của Hoa Tiểu Ba bị câu dẫn trước tiên, liền hỏi. Đại địa minh chúng ta có rất nhiều huynh đệ bị tập kích, tử thương hơn 5-60 người, bởi thế, chúng ta xác định là do phỉ đồ Thái Âm giáo làm, chúng ta nhất định phải gia tăng phòng bị. Độc Cô Minh nói, Lạc Thiên, điểm này khiến ta rất hoài nghi, sao nói đại địa minh các ngươi và Thái Âm giáo cùng chung nguồn gốc, cho dù Thái Âm giáo ở đây muốn ám toán chúng ta, cũng không nhằm vào các ngươi mà khai đao. Chẳng lẽ đại địa minh chúng ta còn có nhiều kẻ thù chưa giải quyết xong? Điều này nói không chừng, có thể là do một số kẻ trong ma môn thấy không thuận mắt, chuyên môn đối chọi với chúng ta, cũng có khả năng âm thầm phóng ra một đao. Tứ cẩu tựa như có thói quen đánh úp, ngay cả lời nói cũng tràn trề phong vị đánh úp. Lạc Thiên nộ hỏa bừng cháy, nhưng giọng điệu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, điều này cũng có khả năng, tuy vậy tin tức Thái Âm giáo ở Gia Lăng Trấn là vô cùng đáng tin. Mục đích của chúng ta là muốn Thái Âm giáo trở về Tây Vực, tốt nhất là tiêu diệt hết bọn chúng, bởi vậy mong mọi người hãy tận lực, đừng có đứng ngoài xem cho vui, chúng ta không phải là đi chơi, điều này mong mọi người chú ý cho. Mấy câu cuối của hắn là nhằm thẳng vào đám hề của võ lâm tứ đại gia. Tứ cẩu đáp, Lạc Thiên, bọn ta có sao cũng không đến lượt các ngươi quản đâu. Lần xuất động này vốn là Hy Bình dẫn đầu, nhưng sau đó Hy Bình lại bị cô của ngươi bắt đi. Để các ngươi nắm được cơ hội bước vào, cho các ngươi cùng hắn công bình đã là quá lắm rồi, ngươi hiện tại lại lấy giọng điệu lão đại để ra lệnh và chỉ trích chúng ra à? Có ý gì đây? Huống hồ hiện nay, thiên hạ chia làm bốn, đâu đến lượt ai tự quyết định, phải không Đại Hải? Độc Cô Minh cố ý hỏi Hoàng Đại Hải. Hoàng Đại Hải rất nghiêm chỉnh đáp phải. Hoa Tiểu Ba cũng có dụng ý khác, nhưng có người tự coi mình là lão đại, việc gì cũng tự mình quyết định. Mọi việc đều phải do hắn làm chủ mới được. Hoa Tiểu Ba, ở đây ngoài thiếu chủ của bọn ta ra còn ai có tư cách làm chủ hả? Lạc Thổ nói. Hoa Tiểu Ba trừng mắt nhìn Lạc Thổ một lượt, trong lòng nghĩ, Thổ tiểu tử này chuyên môn đối đầu với ta, ta phải hí lộng nữ nhân của hắn trên tay, khiến hắn tức chết mới được. Chẳng lẽ Mộng Hương tiểu thư không đủ tư cách? Triệu Tử Uy không hề e dè Lạc Thổ. Lạc Thổ đỏ mặt bực bội nói, việc này. Mộng Hương lên tiếng, lời của Lạc Thiếu Minh Chủ có lý, do vậy ta nghe lời Lạc Thiếu Minh Chủ. Triệu Tử Uy bỗng trở nên bực bội giống Lạc Thổ cái này. Hoa Tiểu Ba chỉ vào quyền hành nói, hắn ta thì sao? Gã trung tính này này. Hoa Tiểu Ba nói không sai, quyền hành nhìn sao cũng không giống một nam nhân. Quyền hành lạnh lùng nhìn Hoa Tiểu Ba, giọng lạnh lẽo, người nói năng nên cẩn thận một chút. Các ngươi bị cô lập rồi. Lạc Thiên ngạo mạn nói. Việc này đối với chúng ta là thường. Triệu Tử Hào cuối cùng cũng lên tiếng. Tuy vậy, Lạc Thiên nói, lấy nhiều thằng ít, các ngươi đã bị cô lập một chỗ, tất phải nghe theo chỉ lệnh của bọn ta, bởi vì các ngươi không có chút quyền quyết định nào. Lúc đó, trong chàng im lặng một lúc, Lạc Thiên nói đúng là rất có lý, nhưng, trong không khí trầm tĩnh đó, hốt nhiên vang lên tiếng của Hy Bình. Lạc Thiên, lấy nhiều thằng ít thật quá bị ổi. Lấy nhiều thắng ít cũng gọi là lợi hại à, ta vẫn thường lấy ít thắng nhiều, không tin ngươi gọi vài tên ra đánh nhau cũng ta xem. Ngoài ra, thêm cả ngươi nữa cũng chả ăn nhầm gì. Chúng nhân chỉ thấy một nam nhân khiến người khác si mê tay cầm một tấm mộc biển, đang dương dương đắc ý bước vào, đó chính là kẻ vừa thâu hương ở phòng quả phụ, thiên tài Hoàng Hy Bình. Có vài đại địa minh võ sĩ đi đằng sau hắn, tất cả đều bị đánh đến dập mũi sưng mặt nguyên văn tị thanh kiểm nhũng. Lúc này rất nhiều người đã thấy rõ, trên tay Hy Bình là hai nửa tấm mộc biển, chính là tấm biển trước cửa Bắc Lăng Trang, chỉ là không biết vì sao lại ở trong tay hắn, hơn nữa lại còn gãy làm hai đoạn. Trong đám người có một võ sĩ của đại địa minh sắc mặt tăng tóc, khiếp đảm nói, thiếu minh chủ, chính hắn hạ tấm biển trước cổng của chúng ta xuống đấy. Nguyên là Hy Bình vừa đến trước cửa, liền thấy tấm biển bị gãy làm hai treo lủng lẳng, hắn liền cười hô hố, cười đến nỗi đám người giữ cửa chạy ra xem. Phát hiện môn biển của bọn chúng đã bị người khác phá hỏng, liền trực tiếp cho là hắn làm,
nhanh chóng chạy vào báo cáo, lập tức bị hắn đánh 2-3 phát nằm lăn ra đất, từng người một liên tiếp thà nằm dưới đất chịu đau chứ nhất quyết không dám kêu la, bởi vì một câu khủng bố của hắn, các ngươi dám kêu ta đánh cho các ngươi dùng hết răng, xem các ngươi ăn đậu hủ thế nào. Hắn đến trang viện tìm thê tử, hắc hắc, và đi rất nhanh, sau khi hạ 2 đoạn môn biển xuống liền vứt xuống đất, căm tức giẫm đạp lên, sau khi cảm thấy giẫm đạp đã đủ liền đắc ý mang 2 đoạn môn biển tiến vào. Hy Bình quay người đấm một cú vào mồm tên võ sĩ vừa nói, rồi quát, ngươi ăn nói cho cẩn thận một chút, ta đến làm việc tốt thay cho các ngươi, làm gì mà nói nghiêm trọng vậy? Hèn gì không còn cái răng nào. Mấy cái răng đã bị một quyền của hắn đánh rụng. Tại chàng lúc đó bỗng trở nên căng thẳng, người của đại địa minh đều đã đứng dậy, hơn nữa còn có rất nhiều người bao vây đám hoạt bảo. Hy Bình giơ 2 nửa tấm môn biển ra phía trước mặt, chỉ thấy trên môn biển toàn dấu dày, hắn nói, Lạc Thiên, người của ngươi toàn làm chuyện xấu xa, lại đánh vỡ tấm biển của các ngươi thành 2 mảnh, khiến nó treo lủng lẳng trước cửa làm vướng mắt người khác, ta là người chuyên làm việc tốt, thành thật muốn giúp các ngươi hạ nó xuống, bất quá, các ngươi treo biển cao quá, ta hạ nó xuống phí rất nhiều khí lực, do vậy trong lòng cũng rất cáu giận, bởi vậy, sau khi hạ xuống ta đã giẫm vài cái xả giận. Hắn vừa nói xong, đám người tứ cẩu đều nhìn Lôi Long âm thầm cười mỉm, còn những người khác há mồm trợn mắt ngẩn người ra một lượt. Không hiểu à, ta sẽ làm lại cho các ngươi xem, này. Hy Bình tiến lên phía trước 2 bước, giơ chân giẫm lên 2 khối môn biển. Người của đại địa minh đại nộ, 8 đại đệ tử lần lượt phi thân phóng đến, biến loạn một thoáng, 7 đại đệ tử đột ngột lui lại, là trong chớp mắt bị đám hoạt bảo của võ lâm tứ đại gia bức lui, hình như chỉ có một người không lui lại. Ai vậy, nguyên lai là Lạc Diệp. Nàng lúc đó đang bị Hy Bình ôm vào lòng, ai? Chuyện cũ lại trùng diễn. Chúng nhân không biết vì sao trong thời gian ngắn như vậy hắn lại có thể ôm Lạc Diệp vào lòng, Lạc Thổ thấy vậy trong lòng cật kinh, muốn xông vào tấn công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 17.